Xin chào các bạn đã trở lại với Tom Thiếu Gia. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với season 2 của anime Chú Thuật Hồi Chiến nhé. Lưu ý với các bạn, đây là video tóm tắt phim, do đó sẽ tiết lộ hết nội dung của phim, nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem tiếp video của mình nhé. Season 2 bắt đầu vào thời gian 12 năm trước, Chú Thuật Sư cấp 1 Mây Mây và Chú Thuật Sư cấp 2 Iori Utahime được giao nhiệm vụ điều tra một dinh thự bị nguyền rủa. Đây vốn là nhà của một giám đốc điều hành chuỗi nhà hàng thịt nướng trong vùng, nhưng do đại dịch bò điên mà nhà hàng đã lâm vào bế tắc. Vì nợ nần chồng chất nên gã giám đốc đã tự sát cùng với gia đình, và kể từ lúc đó mà nhà của gã giám đốc đã trở thành địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Nhiều người hiếu kỳ ở khắp mọi nơi đã đến thử lòng gan dạ, nhưng thật lạ vì họ đều lần lượt biến mất. Tin đồn về căn nhà này ngày một lan nhanh, nên càng có thêm nhiều người tham gia và cũng vì thế mà biến mất theo. Cuối cùng hai nữ thuật sư cũng đã đến địa điểm. Họ vào bên trong ngôi nhà thì nhìn thấy xung quanh toàn là rác và rến, bởi vốn dĩ đây là một nơi đã bị bỏ hoang. Cô Mây Mây nghĩ nên chia nhau ra để điều tra và giao khu vực ở tầng trên cho cô Utahime. Cô Utahime sau đó đi điều tra với vẻ mặt rất chi là sợ hãi. Cô kiểm tra hết các phòng của tầng này nhưng chẳng có gì. Đến căn phòng cuối cùng thì cô nhìn thấy một lũ chuột ở dưới gầm giường, khiến cho cô hú hồn con chồn mà chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Thì bất ngờ bị Mây Mây chạm vào vai khiến cô chết điếng cả người mà hét lên ầm ĩ. Cả hai cảm thấy lạ khi đã chia nhau ra nhưng lại gặp nhau cùng một tầng. Cô Mây Mây nói cô đã đi ngang qua khu vực này tận 3 lần. Và bãi rác này chính là minh chứng cho điều đó, nhưng để cho chắc ăn cô còn lưu lại vị trí bằng dấu hiệu của mình trên tường. Thế là cả hai đã đi ròng rã suốt 30 phút tương đương 4 cây số trên hành lang để kiểm tra. Mây Mây cho rằng đây không phải là lãnh địa thiên tư mà là một kết giới. Các nạn nhân trước kia có lẽ đều bị lọt vào đây. Cô còn tự tin cho rằng con chú linh của vụ này không hề mạnh, có thể thanh tẩy được nó khi cả hai thoát ra khỏi kết giới này. Theo suy luận ban đầu thì cô Utahime nghĩ đây là một vòng lặp hình tròn, nhưng mỗi vòng mà cả hai đã đi qua lại có số bước đi khác nhau, cho nên phạm vi của vòng lặp không cố định, do đó kết giới thực chất phải là các mối nối chấp vá với nhau trên một đường thẳng. Nên cả hai chỉ cần cùng chạy thật nhanh đến cuối hành lang, khi cấu trúc của kết giới không theo kịp chắc hẳn sẽ bị đứt gãy ở đâu đó. Suy luận của cô Utahime rất xuất sắc, nhưng cô Mây Mây chỉ chấm có 90 điểm trên 100 điểm mà thôi. Vì cô nghĩ cả hai nên chạy về hai phía ngược nhau, khi đó kết giới sẽ dễ đứt gãy hơn rất nhiều. Trước khi chạy cô Utahime còn nói, nếu như kế hoạch này thành công thì hãy đề xuất cho cô được thăng hạng. Thế là hai quý cô xinh đẹp cùng nhau chạy và dinh thự dần dần sụp đổ. Cứ ngỡ kế hoạch thành công nhưng thực chất rõ ràng đây là do tác động khác từ một ai đó bên ngoài. Sau khi chui ra từ đống đổ nát thì cô Utahime nhìn thấy đàn em năm hai của mình. Và đó chính là Gojo Satoru, người mà chúng ta đã biết ở season 1 với tên gọi là thầy bịt mắt. Nhưng lúc này thầy vẫn chưa bịt mắt mà thầy đeo kính, nên chúng ta sẽ gọi thầy bịt mắt là thầy đeo kính nha anh em. Thầy đến chọc ghẹo cô Utahime đủ kiểu, khiến cho cô quạo tím tái cả mặt. Bỗng con chú linh của kết giới trồi lên từ phía sau cô Utahime, nhưng nó đã bị khống chế bởi một con chú linh khác của Geto. Đây là Geto Suguru, là học sinh năm 2 và cũng là bạn chí cốt của thầy đeo kính. Geto còn khuyên thầy chớ có nên ăn hiếp kẻ yếu như vậy, nhưng thầy cho rằng ai lại ngu ngốc đi ăn hiếp kẻ mạnh bao giờ. Thế là lời nói của Geto vô tình trở thành một lời châm chọc, khiến cho cô Utahime quạo càng thêm quạo. Nhưng khi thấy học sinh năm 2 còn lại đến, cô gái này tên là Soko Ieji, thì cô Utahime mới hết quạo mà chuyển sang vẻ mặt vô cùng dễ thương. Rồi cô lao đến ôm chầm lấy cô Soko, còn căn dặn cô Soko đừng có trở thành kẻ đáng ghét như hai thằng ông nội kia. Tất nhiên cô Soko nói mình sẽ không bao giờ trở thành hai kẻ rác rưởi đó. Nhắc cho các bạn nào quên thì cô Soko chính là người đã nhìn thấy bộ dạng tòng ngòng của Juji ở season 1. Thực ra các học sinh năm 2 đến đây là để tiếp viện vì đã hai ngày trôi qua mà vẫn không thể liên lạc được với hai đàn chị. Nghe hai ngày khiến cô Utahime rất bất ngờ, thực tế là do kết giới của chú Linh đã bóp méo nhận thức về thời gian với những người mắc kẹt ở bên trong nó. Chợt cô Mây Mây hỏi tấm màn đâu rồi, thế là ba đứa học sinh năm 2 mặt ngáo như con cáo luôn. Vì quên vụ răng màn này nên cả ba bị thầy Jaga khiển trách. Thầy còn nghe bảo có một đứa trong ba đứa đã bỏ mặc giám sát viên ở lại rồi nói bản thân sẽ tự răng màn, nhưng cuối cùng lại chẳng có cái màn nào được răng. Thế là hai học sinh năm 2 cùng chìa tay vào một học sinh năm 2 còn lại, và cái gã bị chìa tay đó ăn nguyên một cú trời giáng vào đầu. Đúng là đồng đội tốt quá mà. Sau đó gã này còn phàn nàn về vụ cái màn có quan trọng gì đâu mà làm quá lên như thế. Nhưng Geto lại cho rằng điều đó là bắt buộc nhằm ngăn chặn chú linh phát sinh và giữ cho lòng người yên ổn. Thầy đeo kính cảm thấy việc bảo vệ kẻ yếu thật mệt mỏi làm sao. Geto lại nghĩ kẻ yếu tồn tại vốn là hình thái mà xã hội này cần có. Cứu giúp kẻ yếu và khống chế kẻ mạnh, chú thuật sư tồn tại là để bảo vệ những người không phải thuật sư. Thầy đeo kính vốn rất ghét những kẻ nói đạo lý, thầy còn bảo việc áp đặt lý do và trách nhiệm lên sức mạnh như thế chính là hành vi của kẻ yếu.
sau đó còn bày tỏ thái độ không hài lòng với lý tưởng của Geto. Kosuko nhận ra sắp có đánh nhau nên chùn lẹ. Hai ông cố nội định đập nhau một trận ra trò, thì thầy Zaga đến để giao nhiệm vụ cho ba đứa học sinh năm 2. Do Soko đi vắng nên thầy giao cho hai ông cố nội làm luôn. Nhiệm vụ này được ngài Tengen chỉ định đích danh. Dù có vẻ nhiệm vụ hơi quá sức với mấy đứa nhưng thầy cũng chẳng thể làm khác đi được. Thầy bảo có một tinh tương thể phù hợp với ngài Tengen, và nhiệm vụ của cả hai là bảo vệ và xóa sổ cô gái tinh tương thể đó. Thầy đeo kính và Geto nghe nhiệm vụ mà thấy nó cứ nhảm nhí thế nào ấy, còn cho rằng có lẽ vì sắp được lên chức hiệu trưởng nên thầy Zaga bị điên rồi. Thầy Zaga bảo ngài Tengen tuy sở hữu thuật thức bất tử nhưng lại không bất lão. Nếu lão hóa bình thường thì không có gì, nhưng khi lão hóa đến một mức độ nhất định, thuật thức đó sẽ tái tạo lại toàn bộ cơ thể, hay nói cách khác là tiến hóa. Khi đó ngài Tengen sẽ không còn là con người mà trở thành một dạng tồn tại cao hơn. Nhưng lúc đó ý chí của ngài ấy sẽ không còn. Trong trường hợp tệ nhất thì ngài ấy sẽ trở thành mối nguy cho toàn nhân loại. Kết giới của trường chú thuật cũng như những kết giới hỗ trợ khác từ giám sát viên, tất cả đều nhờ sức mạnh của ngài Tengen củng cố. Nếu không còn sự hỗ trợ này, việc giữ an ninh và xử lý nhiệm vụ sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cứ mỗi 500 năm, ngài ấy sẽ phải đồng hóa với tinh tương thể, đó là một con người phù hợp với ngài ấy nhằm để chỉnh sửa lại thông tin cho cơ thể. Và hai ngày nữa, ngài Tengen và tinh tương thể sẽ hợp nhất vào đêm trăng tròn, nhưng hiện tại vị trí của cô gái tinh tương thể đã bị lộ, và có hai nhóm người đang nhắm đến mạng sống của cô ấy. Đó là băng đảng chú Nguyền Sư Quy, với mưu đồ lật đổ giới chú thuật sư. Nhóm còn lại là hội vật chứa thời gian bản tinh giáo, một giáo phái tin tưởng và tôn thờ ngài Tengen. Thầy đeo kính không hiểu tại sao một nhóm tín đồ của ngài Tengen như bản tinh giáo lại muốn giết tinh tương thể. Geto bảo là do bọn chúng tôn thờ một ngài Tengen thuần khiết, chúng không chấp nhận tinh tương thể làm vấy bẩn ngài ấy. Geto sau đó vào khách sạn nơi tinh tương thể đang ở, còn thầy đeo kính thì ở bên ngoài nhưng vẫn giữ liên lạc với Geto. Geto bấm chuông cửa và nhận được câu trả lời sẽ đến ngay từ chủ nhà, nhưng bỗng một quả bom phát nổ động trời. Geto thì vẫn ổn vì có chú linh của mình che chắn, nhưng cô gái chủ nhà thì bị văng khỏi tòa nhà và đang rơi tự do. Thế là Geto vội vã triệu hồi một chú linh rồi bay đến cứu cô gái. Thầy đeo kính lúc này đang đối mặt với một gã của băng đảng Quy tên là Bayer. Hắn phóng rất nhiều con dao chĩa thẳng vào mặt của thầy. Hắn bảo có nghe lời đồn về sức mạnh của thầy, nên giờ rất muốn biết lời đồn đó có thật hay không. Còn thầy thì nói hắn nếu quỳ lạy van xin khóc lóc thì thầy sẽ tha cho hắn một con đường sống, khiến cho hắn có vẻ hơi bực. Một gã của băng đảng Quy khác tên là Kokun, hắn cứ tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành thì bất ngờ nhìn thấy Geto đã cứu được cô gái, nên đòi Geto đưa cô gái cho hắn, nếu không hắn sẽ giết Geto. Bên trong một tòa nhà nào đó, có hai người đàn ông đang bàn chuyện đại sự với nhau. Người đàn ông bên phải tên là Xíu Cong, một người làm công việc môi giới, còn người đàn ông bên trái được Xíu Cong gọi là Gen In, một người vô công dỗi nghề. Xíu Cong cho rằng bàn tinh giáo sẽ trả thù lao rất hậu hĩnh nếu như Gen In chịu nhận nhiệm vụ ám sát tinh tương thể. Gen In bảo ông không còn theo họ Gen In nữa vì bây giờ đã theo họ của vợ rồi. Từ giờ hãy gọi ông với họ là Fushiguro, tên đầy đủ của ông là Fushiguro Toji, và ông đồng ý nhận nhiệm vụ này. Trong lúc đó, Geto đang bình thản pha một tách trà rồi ngồi thưởng thức nó trên chiếc ghế sofa ở phòng khách của cô gái tinh tương thể. Còn tên Kokun thì đang đối mặt với nụ hôn nồng cháy từ con chú linh của Geto. Hắn còn la hét inh ỏi đòi Geto thả hắn ra, hứa sẽ rời khỏi băng đảng Quy mà về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Nhưng Geto chẳng quan tâm cho lắm mấy lời lẽ của hắn. Hắn tức quá trời tức nên nói tên Bayer cũng đã đến đây. Thằng đó là thành viên mạnh nhất băng đảng, nếu mày không thả bố thì mày lãnh đủ con ạ. Geto liền giơ điện thoại ra và hỏi Bayer là thằng này đó hả? Do thành viên mạnh nhất là Bayer bị đánh bại nên băng đảng Quy đã tan rã trong sự im lặng. Xíu Cong đến gặp Toji ở một trường đua cá độ, trò mà Toji chưa thắng bao giờ. Xíu Cong tự hỏi sao Toji không làm nhiệm vụ. Toji nói ông không thể đối đầu trực tiếp với thằng nhóc của nhà Gojo được, cho nên cần phải bào mòn tinh thần nó trước đi đã. Cuộc đua đã kết thúc và Toji đã thua trắng số tiền đặt cọc nhận được từ bản tinh giáo. Trước khi rời đi, Xíu Cong còn hỏi Megumi có khỏe không. Toji suy nghĩ một lúc rồi hỏi ngược lại đó là ai thế. Cô bé tinh tương thể tỉnh dậy trong vòng tay của thầy đeo kính. Cô bé ngơ ngác ngẩn ngơ một lúc rất lâu. Sau khi ổn định được tinh thần, cô bé liền hoảng hốt mà tát cho thầy một tát. Đã vậy còn đứng thủ thế chửi rủa đủ thứ trên đời vì cho rằng cả hai chính là mấy kẻ có ý định giết cô, khiến cho thầy đeo kính quạo quá trời quạo. Geto cố gắng giải thích mọi chuyện không như cô bé nghĩ, nhưng cô bé vẫn tiếp tục chửi, còn chế nhạo mái tóc mái của Geto luôn. Thế là cô bé bị hai thanh niên của chúng ta phanh thay trong sự chứng kiến của chị người hầu vừa mới trở về. Chị người hầu giải thích mọi chuyện cho cô bé nghe, và chị người hầu tên là Kuzoi Misato. Chị đang cưỡi một con chú linh của Geto. Thuật thức bẩm sinh của Geto là chú linh thao thuật. Anh ta có thể điều khiển những chú linh mà anh ta hấp thụ. Còn cô bé tinh tương thể tên là Amanai Riko.
Thầy đeo kính không ngờ sắp phải đồng hóa với ngài Tengen, nhưng cô bé không hề buồn bã mà lại còn rất hung hăng như vậy. Cô bé liền bảo đó chỉ là tư duy của mấy kẻ phàm phu tục tử, vì cô bé cho rằng việc đồng hóa không hề giống với cái chết. Sau khi đồng hóa, cô bé sẽ trở thành ngài Tengen, nhưng ngài Tengen cũng sẽ trở thành cô bé. Thầy đeo kính và Geto thì chẳng quan tâm lắm những lời cô bé nói, khiến cho cô bé nổi điên. Đã vậy, thầy đeo kính còn chọc ghẹo cô bé với tính cách như vậy, chắc chẳng có đứa bạn nào. Điều này khiến cô bé nhớ là sắp đến giờ học ở trường. Thế là cả bọn cùng đến trường học với sự bực tức của thầy đeo kính, vì thầy cho rằng sớm đưa Riko trở về trường chú thuật sẽ an toàn hơn. Nhưng vì mệnh lệnh của ngài Tengen là muốn đáp ứng mọi nguyện vọng của Riko, nên thầy đeo kính cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ấm ức tuân theo. Geto cũng đồng tình với ngài Tengen, vì Riko sau khi đồng hóa sẽ không thể gặp lại bạn bè, gia đình và những người mà cô bé yêu mến. Cho nên để cô bé làm những điều mà cô bé muốn, đó cũng chính là nhiệm vụ của chúng ta. Chị người hầu liền nói người thân của Riko đã qua đời từ khi cô bé còn nhỏ và chị đã chăm sóc cô bé từ dạo đó đến giờ. Nên chị rất muốn cả hai cho phép cô bé được ở bên bạn bè của mình lần cuối. Geto mỉm cười cho rằng nếu như thế thì chị chính là người thân của cô bé. Chợt Geto cảm nhận hai con chú linh đi thám thính của mình đã bị thanh tẩy, nên bảo cả bọn hãy nhanh chóng đến chỗ của Riko. Thế là cả ba cùng nhau chạy sấp mặt đi tìm Riko. Xíu Cong gọi thông báo cho Toji về việc Riko đang ở trường học, cũng như bọn săn tiền thưởng đang tiếp cận Riko để phỗng tay trên của ông. Nếu như bọn chúng thành công thì số tiền thù lao của ông cũng sẽ mất trắng, còn khiến cho bản tinh giáo cảm thấy việc treo thưởng sẽ tốt hơn việc thuê ông. Nhưng Toji cho rằng bên phía địch có Gojo Satoru, hàng trăm năm mới có một kẻ sở hữu được lục nhãn và chú thuật vô hạ hạn. Một khi Gojo còn ở đó thì không kẻ nào có thể giết được tinh tương thể, cho nên trong vòng 47 tiếng trước khi nhiệm vụ kết thúc, cứ để mấy gã săn tiền thưởng đó bào mòn tinh thần của Gojo và đồng bọn của hắn trước đã. Quay lại trường học, Geto chạm trán với một lão già lớn tuổi cùng hai thức thần mà lão triệu hồi. Nhìn cách lão để thức thần phòng thủ trước và sau, nên Geto đánh giá lão là một kẻ rất có kinh nghiệm chiến đấu. Khi thấy Geto triệu hồi ra hai con chú linh, lão cũng lập tức nhận ra đây là chú linh chứ không phải thức thần dựa vào nguồn chú lực khác biệt. Và còn biết luôn Geto sử dụng chú linh thao thuật, thuật thức mạnh hơn của lão rất nhiều. Với lại Geto vẫn còn rất trẻ, nên lão tự tin với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm có thể đọc vị được Geto. Lão nhận thấy Geto không hề tấn công trước, nên cho rằng anh không giỏi cận chiến. Và không muốn một người sử dụng thức thần như lão tiếp cận, một kẻ ghét cận chiến nhưng không hề đề phòng như thế, nên lão nghĩ việc giết anh sẽ dễ như giết một con ruồi. Thấy lão phân tích và suy luận có vẻ xịn sò, nhưng Geto vẫn chẳng hề nao núng một chút nào. Rồi anh triệu hồi ra một con chú linh to bự tấn công lão. Lúc này lão mới nhận ra hai con chú linh mà anh triệu hồi ban nãy chỉ là mồi nhử. Con chú linh to bự đã lấp kín không gian, nên Geto cứ nghĩ là đã xử xong lão ta. Nào ngờ lão xuất hiện từ bên ngoài và xuyên thủng cửa kính lao vào tấn công Geto. Chợt hình ảnh về chú chó ngày xưa của lão xuất hiện, khiến lão nhớ về quá khứ của mình. Cha mẹ lão vốn đầu tư thời gian và tiền bạc vào đứa em giỏi giang của lão. Họ xa lánh lão vì lão nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Và chỉ có mỗi chú chó ấy là chịu làm bạn với một người như lão. Cũng đã gần 50 năm, bây giờ lão mới có thể gặp lại người bạn thân duy nhất của mình. Và hình ảnh về chú chó đó chỉ là ảo giác, lão bị Geto đập cho túi bụi mà không phản kháng được gì. Geto cho rằng, với những kẻ chỉ chăm chăm vào chiến thắng, chỉ cần tạo cho kẻ đó một cơ hội thì kẻ đó sẽ lập tức dính câu ngay. Trong lúc đó, thầy đeo kính đã đến lớp học âm nhạc và tìm thấy Riko. Khi thấy thầy thì mấy nữ sinh trong lớp đều mắt tròn xoe, mồm thì kêu oe oe. Và tỏ ra vô cùng ghen tị với Riko, vì người gì đâu mà vừa cao giáo mà còn đẹp trai đến như thế cơ chứ. Ông thầy của chúng ta cũng biết ổng đẹp trai, nên nhân cơ hội đó mà bung lụa luôn. Giáo viên thấy tình hình bất ổn nên ngăn đám học trò của mình lại. Tuy thế, khi đối diện với nhan sắc của thầy, thì tư cách của một giáo viên cũng không thể ngăn cản nổi tính mê trai đã ăn vào máu. Bà cô nhanh tay viết số điện thoại của mình vào giấy rồi đưa cho thầy, khiến cho đám học sinh vô cùng bất bình vì sự gian lận của bà cô. Sau đó thầy nhấc bỗng Riko lên như một con dế nhũi, rồi thầy cứ thế mà chạy như bị ma đuổi. Nhưng hành động của thầy đã bị một tên trùm đầu nhìn thấy, gã này chính là một tên săn tiền thưởng và mục tiêu của gã chính là Riko. Nhưng hành động của gã đã bị chị người hầu nhìn thấy, rồi chị cầm cây chổi lao vào đập thằng trùm đầu như thật, đập luôn vào hạ bộ của gã làm gã ngã khuỵu xuống. Chưa dừng lại ở đó, gã còn bị chú linh của Geto bất ngờ xuất hiện phía dưới trói chặt, cứ tưởng thế là tóm được gã, nhưng gã đã tan biến hệt như một thức thần. Còn bên phía của thầy đeo kính thì thầy đang đối mặt với rất nhiều thằng trùm đầu. Tụi nó lao vào đánh thầy nhưng đều không thể chạm được vào thầy. Thầy bảo với Riko bọn này không phải thức thần mà là phân thân. Thuật thức này cho phép tạo ra tối đa 5 cá thể, bao gồm cả bản thể gốc và có thể tự do hoán đổi bản thể vào bất kỳ phân thân nào nếu muốn. Khiến cho gã trùm đầu thắc mắc sao thầy lại hiểu rõ thuật thức của gã như thế.
rồi thầy tiết lộ thuật thức của thầy giống như nghịch lý Achilles và con rùa, nó như một chuỗi vô hạn khi hội tụ, càng đến gần thì sẽ càng chậm đến mức vô hạn và sẽ không thể chạm được vào thầy. Để mình giải thích lại cho các bạn hiểu rõ hơn về vô hạn của thầy Gojo nhé, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nghịch lý Achilles và con rùa. Giả sử mình chấp con rùa chạy trước mình, khi mình đã chạy đến chỗ con rùa thì nó đã đi đến vị trí tiếp theo, và mình chạy đến vị trí tiếp theo của nó thì nó đã đi đến vị trí kế tiếp. Cứ thế tiếp diễn, mình cứ chạy đến vị trí mới của nó, thì nó lại đi đến một vị trí mới khác. Vì vậy, mỗi điểm mà mình đến được chỗ con rùa đã đi qua là vô hạn. Do đó, mãi mãi mình cũng chẳng thể nào vượt qua được nó. Con rùa đúng là chạy nhanh thật. Trong toán học, dù bạn chia một số bao nhiêu lần, nó cũng không thể nào bằng không, mà nó chỉ chia con số đó nhỏ đến mức các bạn không thể nào nhìn thấy được. Bất cứ điều gì xâm nhập vào không gian bị chia cắt vô hạn thì nó sẽ chậm đến mức gần như không chuyển động, và vô hạn hạn đã thể hiện nó ra bên ngoài. Quay trở lại diễn biến, thầy còn giải thích về thuật thức thuận chiều. Thuật này sẽ gia tăng chú lực tương tự như khái niệm số âm của số tự nhiên. Nhờ vậy, không gian âm sẽ được lấp đầy và hút mọi thứ về khoảng không tựa như cục nam châm. Giải thích xong phần thuận chiều, thì thầy chuyển qua thực hiện sự phân kỳ của chuỗi vô hạn, đó là thuật thức đảo chiều, biến vô hạn trở thành hiện thực, tạo ra một quả cầu đỏ phía trước đầu ngón tay. Tuy nhiên, thầy vẫn chưa thể thực hiện được thuật thức đảo chiều nên đã thất bại, khiến thầy có vẻ hơi thất vọng vì cứ nghĩ lần này sẽ thành công. Bỗng Riko nhận được một tin nhắn, trong đó là hình ảnh bị trói của chị người hầu Misato. Trước đó không lâu, vì Geto là người mạnh và nhanh hơn, nên chị Misato đã kêu anh đến chỗ của Riko trước. Khi bị tách ra cũng là lúc mà chị bị tóm gọn, nên giờ kẻ địch có thể sẽ dùng chị làm con tin nhằm bắt hai thanh niên của chúng ta phải trao đổi Riko hoặc là tự tay giết Riko. Hai thanh niên định sẽ đưa Riko về trường chú thuật và sẽ nhờ Soko đóng giả Riko. Nhưng Riko lại không muốn điều này, cô bé vẫn cứ nằng nặc đòi được đến điểm giao dịch. Cô bé sợ chị Misato sẽ không thể về kịp lúc cô bé thực hiện đồng hóa, vì cô bé muốn được nói lời từ biệt với chị ấy. Thầy đeo kính nghe những lời nói đó cũng phải mềm lòng nên đã đồng ý. Địa điểm giải cứu chị Misato là ở Okinawa. Sau khi đập tụi địch ra bã và giải cứu thành công chị Misato, thì cả bọn đã ghé bãi biển ở đó để tắm và chơi đùa. Tuy nhiên, chị Misato lại chẳng nhớ rõ mình bị tụi nó úp sọt như thế nào. Chị còn lo lắng cho cả bọn khi đi máy bay đến đây không biết có bị tấn công không. Geto liền bảo thầy đeo kính đã kiểm tra các hành khách hết rồi, thậm chí anh cũng có chuẩn bị một con chú linh để phòng bên ngoài máy bay nữa, cho nên đi bằng máy bay an toàn hơn đi đường bộ nhiều. Nhưng có một điều Geto lại không hiểu, tại sao lũ này lại chọn Okinawa làm địa điểm. Nếu như câu giờ nhằm cho cả bọn về trễ vụ đồng hóa vào ngày mai, thì bọn chúng phải chọn một nơi có giao thông đi lại bất tiện. Chị Misato lo lắng nếu vậy có khi bọn chúng định chiếm đóng sân bay. Nhưng Geto nói điều đó không phải lo, vì phía trường chú thuật cũng đã chuẩn bị trước tình hình này rồi. Và hai học sinh năm nhất đã được phái đến Okinawa, đó là Nanami Kento bên tay phải và Zuhaibara bên tay trái. Trong lúc đó thì thầy đeo kính và Riko chơi đùa rất vui vẻ. Geto bảo đây vốn là đề xuất của thầy, cũng là cách quan tâm của thầy đối với Riko. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, đã đến lúc cả bọn phải quay trở về. Điều này khiến cho Riko có chút hơi buồn. Thầy đeo kính nhìn thấy vẻ ủ rũ đó của Riko nên cũng hơi nhói lòng, nên thầy đề nghị Geto hoãn chuyến đi đến sáng mai. Nghe điều đó, Riko liền sáng rỡ hai con mắt. Geto nhận thấy thầy đêm qua đến giờ vẫn chưa chợp mắt tí nào, đã vậy còn không giải trừ thuật thức, nên Geto không biết liệu chưa trở về trường có ổn hay không. Thầy vẫn cố tỏ ra lạc quan và tin tưởng mọi chuyện sẽ ổn vì vẫn còn Geto ở đây cùng thầy. Sau đó cả bọn tiếp tục vui chơi thỏa thích với nhau, đi đến rất nhiều địa điểm. Riko thực sự đã rất vui, tuy nhiên cô bé vẫn không thể tránh khỏi cái suy nghĩ ấy về việc ngày mai mình sẽ thực hiện đồng hóa. Thông tin tạm hoãn cũng đã được thông báo đến hai đàn em năm nhất, nhưng anh Nanami có vẻ không thích thông tin này cho lắm. Ngày đồng hóa cuối cùng cũng đã tới, cả bọn đã về đến trường chú thuật vào lúc 3 giờ chiều, ở bên trong kết giới của trường nên hiện giờ có thể yên tâm coi như nhiệm vụ đã hoàn thành. Nhưng đột nhiên thầy đeo kính bị xiên lủng bụng bởi Toji, khiến ai nấy đều bàng hoàng vì rõ ràng đã ở bên trong kết giới an toàn. Thầy đeo kính cảm thấy dường như đã gặp Toji ở đâu đó, nhưng ông ta bảo mình không giỏi nhớ tên mấy đứa được dựa. Ngày xưa Toji từng tò mò đến xem đứa trẻ sở hữu lục nhãn lợi hại như thế nào, và đó cũng là lần duy nhất trong đời có kẻ nhận ra sự hiện diện của ông từ phía sau. Cho nên ông mới phải bào mòn tinh thần của thầy cho đến khi thầy không còn nhạy bén như trước nữa. Geto liền triệu hồi ra chú linh của anh nuốt chửng Toji để ứng cứu thầy, nhưng thầy bảo mình không sao, cho rằng nhát chém vừa rồi không trúng chỗ hiểm. Do đó thầy đã cường hóa bằng chú lực để bảo vệ các bộ phận trong cơ thể khỏi thanh kiếm. Rồi thầy bảo mình sẽ lo vụ ở đây, còn Geto tiếp tục nhiệm vụ đưa Riko đến chỗ ngài Tengen. Trong lúc đó thì Toji đã chém bay màu con chú linh của Geto để thoát ra ngoài. Thầy đeo kính nhận ra thanh kiếm chém con chú linh không phải thanh kiếm đâm thầy lúc nãy. Đã vậy còn con chú linh quấn quanh người Toji thầy cũng không biết nó ở đâu ra luôn.
thầy còn nói treo thưởng của Rico đã kết thúc vào lúc 11 giờ trưa rồi cơ mà, nhưng Toji bảo chính ông đã gỡ bỏ nó. Vì nếu không có vụ giới hạn thời gian thì thầy sẽ không bao giờ giải trừ thuật thức. Rồi thầy liền phát động tấn công nhưng Toji đã dễ dàng cản phá nó. Thầy cảm thấy Toji thật sự quá nhanh, còn nhận ra ông ta không hề có chú lực mà hoàn toàn là nhờ vào thể chất bẩm sinh do thiên giữ chú phượt. Toji lấy một chú cụ khác từ trong miệng con chú Linh. Lúc này thầy đeo kính mới biết lý do mà ông ta có thể thay đổi được nhiều chú cụ đến vậy. Toji sử dụng tốc độ trời ban của mình để tạo ra pha tấn công bất ngờ, nhưng thầy vẫn có thể phán đoán đúng vị trí và đánh văng ông ta. Tuy thế, khi đã mất dấu hoàn toàn, thầy lại không thể cảm nhận một người không có chú lực như Toji được. Vì thế, thầy đành dựa vào con chú Linh bám lên người Toji lúc nãy để phán đoán. Rồi thầy sử dụng thuật thức thuận chiều thương với chú lực cực đại và thổi tung mọi thứ xung quanh. Mục đích để Toji không thể đánh lén vì không còn chỗ ẩn nấp. Nhưng đột nhiên có rất nhiều chú Linh rồi xuất hiện và tụi nó nhanh chóng bu xung quanh thầy. Thầy đoán lũ này được nuôi bên trong con chú Linh bám trên người Toji và giờ lũ này đang cản trở phán đoán của thầy. Thầy định dùng thương một lần nữa thì chợt nghĩ có khi Toji đã chuyển hướng về phía của Rico. Nhưng không, Toji vẫn ở đây và bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Rồi dùng chú cụ đặc cấp đâm xuyên qua thuật thức của thầy, sau đó còn đâm sâu vào cổ họng thầy, xé toạc cơ thể thầy, liên tục đâm thêm rất nhiều nhát để chắc ăn thầy đã xanh cỏ. Chú cụ đặc cấp mà Toji sử dụng có tên là Thiên Nghịch Mâu, một chú cụ có thể cưỡng chế hủy bỏ thuật thức đang kích hoạt. Ở bên phía Rico, chị Misato tiễn Rico đến tầng hầm và đến lúc chị phải quay trở lại, cả hai đã ở bên nhau từ khi Rico còn bé xíu, nên chị không thể kìm nổi cảm xúc của mình khi phải chia tay Rico. Rico chạy nhào đến ôm chầm lấy chị, vì bản thân Rico cũng như thế. Rico rất quý chị Misato, vì đối với cô bé, chị không chỉ là một người hầu mà cô bé yêu quý, mà còn như một người thân trong gia đình. Sau khi chia tay xong thì Rico tiếp tục đi theo Geto, và Geto đã dẫn cô bé đến chính điện của Hoàng Tinh Cung, nơi được ngài Tengen bảo hộ và cũng là nền tảng kết giới chủ chốt của quốc gia. Rồi Geto hướng dẫn đường đi đến chỗ ngài Tengen cho Rico, nơi chỉ những người được mời mới có thể bước vào. Geto bảo nơi đó Rico sẽ được ngài Tengen bảo vệ cho đến khi quá trình đồng hóa kết thúc, hoặc Rico cũng có thể quay lại lối cũ và về nhà với chị Misato. Nghe lời này, cô bé vô cùng bất ngờ mà nhìn chằm chằm vào Geto. Geto nói tiếp, ngay từ lúc anh được giao cho nhiệm vụ này, thầy Zaga đã nói từ xóa sổ thay cho từ đồng hóa. Điều đó có nghĩa là thầy cảm thấy tội lỗi cho nhiệm vụ lần này. Thậm chí trước đây anh cũng có bàn bạc với thầy đeo kính rồi, nếu như cô gái tinh tương thể không đồng ý đồng hóa thì sẽ không thực hiện vụ đồng hóa đó nữa. Dù cho điều đó có thể sẽ chiến đấu với ngài Tengen, nhưng kiểu gì cũng sẽ có cách để giải quyết. Cho nên Geto khuyên Rico, dù cho Rico có lựa chọn nào đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ bảo vệ tương lai của Rico. Rico nói rằng, từ lúc cô sinh ra ai cũng nói cô là người đặc biệt, cô đã phải tránh những nguy hiểm để có thể sống sót đến bây giờ. Cha mẹ cô mất thế nào cô cũng không nhớ rõ, thậm chí cũng không cảm thấy đau buồn hay cô đơn vì điều đó. Thế nên cô đã nghĩ dù đồng hóa hay rời xa mọi người cũng chẳng sao, dù có đau đớn nhưng rồi một lúc nào đó cũng sẽ không còn buồn hay cô đơn nữa. Nhưng cuối cùng thì cô lại muốn ở bên cạnh mọi người lâu hơn chút nữa, muốn được cùng mọi người vui chơi nhiều hơn nữa. Thế rồi Geto giang đôi tay của mình ra để cùng Rico trở về. Nhưng điều đó lại không thể, Rico đã bị một phát đạn xuyên thủng qua đầu và chấm dứt cuộc đời của mình. Geto đã chứng kiến hình ảnh tàn khốc đó xảy ra ngay trước mặt, và hung thủ của điều này chính là Fushiguro Toji. Ông ta còn nói Gozo Satozu, người bạn thân của Geto cũng đã chết dưới tay của ông. Geto lập tức triệu hồi ra những chú linh của mình, vì giờ đây anh đang rất tức giận và điều anh muốn nhất lúc này là lấy mạng Toji. Chú linh của Geto tấn công rất dữ dội, làm banh chành cả khu này, nhưng sự dữ dội đó cũng chẳng ăn thua gì với Toji. Toji bảo rằng Hoàng Tinh Cung này và kho cấm đều là kết giới ẩn, không thể bố trí người canh gác trước cửa, cho nên khi tìm ra được cánh cửa thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Thời điểm hiện tại là lúc mà các chú thuật sư bận rộn, bên ngoài chắc cũng đang hỗn loạn bởi lũ ruồi ở khắp nơi, nên một kẻ không có chú lực như ông chẳng khác nào như người vô hình. Tuy nhiên nếu ông mang theo chú cụ, thì chú lực của chú cụ sẽ không thể vô hình được, cho nên ông đã nuôi một con chú linh có thể cất giữ chú cụ. Vì khi thu nhỏ con chú linh đó và nuốt vào bụng bởi một người vô hình, chú lực của nó cũng sẽ vì thế mà vô hình theo. Đó là lý do ông có thể mang hàng đống chú cụ bên mình mà vẫn dễ dàng đi xuyên qua kết giới. Geto liền ngăn không cho Toji nói nữa, vì anh biết Toji là thiên giữ chú phượt, tiết lộ thông tin sẽ nâng cao năng lực. Rồi anh hỏi lý do tại sao Toji lại biết chính xác cánh cửa nào mà vào được đây, rõ ràng anh không hề để lại chút tàn uế nào. Toji nói rằng vết tích con người để lại không chỉ có tàn uế mà còn có cả mùi hương, dấu chân và nhiều thứ khác. Nhờ thiên giữ chú phượt mà các giác quan của ông cũng nhạy bén hơn hẳn. Geto còn hỏi Toji có gặp chị người hầu trên đường không? Toji bảo chắc là ả ta chết rồi, ông không định giết ả ta nhưng cũng không có ý định để ả ta sống.
Geto bắt đầu tức giận, cho rằng Toji quả thật nên chết quách đi, rồi anh dùng chú linh hồng long tấn công Toji, bắn xối xả các đợt đạn vào ông ta. Nhưng ông ta dễ dàng né tránh và chém toạc hồng long bay màu, một chú linh có độ cứng cao nhất trong số những chú linh mà Geto sở hữu. Rồi Geto triển khai giản dịch lãnh địa, triệu hồi ra một oán linh giả định. Khi ở trong lãnh địa này, cả hai phe sẽ không thể tấn công nhau trước khi trả lời câu hỏi của oán linh. Và câu hỏi của oán linh dành cho Toji là: mày thấy tao có đẹp không? Toji bảo: mày không phải gu của tao. Trả lời xong, mấy cái kéo của oán linh liền chĩa vào Toji, còn làm cho một bên tai của ông bị thương. Nhưng ông lấy ra một chú cụ và chém bay màu toàn bộ mấy cái kéo đó. Geto nhân cơ hội vừa tạo ra liền xuất hiện phía sau Toji, rồi anh dùng chú linh thao thuật hấp thụ con chú linh của Toji. Thuật thức này cho phép anh tự do điều khiển những chú linh thu phục được. Nếu chú linh đó kém 2 bậc trở lên so với chú thuật sư thi triển, thì có thể hấp thụ nó vô điều kiện mà không cần thu phục. Nhưng Geto lại không thể thu phục được nó mà bị đánh bật ra. Sau đó Toji liền dùng chú cụ chém khí thế vào người anh, rồi đá anh một đá nằm thẳng cẳng. Thực tế chú linh này và Toji đã có thiết lập mối quan hệ chủ tớ với nhau, nên Geto không thể hấp thụ được nó. Toji nói nếu Geto là người sử dụng thức thần thì đã giết anh rồi, nhưng vì anh sử dụng chú linh thao thuật, không biết những chú linh anh hấp thụ sẽ thế nào nếu như anh chết, nên ông sẽ để anh sống vì không muốn gặp rắc rối. Còn nói một đám được hưởng ân huệ từ ông trời như thế, mà lại thua thảm hại trước một người không có chú lực như ông thì thật khó coi. Khi nhắc đến từ ân huệ thì ông chợt nhớ đến hình ảnh đứa con trai của mình, người tên Megumi mà Xíu Cong từng nhắc trước đây, chính là tên của đứa con trai mà ông đã đặt. Fushiguro Megumi là con trai của ông. Sau đó Toji mang thi thể của tinh tương thể Riko về cho bản tinh giáo. Gã này là người đại diện của bản tinh giáo, tên của gã là Sonoda Shiregu. Gã biết nếu không được đồng hóa, có thể ngài Tengen sẽ mất kiểm soát, khi đó không chỉ giáo hội này mà cả xã hội loài người cũng sẽ tận diệt. Nhưng gã cho rằng nếu tất cả cùng ngã gục xuống bởi một vì sao thì cũng chẳng sao cả. Toji còn hỏi Xíu Cong tại sao lúc đó không giết ả hầu gái. Xíu Cong nói vì ông hiểu kế hoạch của Toji, cho rằng thay vì khiến bọn chúng căng thẳng khi không cứu được ả hầu gái, thì để bọn chúng thảnh thơi sau khi cứu được ả ta sẽ tốt cho việc bào mòn tinh thần chúng hơn. Sau đó Toji đề nghị sẽ dùng số tiền thưởng để đi ăn một bữa cho sảng khoái với Xíu Cong, nhưng Xíu Cong cho rằng Toji chẳng đời nào đãi đàn ông ăn bao giờ cả. Với lại ông cũng quyết định sẽ không dính dáng tới Toji, ngoại trừ công việc và lúc xuống địa ngục. Toji đang lang thang thì đột nhiên có ai đó xuất hiện trước mặt ông, và người đó không ai khác chính là thầy đeo kính, Gojo Satoru, và thầy vẫn còn sống nhăn răng. Toji nhận ra thầy đã sử dụng thuật thức đảo chiều, đó là ngay lúc thầy bị ông đâm vào ngay cổ họng, thầy đã ngưng không đánh trả và tập trung thi triển thuật thức đảo chiều, một thuật thức mà thầy đã thất bại nhiều lần trước kia. Người duy nhất mà thầy biết có thể thực hiện được thuật đó là cô Soko, nhưng nghe cô ấy giải thích thì thầy chả hiểu cóc khô gì. Và ngay vào thời khắc sinh tử, thầy đã nắm được cốt lõi của chú lực và sử dụng được thuật thức đảo chiều. Để mình giải thích lại cho các bạn hiểu rõ hơn về thuật thức đảo chiều. Như các bạn đã biết, chú lực vốn có nguồn gốc từ cảm xúc tiêu cực, kiểu như bị xì choét, và năng lượng tiêu cực là một năng lượng âm. Trong toán học, khi chúng ta nhân hai số âm với nhau sẽ ra một số dương, và chú lực cũng vậy. Khi chúng ta nhân chú lực với chú lực, có nghĩa là nhân năng lượng âm với năng lượng âm thì sẽ sản sinh ra năng lượng dương. Và phép toán này chính là thuật thức đảo chiều. Các chú thuật sư dùng năng lượng dương để chữa trị cho cơ thể, nhưng rất ít chú thuật sư có thể sử dụng được thuật này. Quay trở lại diễn biến, thầy cho rằng lý do mà Toji thua là vì đã không lấy đầu của thầy, cũng như không sử dụng thiên nghịch mâu khi tấn công vào đầu thầy. Toji rút thiên nghịch mâu ra, nói rằng chuyện thắng thua bây giờ mới bắt đầu. Rồi ông bay vào chém hụt thầy liên tục, thầy đột ngột xuất hiện từ phía sau ông, rồi sử dụng thuật thức đảo chiều hách. Lần này thầy sử dụng rất mượt và đánh văng Toji. Toji vẫn rất trâu bò và đứng dậy khởi động cơ thể. Rồi ông phân tích về thuật thức vô hạ hạn của thầy. Đầu tiên là chú thuật vô hạ hạn duy trì khoảng cách. Ông cho rằng ngay từ lúc đầu đã có cách đối phó với thuật này. Thứ hai là lực hút từ vô hạ hạn thương, được thi triển bằng thuật thức thuận chiều. Ông cho rằng hiện tại ông đang có lợi thế về khoảng cách, nên có thể sử dụng thiên nghịch mâu để vô hiệu hóa lực hút đó hoặc dùng tốc độ để chạy thoát. Và cuối cùng là lực đẩy đánh văng mọi thứ từ hách, được thi triển bằng thuật thức đảo chiều. Ông tự tin có thể nắm bắt đúng thời điểm rồi dùng thiên nghịch mâu làm khiên chắn là xong. Ông gắn thiên nghịch mâu vào chú cụ xích vạn lý, một sợi xích có thể kéo dài vô tận nếu như đoạn đầu của nó không bị nhìn thấy. Đã sẵn sàng tâm lý để chiến đấu thì đột nhiên ông cảm nhận sự bất thường trong chuyện này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin rồi tấn công thầy xối xả. Còn thầy thì đang ở trạng thái như người vô hồn. Rồi thầy xin lỗi Riko vì bây giờ thầy không hề vì cô mà tức giận hay oán trách bất kỳ ai, mà lúc này thầy đang cảm thấy thế giới thật hài hòa làm sao. Rồi thầy nói rằng, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất, bố mày là độc nhất vô nhị. Thầy tự nhủ rằng, ưu điểm của thuật thức gia truyền là đã được hướng dẫn cách sử dụng, còn nhược điểm là thông tin của thuật thức sẽ bị lộ ra bên ngoài.
Thầy biết Toji là người của gia tộc Genin nên thuật thức vô hạ hạn của thầy ông ấy mới nắm rõ nhiều đến thế. Nhưng với thứ mà thầy sắp sử dụng, ngay cả người của gia tộc Gozo cũng ít ai biết được. Đó là sự va chạm từ xung đột vô hạn giữa thuật thức thuận chiều và đảo chiều sẽ giải phóng khối lượng ảo được sinh ra từ bên trong, và đây được gọi là hư thức tử. Chiêu thức đó đã cướp đi một phần thân bên trái của Toji. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, Toji đã suy nghĩ về lý tưởng của mình. Ông là một người không bao giờ làm việc không công. Gặp một chuyện nào như thế ông sẽ thẳng thắn mà bỏ đi. Nhưng khi trước mắt ông là một kẻ sử dụng vô hạ hạn chú thuật đã thức tỉnh, có thể là một chú thuật sư mạnh nhất nhân loại, thì ông lại muốn phủ nhận gia tộc Genin đã chối bỏ ông, đánh bại cả giới chú thuật và kẻ đang đứng trên đỉnh cao của nó, để khẳng định bản thân và đi ngược với nguyên tắc của ông. Nhưng ngay vào thời khắc ấy, thì ông đã là một kẻ thua cuộc. Thầy hỏi ông có muốn trăng trối điều gì không? Ông đã trả lời là không, nhưng chợt nhớ đến đứa con trai Megumi của mình. Rồi ông nói con trai ông sẽ bị bán vào nhà Genin khoảng 2 đến 3 năm nữa, nên bảo thầy muốn dùng nó như thế nào tùy thầy. Thế rồi thiên dữ chú phượt Toji đã chính thức lìa đời. Nhờ cô Soko chữa trị nên Geto đã hồi phục sau trận đấu với Toji. Anh bắt gặp con chú linh của Toji trên đường và hấp thụ nó. Anh đến hiệp hội của bàn tinh giáo thì nhìn thấy thầy Gozo đang lấy lại thi thể của Riko, và anh rất ngạc nhiên khi cảm nhận được sự thay đổi của thầy. Anh nghĩ bây giờ mọi chuyện có ra sao cũng đã quá muộn rồi, nhưng thầy nói anh không có lỗi mà do thầy đã làm hỏng chuyện. Rồi thầy hỏi anh có muốn giết cái đám này hay không, nhưng anh nói hiện giờ anh không có cảm giác gì cả, nên có giết chúng hay không cũng vô nghĩa mà thôi. Với lại bọn chúng chỉ là tín đồ bình thường, còn những kẻ chủ mưu đã cao chạy xa bay mất rồi. Tổ chức này đã có nhiều vấn đề, nên sớm muộn gì cũng sẽ giải thể. Nhưng thầy hỏi liệu ý nghĩa như thế nào có cần thiết hay không? Geto cho rằng nó rất cần thiết, đặc biệt là đối với một chú thuật sư. Một năm sau khi nhiệm vụ hộ tống binh tương thể thất bại, thầy đeo kính đã nâng chú thuật vô hạ hạn của mình lên một tầm cao mới, cùng lúc sử dụng hách và thương nhiều lần mà không gặp trở ngại gì. Điều tiếp theo thầy muốn học chính là triển khai lãnh địa và dịch chuyển tức thời khoảng cách xa. Geto cảm thấy thầy bây giờ đã trở thành người mạnh nhất và có thể tự hoàn thành mọi nhiệm vụ một mình. Kosoko thì không thể ra ngoài làm những nhiệm vụ nguy hiểm, nên Geto cũng dần phải tự thực hiện nhiệm vụ một mình. Có lẽ do ảnh hưởng từ tai họa triền miên năm ngoái, nên chú Linh cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều. Anh đã phải thanh tẩy bọn chúng, rồi hấp thụ bọn chúng, thanh tẩy và hấp thụ, cứ lặp lại những hành động đó liên tục. Nhưng cái mùi vị của tụi nó khiến anh thực sự rất kinh tởm. Anh cố gắng rửa sạch những thứ bẩn thỉu khi tắm, nhưng những thứ bẩn thỉu đó đã dần ăn sâu vào trong tâm hồn anh. Nó đã ám ảnh và giày vò anh. Anh không tài nào có thể rửa sạch được nó. Và anh đã gọi những phi thuật sư là lũ khỉ. Hai Bara bắt gặp anh đang ngồi một mình và đến trò chuyện với anh. Cậu bảo ngày mai cậu sẽ đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa. Rồi anh hỏi công việc chú thuật sư của cậu có gặp vất vả gì không. Cậu nói mình không phải kiểu người suy nghĩ sâu xa cho lắm, nên cậu cảm thấy rất tuyệt vời khi làm việc hết mình. Bỗng có một chị gái đến và hỏi Geto về gu phụ nữ của anh là gì. Anh không biết chị gái này là ai. Hai Bara thản nhiên trả lời là cậu thích con gái ăn nhiều, còn nói với Geto đừng lo, vì cậu thấy chị gái này không phải người xấu và rất tự tin vào con mắt nhìn người của mình. Geto liền nói thế mà cậu vẫn ngồi cạnh anh sao? Hai Bara không hiểu cho lắm về câu nói của anh. Sau đó Hai Bara rời đi để anh và chị gái nói chuyện với nhau. Chị giới thiệu mình là một chú thuật sư đặc cấp tên Tsukomozuki. Geto liền nhận ra chị là người nổi tiếng với việc không nhận nhiệm vụ nào mà chỉ du rú ở nước ngoài. Nhưng chị nói thực ra chị không hợp với cách thức làm việc của trường chú thuật. Việc họ làm chỉ là chữa trị tạm thời, còn chị thì muốn chữa trị tận gốc rễ. Chị không tiêu diệt chú Linh, mà chị muốn tạo ra một thế giới không sinh ra chú Linh nữa. Rồi chị quyết định sẽ thông não cho anh. Chú Linh được hình thành dựa vào chú lực rò rỉ từ con người. Nên sẽ có hai cách để tạo một thế giới mà chú Linh không thể sinh ra. Thứ nhất là loại bỏ toàn bộ chú lực của con người. Thứ hai là để toàn bộ con người đều có thể kiểm soát được chú lực. Chị cho rằng phương án thứ nhất không tệ chút nào và đã có một hình mẫu cho trường hợp này rồi. Kẻ đó chính là Genin Toji. Chị nói chị đã gặp rất nhiều người vì thiên dữ chú phượt mà có chú lực ngang với người bình thường. Nhưng với người có chú lực hoàn toàn bằng không như Toji là lần đầu tiên. Điều đặc biệt ở ông ta là dựa vào năm giác quan để nhận biết chú Linh và nhờ từ bỏ chú lực mà sở hữu sức mạnh thể chất phi thường, còn có thể kháng lại được lời nguyền. Một kẻ siêu phàm như vậy có thua cũng không cần phải thấy mất mặt. Chị nói mình có đề nghị được nghiên cứu ông ta nhưng đã bị ông ta từ chối, nên khi ông ta chết quả thật là một mất mát rất lớn. Các mẫu nghiên cứu về thiên dữ chú phượt thì lại quá ít, nên chị đã chuyển sang phương án thứ hai. Thuật sư vốn không thể sinh ra chú Linh, trừ trường hợp họ biến thành lời nguyền sau khi chết đi. Lượng chú lực bị rò rỉ từ các thuật sư ít hơn rất nhiều so với các phi thuật sư. Tất nhiên cũng cần phải cân nhắc về lượng chú lực tiêu hao khi dùng thuật thức, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở sự luân chuyển. Chú lực của thuật sư sẽ tuần hoàn liên tục trong cơ thể họ.
Tóm gọn lại thì, nếu như tất cả mọi người trên thế giới đều trở thành thuật sư, thì chú Linh sẽ không được sinh ra. Geto ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói rằng chẳng phải chỉ cần tiêu diệt hết những phi thuật sư là xong hay sao. Chị Yuki liền nói cách của Geto nghe cũng hay đấy, khiến cho Geto vô cùng bất ngờ. Chị còn khẳng định đây cũng là cách nhanh và hiệu quả nhất, là một cách thúc đẩy quá trình tiến hóa, cũng như loài chim phải cảm nhận được nỗi sợ và nguy hiểm thì mới có được đôi cánh. Nhưng mỗi tội chị lại không điên khùng đến mức để làm điều đó. Rồi chị hỏi Geto ghét phi thuật sư lắm sao? Geto bảo anh không rõ, vì anh từng cho rằng chú thuật tồn tại là để bảo vệ phi thuật sư. Nhưng gần đây thì giá trị tồn tại của phi thuật sư lại bắt đầu lung lay trong tâm trí anh. Anh khinh thường họ, nhưng lại tự phủ nhận đi điều đó. Tận cùng, con đường của một thuật sư thật sự rất mờ mịt, khiến anh không rõ đâu mới là suy nghĩ thật của lòng mình. Chị Yuki cho rằng cả hai đều không phải suy nghĩ thật của anh, và hiện giờ anh vẫn chưa đi đến giai đoạn đó. Việc anh khinh thường phi thuật sư và tự phủ nhận điều đó chỉ là những khả năng mà anh nghĩ đến. Và kể từ lúc này mới chính là lúc anh sẽ bắt đầu lựa chọn đâu là suy nghĩ thật của lòng mình. Sau khi nói chuyện xong thì cũng đến lúc chị phải rời đi, chị còn căn dặn anh đừng bận tâm đến vụ tinh tương thể nữa. Có thể sẽ có một tinh tương thể khác xuất hiện, dù thế nào thì ngài Tengen vẫn ổn định. Hai Bara đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, anh Nanami thật sự rất đau lòng cho cái chết của đồng đội mình, còn bày tỏ sự bực tức vì đánh giá sai lầm của nhiệm vụ. Thực sự đây là nhiệm vụ cấp 1 chứ không phải chỉ là tiêu diệt chú Linh cấp 2. Geto nói Nanami cứ yên tâm nghỉ ngơi, vì thầy đeo kính sẽ sớm xử lý nhiệm vụ này. Nhưng Nanami nghĩ người mạnh như anh ta sao không tự mình giải quyết hết tất cả nhiệm vụ. Cái chết của Hai Bara cũng đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ trong Geto. Anh nghĩ thật tồi tệ nếu như thi thể những đồng đội lại là thứ anh nhìn thấy ở tận cùng con đường của một thuật sư. Geto nhận một nhiệm vụ ở một ngôi làng và đã thanh tẩy lời nguyền được cho là nguyên nhân của những vụ mất tích và cái chết bí ẩn ở đây. Nhưng những người trong làng vẫn quả quyết đổ lỗi điều đó là do hai bé gái thuật sư gây ra. Họ còn đánh đập và nhốt hai bé gái trong một nhà giam. Dù Geto có giải thích thế nào, họ vẫn cứ kiên quyết cho rằng đó là lỗi của hai bé gái. Geto nhớ lại lời nói của chị Yuki về sự lựa chọn suy nghĩ thật của lòng mình. Và cuối cùng anh đã lựa chọn được con đường mà anh sẽ đi. Theo báo cáo từ trường chú thuật, Geto đã giết hết toàn bộ người dân trong làng. Ban đầu họ đều được xác nhận là do chú Linh gây ra. Nhưng lần theo tàn uế để lại thì họ xác định đều là nạn nhân của chú Linh thao thuật từ Geto. Theo điều luật của chú thuật, Geto bị đuổi học, được coi là chú nguyền sư và kết án tử hình. Thầy Zaga còn tiết lộ dựa theo tàn uế để lại thì Geto cũng đã giết cha mẹ của chính mình. Thầy Gozo rất tức giận với thông tin này, bản thân thầy Zaga cũng vậy, thực sự không hiểu học trò của mình đang nghĩ gì. Kosuko gặp Geto ở bên ngoài, cô có hỏi xác nhận liệu Geto có bị oan không. Nhưng Geto lại không phủ nhận điều đó, rồi Geto nói lý do cho việc này, vì anh muốn tạo dựng một thế giới chỉ có thuật sư. Sau đó cô gọi cho thầy đeo kính đến gặp Geto. Hai chiến hữu năm nào đã có một cuộc trò chuyện trên đường. Geto nói về lý tưởng về một thế giới không có phi thuật sư của mình, thì ngay cả cha mẹ của anh cũng không được phép ngoại lệ, kể cả những người thân khác của anh cũng vậy. Thầy đeo kính cho rằng lý tưởng của Geto đi ngược hoàn toàn với trước đây, và lý tưởng hiện tại thì thật viển vông và bất khả thi. Geto nghĩ thầy đã quá ngạo mạn, tự cho rằng nếu bản thân làm việc đó thì khả thi, nhưng lại đi thuyết phục người khác rằng họ không thể. Vì là Gojo Satoru nên thầy là người mạnh nhất, hay vì thầy là người mạnh nhất nên thầy là Gojo Satoru? Geto hỏi nếu bây giờ anh biến thành thầy, thì liệu lý tưởng viển vông này có thành sự thật hay không? Rồi Geto bảo từ giờ anh sẽ quyết định cách mà anh sống, cố gắng làm những việc trong khả năng của mình. Nếu như cảm thấy việc giết anh là có ý nghĩa đối với thầy thì hãy làm nó. Nhưng thầy lại không thể giết được người bạn của mình. Sau đó thầy Gojo hỏi thầy Zaga rằng mình thực sự mạnh đúng không? Thầy Zaga bảo đúng vậy và cũng rất bố láo. Nhưng thầy Gojo lại nghĩ nếu chỉ mình thầy mạnh thôi thì cũng vô dụng và thầy chỉ cứu được những người đã chuẩn bị tinh thần để được cứu mà thôi. Geto thuyết phục những người còn sót lại của bàn tinh giáo rằng từ giờ hắn sẽ kiểm soát tổ chức này. Nhưng đa số đều nhận về sự phản đối, thế là hắn giết chết Sonoda Shigeru. Hắn lau nhẹ vết máu trên mặt, tuyên bố rằng bản thân ghét lũ khỉ và đây là con đường thật lòng mà hắn đã chọn. Một thời gian sau, thầy đeo kính tìm đến Megumi với bộ mặt rất ngáo ngơ, rồi thầy nói làm nhảm về gia tộc Zenin. Kiểu như người gia tộc đó sẽ bộc lộ thuật thức trong khoảng từ 4 đến 6 tuổi, một độ tuổi lý tưởng để mua bán, và Megumi chính là lá bài mà cha cậu để lại để đối phó với gia tộc. Thầy còn định tiết lộ về việc chính thầy đã giết cha của cậu, nhưng thầy chưa kịp nói dứt câu thì đã bị cậu ngắt lời. Cậu nói mình không quan tâm đến cha vì ông ta đã bỏ rơi cậu, kể cả mẹ của chị cậu cũng vậy. Thầy không ngờ một đứa trẻ thế này mới chỉ học lớp 1, rồi thầy bảo nếu khi nào Megumi muốn biết về cha thì cứ hỏi thầy. Còn giờ thì vào việc chính, thầy hỏi cậu có muốn đến gia tộc Zenin hay không, cậu muốn biết khi đến đó thì chị của cậu có được hạnh phúc hay không, và quyết định của cậu sẽ phụ thuộc vào điều đó. Thầy liền khẳng định 100% là không, cậu bày tỏ ngay sự khó chịu,
nhưng thầy vỗ nhẹ vào đầu cậu và nói rằng mọi chuyện tiếp theo thầy sẽ lo liệu, còn Megumi chỉ cần mạnh lên và vượt qua thầy mà thôi. 11 năm sau, thầy bịt mắt thức dậy vì sự ồn ào bởi ba đứa học sinh của mình. Yuji và Nobara liền tranh giành cái ghế khi thầy đứng dậy, còn Megumi thì thắc mắc khi thấy thầy đang cười vì điều gì đó. Thầy nói không có gì, nhưng có lẽ trong lòng thầy đang tự hào vì thấy đứa học trò năm ấy của mình đã trưởng thành. Ba đứa học sinh năm nhất cùng nhau lang thang trên phố và bàn tán nên làm gì với thời gian còn lại trong ngày. Megumi quyết định quay về trường chú thuật trước, còn Yuji thì cố thuyết phục Nobara đi xem phim với mình. Cậu bảo bộ phim Người Run phần 4 đang chiếu rất xịn sò và chất như nước cất, nhưng Nobara lại chẳng quan tâm, với lại cũng chưa coi ba phần trước đó. Thế là Yuji tuôn một tràn tóm tắt vô cùng hấp dẫn từng diễn biến của ba phần trước. Người Run rất là ngầu, Người Run rất là xịn, rồi Người Run bị đập, rồi Người Run hẹo luôn. Mặc dù Yuji tóm tắt rất hay và nhiệt huyết, nhưng rất tiếc, bản mặt của Nobara trông vẫn chẳng có tí hứng thú nào. Có khi còn muốn đập Yuji như cách mà Người Run bị đập. Thế là cô quyết định sẽ đi mua sắm, bỏ Yuji ở lại bơ vơ với khuôn mặt buồn bã một mình. Có một cô gái nào đó trên đường đã nhìn thấy Yuji và Nobara nói chuyện với nhau. Sau khi đề xuất năm học sinh của trường Tokyo trở thành thuật sư cấp 1, thì Todo và cô Mei Mei chơi bóng bàn với nhau. Todo bảo đối với những người được ít nhất 2 thuật sư cấp 1 tiến cử, thì người đó sẽ cùng làm nhiệm vụ với thuật sư cấp 1 tại nhiệm hoặc thuật sư có trình độ tương đương với cấp 1. Nếu trong quá trình làm nhiệm vụ được đánh giá cao, người đó sẽ được thăng hạng lên tiền cấp 1 và có thể tự thực hiện nhiệm vụ một mình. Dựa vào nhiệm vụ một mình đó để quyết định xem người đó có được lên cấp 1 hay không. Và Todo rất tự tin rằng chiến hữu Yuji của mình sẽ được tiến cử. Bởi lẽ thằng Sukuna mà không chịu hợp tác, thì Yuji buộc phải tham gia những nhiệm vụ khó nhằn nhằm tăng cơ hội gặp được mấy ngón tay. Và trong một viễn cảnh tương lai mà Todo đã thấy, chính là hình ảnh cậu cùng chiến hữu Yuji kề vai sát cánh với một chai dầu ăn, à nhầm, cùng thực hiện nhiệm vụ với nhau. Nhưng cô Mei Mei cho rằng Todo sẽ không thể đồng hành cùng người mà cậu tiến cử. Nghe lời nói của cô khiến cho Todo xây sẩm cả mặt mày, trận đấu bóng bàn cũng đi đến hồi kết và phần thắng thuộc về quý cô Mei Mei xinh đẹp của chúng ta. Còn Todo thì vẫn cứ thế mà đứng buồn bã về một câu chuyện tương lai không tồn tại. Nobara mua sắm xong rồi đi lang thang, miệng thì nút nút ly trà sữa, tay thì cầm chiến lợi phẩm vừa mới tậu được, thì bỗng cô gái ở trên đường lúc nãy đến bắt chuyện với cô. Điều đặc biệt là cô gái này rất cao to, đã vậy còn nhắc đích danh cái tên Itado Jizuji ra nữa chứ. Cô gái này đúng thật là rất mờ ám anh em à, để Tom thiếu gia chống mắt lên coi thực ra cô gái này là ai. Hai cô nàng sau đó cùng đến một quán nước, cô gái cao to còn đưa hình lúc tốt nghiệp cấp 2 của mình cho Nobara xem. Trong bức hình là một cô gái cũng rất to nhưng không có vẻ cao cho lắm. Nobara nhìn mà hai con mắt tròn xoe như hột me vì không thể tin được một người cao to xinh xắn như thế này mà ngày xưa lại mũm mĩm đáng yêu như vậy. Nhưng có một điều còn bất ngờ hơn, đó là thời gian từ lúc đó đến giờ chỉ mới 6 tháng trôi qua mà cô gái đã cao lên tận 15cm và thon gọn một cách hư cấu ảo ma Sukuna như vậy. Nobara nhận ra chàng trai chụp chung với cô gái chính là anh chàng Yuji nhà ta. Cô gái tiết lộ hôm tốt nghiệp đã lấy hết dũng khí để rủ Yuji chụp hình chung, còn định lấy luôn số liên lạc của Yuji nữa, nhưng vì nghĩ bản thân sắp phải dọn đến Tokyo sống nên lại thôi, nào ngờ vừa rồi lại bắt gặp Yuji ở trên đường. Quả thật là một sự tình cờ đến bất ngờ. Rồi cô gái chợt nghĩ biết đâu với hình dạng cô của hiện tại có thể cùng Yuji đến với nhau. Nghe điều này như sét đánh ngang tai, Nobara liền móc điện thoại ra với mục đích là để triệu hồi Megumi quay trở lại. Sẵn trong lúc Nobara đang bận tám chuyện điện thoại thì mình xin giới thiệu với các bạn, cô gái cao to xinh xắn, bạn học cũ của Yuji và cũng là người thầm thương trộm nhớ Yuji suốt quãng thời gian qua, tên của cô ấy chính là Ozawa Zuko. Trong lúc mình giới thiệu xong thì Nobara cũng đã nói chuyện xong. Nobara bảo vừa gọi một người biết nhiều hơn về Yuji tới đây, nên khuyên Zuko hãy nghe thông tin từ gã đó trước đã. Chờ Zuko thẹn thùng hỏi liệu Nobara có tình ý với Yuji hay không, Nobara lập tức bảo không với bản mặt rất là bố đời. Cô bảo dù trên đời này người ta có ôm nhau mà nhảy điệu lambada thì cũng không đời nào có chuyện dở hơi đó xảy ra. Nhưng chợt nói xong thì tim của Nobara bị nhói nhói một xíu, làm cô nghĩ mình bị rối loạn nhịp tim. Cuối cùng Megumi cũng đã đến với bản mặt rất quạo. Nobara liền hỏi Megumi về tình trạng hôn nhân của Yuji hiện tại. Nobara cũng tiết lộ Zuko là này nọ thế kia với Yuji luôn. Megumi nghe xong cứ như là bị sét đánh ngang tai. Sau một hồi bần thần lấy lại tinh thần, thì Megumi nghĩ hiện giờ có vẻ như Yuji không có bạn gái đâu, vì lúc thầy bịt mắt lôi cổ cậu ta tới Tokyo mà chẳng thấy cậu ta than vãn điều gì. Không chỉ có vậy, trong phòng cậu ta còn dán hình idol mặc đồ bikini nữa. Một người có bạn gái ai lại dán hình bikini như thế bao giờ? Zuko còn hỏi thêm về gu phụ nữ của Yuji. Nhắc đến gu phụ nữ thì chúng ta cần phải quay về thời gian lúc đó, ngày xưa tại một vùng đất La La Land.
Có một gã cứ hễ gặp ai trông bảnh tỏn một xíu là lại hỏi về gu phụ nữ của người đó. Gã này cho rằng gu phụ nữ của một người sẽ quyết định về con người của họ. Một kẻ có gu con gái nhàm chán thì bản thân kẻ đó cũng nhàm chán. Và cái gã này có tên là Aoi Todo, trong một dịp tình cờ đập người ta sức chán mẻ đầu, nhưng người ta vẫn có thể hiên ngang đứng dậy một cách rất chi là bảnh tỏn. Thấy người ta bị đập nhưng vẫn còn bảnh tỏn nên gã liền hỏi về gu phụ nữ của người ta, và người ta trả lời rằng người ta thích con gái cao to mông bự, kiểu như là diễn viên Jennifer Lawrence. Megumi bảo Yuji rất hay luyên thuyên về gu của mình như vậy, nghe gu của Yuji quá khớp với Zuko, nên Nobara và Zuko sáng rỡ cả con mắt. Rồi Nobara quyết định sẽ làm thêm một cuộc điện thoại nữa, và lần này cô sẽ triệu hồi Yuji tới đây. Yuji tới nhanh như một cơn gió, khiến cho Nobara chợt nhớ ra một điều vô cùng tồi tệ, đó là quên nói về ngoại hình của Zuko đã thay đổi như thế nào kể từ lần cuối cả hai gặp nhau. Nên cô tin chắc Yuji sẽ không nhận ra Zuko là ai. Nếu nghe lời nói không biết là ai từ Yuji thốt ra, chắc hẳn Zuko sẽ rất đau lòng. Nhưng mọi chuyện đều nằm ngoài tầm kiểm soát. Yuji vừa nhìn thấy Zuko thì liền nhận ra ngay là người bạn mũm mĩm năm xưa của mình. Sự nhạy bén của Yuji lập tức nhận về những con điểm 10. Zuko nhớ lại ngày xưa, hai đứa bạn của Yuji hỏi nếu phải chọn một người con gái trong lớp thì Yuji sẽ chọn ai để thích. Yuji không suy nghĩ mấy mà trả lời ngay người cậu sẽ chọn là Zuko. Zuko núp ở ngoài nghe câu trả lời của Yuji mà rất vui trong lòng. Nhưng khi nghe hai đứa bạn của Yuji chế nhạo gu của cậu là thích những người quá cỡ, khiến cho Zuko rất là buồn. Nhưng Yuji lại cho rằng những hành động của Zuko đều rất nhã nhặn đáng yêu, như từ cách ăn uống hay cả chữ viết cũng rất đẹp nè. Zuko thầm nghĩ con gái rất dễ tăng cân và bản thân cô đã mũm mĩm từ ngay thở bé thơ. Cô hoàn toàn không có ý định sẽ chọn người không chọn mình. Yuji đã nhìn thấy những khía cạnh về cô mà ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra. Cô vốn rất ghét đám con trai, nhưng riêng Yuji thì lại không. Tuy thế cuối cùng thì cô lại sống theo tiêu chuẩn của những kẻ mà cô từng ghét. Cô tạm biệt Yuji và lặng lẽ rời đi mà chẳng làm nên được cơm cháo gì. Megumi và Nobara cũng cảm thấy mọi chuyện có vẻ hơi không trọn vẹn cho lắm. Tuy thế nhưng Nobara lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Và cô đã lý giải được cái vụ nhói tim của mình ban nãy. Đó là cô sẽ rất bực bội nếu như Yuji có bạn gái trước khi cô có bạn trai. Thầy bịt mắt giao ba đứa đến gặp cô Utahime để bàn về vụ nội gián. Cô Utahime cho rằng có thể có hai kẻ đã cấu kết với chú Nguyên Sư. Một trong hai kẻ đó có chức vụ cao hơn cả hiệu trưởng, kẻ mà cô chẳng thể động đến được, cho nên mục tiêu của cả bọn sẽ là kẻ còn lại. Cũng là kẻ đã tuồn thông tin cho tên cấp cao kia, hắn hiện giờ mới chỉ thuộc diện tình nghi, nên cần phải bắt hắn về để tra khảo. Nobara nhạy bén nhận ra kẻ tình nghi này ở phía trường Kyoto, cho nên mới phải nhờ phía trường Tokyo là ba đứa hợp tác xử lý. Miwa đến gặp Mechamaru để đòi bài tập về nhà, nhưng Mechamaru tỏ vẻ mệt mỏi và nói muốn được ngủ một giấc, còn vở bài tập thì để trên bàn nên kêu Miwa hãy tự lấy. Miwa tự hỏi không biết bản thể thật của gã ở đâu. Cô Utahime dẫn cả bọn đến một tầng hầm, cô nói rằng ở bên dưới là nơi ở của Muta Kokichi, bản thể thật của Mechamaru. Cô bảo không phải cậu ta đáng nghi, mà vì những người còn lại không hề khả nghi. Dựa theo phương pháp loại trừ thì chỉ còn mỗi cậu ta. Cô tiết lộ thuật thức của Kokichi là khôi lỗi thao thuật, nhờ vào sức mạnh của thiên giữ chú phược nên phạm vi điều khiển rối của gã bao phủ khắp cả lãnh thổ Nhật Bản. Chỉ cần dùng những con rối chưa được đăng ký là có thể tự do thực hiện hành vi nội gián. Ví dụ như những con rối nhỏ bé như con ruồi thì lại dễ dàng hơn nhiều. Cả bọn đã đến được nơi ở của Kokichi, nhưng khi mở cửa ra thì lại chẳng có Kokichi nào ở trong đó cả. Và điều này đã khẳng định kẻ nội gián chính xác là gã ta. Cô Utahime thật sự rất buồn vì học trò của mình lại là nội gián. Ở diễn biến bên Kokichi, Kokichi chờ đợi mãi và cuối cùng Mặt Sẹo và Geto cũng đã đến. Mặt Sẹo định giết gã luôn vì gã đã trở mặt. Nhưng Geto cho rằng bây giờ vẫn chưa được vì hai bên đã thiết lập ràng buộc. Nếu muốn giết thì hãy giết sau khi đã chữa lành cơ thể cho gã bằng vô vi chuyển biến. Kokichi cho rằng kẻ trở mặt là phía của Mặt Sẹo vì ràng buộc mà gã đề ra bao gồm cả việc không được làm hại những người của trường Kyoto. Nhưng Mặt Sẹo cho rằng kẻ làm điều đó là thằng người cây chứ không phải hắn. Geto cố căn dặn Mặt Sẹo chớ có làm bậy mà hãy chữa cơ thể cho Kokichi, vì ràng buộc với kẻ khác sẽ khác với ràng buộc lên bản thân. Một trong những điểm khác nhau là không xác định được hình phạt. Đối với ràng buộc của bản thân bị phá vỡ thì chỉ mất đi thứ bản thân có hoặc năng lực đã được cải tiến, nhưng ràng buộc với kẻ khác thì chẳng biết sẽ có chuyện xấu xa gì xảy đến. Thế là Mặt Sẹo đành miễn cưỡng mà khôi phục lại cơ thể cho Kokichi. Thoáng chốc Kokichi đã trở thành một chàng thanh niên đẹp trai và có thể tự đi được bằng đôi chân của chính mình. Nhưng sau khi khôi phục lại cơ thể, cũng là lúc mà cuộc chiến giữa hai bên nổ ra. Kokichi lệnh cho những con rối của mình tấn công Mặt Sẹo, nhưng Mặt Sẹo đập bể từng con rối cứ như đang chơi đùa với chúng vậy. Gã còn hóa cánh tay to bự như Luffy và đấm tanh bành từng con rối một. Nhưng đập hết lũ rối thì Mặt Sẹo chẳng thấy Kokichi ở đâu cả.
Cứ ngỡ là Kokichi đã bỏ chạy mà không muốn đánh nhau với hắn, nhưng nào ngờ đâu chỗ hắn đang đứng bỗng vỡ tung, rồi sau đó nổ tung luôn. Vụ nổ quá lớn đã khiến hắn bay tuốt ra bên ngoài. Nhưng thằng này nó bị khủng không như người bình thường, nên khi bị ăn đập nó đứng cười như được mùa. Bỗng một con quái vật to tổ bố trồi lên từ dưới mặt nước, và con này chính là Mechamaru, hình dạng tối thượng của tối thượng, Mechamaru tối thượng mẫu số 0. Mặt sẹo nhận ra Kokichi trốn ở trong con hình nhân này để không bị hắn chạm vào, và đoán được cả vị trí mà Kokichi đang ngồi chính là chỗ buồng lái ở phần đầu hình nhân. Geto hạ tấm màn để nhốt Kokichi ở bên trong, điều đó còn khiến cho sóng điện tử bị chặn lại. Kokichi thầm nghĩ cần phải có thầy bịt mắt thì mới mong thắng nổi, cho nên gã muốn liên lạc với thầy bằng mọi giá để tiết lộ về kế hoạch Shibuya của tụi mặt sẹo cho thầy, nhằm nhờ thầy bảo vệ gã. Gã cho rằng nếu cứ tập trung vào tấm màn và Geto thì thằng mặt sẹo sẽ trở thành một mối hiểm họa, cho nên trước tiên phải xử thằng mặt sẹo trước cái đã. Gã đã dùng những con rối và thu thập tường tận thông tin mọi trận chiến trước đây, nắm bắt được rất nhiều tình hình và chiêu thức của mặt sẹo, nên rất tự tin có thể thắng được. Rồi gã quyết định sẽ sử dụng toàn bộ lượng chú lực tích lũy trong 17 năm, 5 tháng và 6 ngày bị trói buộc để đập thằng sẹo. Thế là gã bắt đầu nạp năng lượng 1 năm và tung ra tuyệt kỹ đại phất pháo vào thằng mặt sẹo. Dù đòn nội công rất thâm hậu và mang sức hủy diệt vô cùng lớn, nhưng mặt sẹo vẫn chẳng si như gì, hắn còn dễ dàng tránh né các cú đấm liên tục từ Mechamaru. Kokichi cảm thấy đòn tấn công bình thường của Mechamaru không thể làm tổn hại được linh hồn của mặt sẹo, và những đòn vừa rồi chắc hẳn mặt sẹo cũng đã nhận ra được điều đó. Sau khi dồn thằng sẹo nhảy xuống sông, Kokichi tiếp tục nạp năng lượng giá trị 2 năm tung ra nhị trùng đại phất pháo, mặt sẹo vẫn có thể tránh được đòn đánh nhưng bị cháy mất cái áo. Rồi hắn dùng Gomu-Gomu-no để phản công lại Kokichi, đòn phản công của mặt sẹo quá mạnh, khiến cho Kokichi lo sợ nếu bị đấm thêm vài lần nữa thì bộ giáp sẽ nát bét. Thế là Kokichi quyết định nạp thuật thức bằng một ống nghiệm đã được phong ấn chú thuật và tuyên bố sẽ thanh tẩy mặt sẹo bằng một phát bắn. Cú bắn đã ghim ống nghiệm vào người mặt sẹo, xoáy sâu tận vào linh hồn của hắn và làm hắn mất đi một cánh tay, đã vậy còn ăn nguyên một đạp từ Mechamaru văng tuốt tận sâu trong rừng. Mặt sẹo không thể ngờ linh hồn của hắn lại bị phá hủy như thế. Kokichi tiếp tục đuổi theo và tấn công xối xả vào rừng, nhưng mặt sẹo đã hóa thành chim và bay đi mất. Kokichi nhìn thấy cánh tay bị mất của mặt sẹo đã phục hồi, nhưng gã nghĩ mặt sẹo chỉ cố tạo dựng hình dáng của linh hồn trông như đã phục hồi mà thôi. Điều đó đồng nghĩa với phát đạn vừa rồi của gã có hiệu quả. Geto quan sát thấy khả năng vừa rồi của Kokichi quá tuyệt vời, chỉ thoáng chốc nhưng lại mang chú lực ngang tầm của một đặc cấp. Kokichi lần này quyết định chơi lớn hơn bằng cách nạp năng lực của 5 năm, sử dụng tuyệt kỹ truy vĩ đạn ngũ trọng tấu. Những viên đạn đó đuổi theo mặt sẹo tới cùng trời cuối đất, khiến cho hắn biến hóa đủ loại hình thù để tránh né. Nhưng lần lượt từng đợt đạn đều bị mặt sẹo đưa vào thế phát nổ. Mặt sẹo không biết đòn đánh nào của Kokichi có thể tấn công được linh hồn của hắn, rồi hắn quyết tâm làm cho rõ chuyện này. Thế là hắn chém đứt những ống dẫn kết nối của Mechamaru, các đợt đạn còn lại ban nãy cũng bay thẳng vào Mechamaru và nổ banh chành. Kokichi không chịu lép vế mà tung một cú đấm cực mạnh chạm vào linh hồn của mặt sẹo khiến hắn văng ra xa. Kokichi tự tin có thể giành chiến thắng và quay trở về gặp lại những chiến hữu. Thế là gã nạp thuật thức bằng ống nghiệm thêm một lần nữa để chấm dứt mặt sẹo. Nhưng mặt sẹo liền triển khai lãnh địa tự bế viên đốn khỏa. Khi ở bên trong lãnh địa của mặt sẹo thì Kokichi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Điều đó khiến cho mặt sẹo có thể dễ dàng sử dụng vô vi chuyển biến mà không cần chạm tay trực tiếp vào người Kokichi. Hiện tại Kokichi chỉ còn 2 ống nghiệm nữa mà thôi, gã có tổng cộng 4 ống. Ống đầu tiên đã dùng lúc bắn vào mặt sẹo khiến cánh tay hắn nổ tung. Lần thứ hai là lúc kết liễu mặt sẹo nhưng hắn đã triển khai lãnh địa để có thể sử dụng được một kỹ thuật đỉnh cao. Kokichi buộc phải dùng tới ống nghiệm thứ ba, chỉ khi có chú lực được phong ấn trong đó thì mới có thể thi triển được. Vì đây là một kỹ thuật gia truyền, được ràng buộc nhằm ngăn không cho bất kỳ ai truyền nó ra bên ngoài. Vào thời Heian, thời đại thịnh vượng nhất của giới chú thuật, để bảo vệ các đệ tử khỏi các chú linh và chú nguyền sư độc ác, Ashiya Sadatsuna đã sáng tạo ra một kỹ thuật vô cùng xịn sò, một kỹ thuật dùng để bảo vệ bản thân khỏi lãnh địa, đó chính là lãnh địa dành cho kẻ yếu. Khi lãnh địa này được thi triển bên trong một lãnh địa được triển khai, thì ngay cả kẻ triển khai lãnh địa cũng có thể bị tấn công, và thằng mặt sẹo đã bị đâm cho lòi phèo. Kỹ thuật này chính là tân âm lưu giản dịch lãnh địa. Kokichi đã nhìn thấy được mọi thứ từ Miwa. Tự tin sau khi hạ được thằng mặt sẹo, Kokichi nghĩ bản thân vẫn đủ sức để đối đầu với Geto, vì hiện giờ gã vẫn còn một ống nghiệm giản dịch lãnh địa và 9 năm chú lực nữa, định tung một đòn hủy diệt kết liễu Geto với mong muốn sớm trở về đoàn tụ với Miwa và mọi người. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy, mặt sẹo vẫn còn sống và xuất hiện dùng cánh tay mũi khoan đâm Kokichi trọng thương. Kokichi lập tức kêu gọi hình nhân Mechamaru đến ứng cứu và cùng Mechamaru tấn công mặt sẹo dồn dập. Gã quyết định sẽ dùng ống nghiệm giản dịch lãnh địa cuối cùng để đâm thủng người mặt sẹo.
Kokichi nhớ lại lúc nói chuyện với Miwa. Miwa rất muốn đến gặp gã trong lần tới. Cô bé cảm thấy khoảng cách giữa mọi người đã dần thu hẹp nhờ vào trận bóng chảy hôm trước. Có lẽ do đặc thù của nghề chú thuật sư, mọi người vẫn luôn giữ một khoảng cách với nhau dù thân đến mấy đi nữa. Bởi vì nếu lỡ một ai đó không may mất đi thì sẽ rất đau khổ. Nhưng cô bé lại muốn mọi người thân thiết giống như hiện giờ, và cô bé cũng muốn được thân thiết với cả Kokichi nữa, nên hy vọng được đến gặp Kokichi vào lần tới. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Mặt sẹo và Geto bỏ đi sau khi chấm dứt Kokichi. Mặt sẹo bảo chỉ cần canh thời gian thuật thức phát động rồi tự nổ tung, sau đó giải trừ lãnh địa thì Kokichi sẽ nghĩ hắn đã chết. Vì thế mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Geto đã chuẩn bị xong lớp màn ủy thác, cho nên bây giờ giao chú lực và ngôn linh cho kẻ khác cũng không thành vấn đề. 10 ngày sau, vào 7 giờ tối ngày 31 tháng 10 tại Shibuya, một lớp màn bán kính 400m đã được hạ xuống. Lớp màn này nhốt tất cả những người bình thường vào bên trong, còn các thuật sư hay giám sát viên đều có khả năng tự do ra vào. Sóng điện tử cũng bị chặn lại, nên nếu muốn liên lạc thì phải ra khỏi lớp màn. Các nhóm thuật sư đã được bố trí bên ngoài lớp màn để điều tra và tấn công khi cần. Ở bên nhóm của Nanami, thanh niên này tên là Ino Takuma, là một chú thuật sư cấp 2 đang được xem xét thăng hạng. Cậu ta nói với Megumi rằng, điều kiện tăng giảm hiệu quả của kết giới chỉ bao gồm những thứ liên quan đến chú lực, như là con người, chú linh và chú vật. Cho nên việc sóng điện từ bị chặn chỉ là tác dụng phụ khi hạ màn xuống, chứ bản thân thuật kết giới của màn không thể chặn sóng điện từ. Nhưng những điều này Megumi đều biết rất rõ. Anh Nanami khuyên Takuma chớ có ra vẻ đàn anh vì Megumi vốn rất tài giỏi. Bên nhóm Zenin cũng đang bàn tán vụ kỳ lạ này. Những người dân đều chạy tán loạn bên trong lớp màn và cùng kêu gào hãy mang Gojo Satoru đến đây. Ông Naobito cho rằng những phi thuật sư này chắc hẳn bị sai khiến làm vậy vì chẳng thể nào họ biết được Gojo Satoru là ai. Giám sát viên Akari nói lớp màn này rất khó bị phá hủy bằng vũ lực vì các thuật sư đều có thể ra vào, cho nên giải quyết chủ nhân của lớp màn sẽ dễ dàng hơn. Bên phía của Kusakabe, người này tên là Kusakabe Asuza, là một thuật sư cấp 1 và là chủ nhiệm năm 2 của trường Tokyo. Thầy Kusakabe cho rằng kẻ thù lần này chính là tụi ở hội giao lưu hôm bữa, đều chỉ đích danh cái tên Gojo Satoru và sử dụng thuật kết giới tăng cường. Để giảm thiểu thiệt hại, bên trên đã quyết định để Gojo một mình dẹp loạn bên trong Shibuya, cho nên những thuật sư còn lại ở bên ngoài màn chỉ cần chờ trực những gì còn sót lại của Gojo mà thôi. Đại ca Gấu thắc mắc vụ giảm thiệt hại là ý nói mạng sống của các thuật sư, còn mạng sống của người dân thì mặc kệ thôi à? Nhưng thầy lại nghĩ vụ này khác với vụ bách quỷ dạ hành năm ngoái, hoàn toàn không biết trước để chuẩn bị. Với lại lúc nãy thầy cũng có nghía qua bên trong màn thì thấy rất bình yên, người dân có hoảng loạn nhưng họ không bị làm hại. Thực ra bản thân thầy cũng chẳng muốn vào đó, rất có thể lũ chú linh đặc cấp đang lượn lờ bên trong, nói tóm lại là thầy sợ chết chứ gì. Ở bên trong lớp màn, một số người dân đang rất lo sợ vì không thể ra ngoài, còn một số thì vẫn bình tĩnh chờ người đến cứu. Họ còn bàn tán về việc có kẻ nói nếu Gojo xuất hiện thì họ mới được thả ra. Mặc dù không biết rõ kẻ nào đã nói, nhưng hiện giờ ai cũng tin vào điều đó. Và cuối cùng thì thầy bịt mắt cũng đã tới. Thầy nhảy lên trên đầu người ta rồi đi như thật, tất nhiên nhờ thuật thức nên không ai chạm vào thầy được. Sau đó thầy lơ lửng giữa không trung, rồi thầy phân tích mục đích của phe địch và dường như thầy đã thấu hiểu được đôi chút. Ở bên phía của Mây Mây, Yuji tranh cãi về vụ để thầy bịt mắt làm nhiệm vụ một mình. Cậu bé này là em trai của cô Mây Mây tên là Ui Ui. Cả hai chị em còn nói chuyện rất tâm tình với nhau, khiến cho Yuji nhìn thấy mà muốn cảm lạnh. Sau đó cô Mây Mây nhận được thông báo rằng ở ga Meiji Jingume cũng đã hạ tấm màn, tương tự như ở khu vực Shibuya. Thế là cả ba cùng nhau đi điều tra cái vụ này. Thầy bịt mắt đã đến sân ga của tuyến Fukutoshin và đối đầu với ba con quái, từ trái qua phải lần lượt là thằng chú thai cửu tương đồ Choso, thằng đầu núi lửa Jogo và thằng người cây Hanami. Phía của cô Mây Mây đang nghe thông tin từ giám sát viên về những bức màn. Giám sát viên nói rằng ở bên trong lớp màn nhốt dân thường, còn có một lớp màn khác bao xung quanh sân ga tuyến Fukutoshin. Lớp màn này không cho thuật sư vào trong, và kẻ răng màn đang ở chính giữa hai lớp màn đó. Đã có hai giám sát viên bị giết, với lại ở giữa hai lớp màn còn có rất nhiều người bị biến dạng. Nghe điều này, Yuji liền nghĩ ngay đến một thằng có sẹo nào đó. Cô Mây Mây sử dụng mấy con quạ của mình để nắm bắt tình hình. Có vài con quạ đã bị đập cho bay màu, nhưng cô cũng đã nắm bắt được kha khá tình hình rồi. Chợt cô hỏi Yuji, giữa việc giết những người bị biến dạng yếu ớt và giết một tên chú linh cực mạnh thì cậu sẽ chọn cái nào? Nhưng cô đoán luôn kiểu gì cậu cũng sẽ chọn giết tên cực mạnh. Cô đưa cho Yuji xem sơ đồ khu vực ở đây. Cô nói những người bị biến dạng đang giết dân thường ở tầng B4 và hầu hết dân thường có lẽ đều đang tập trung ở sân ga có tuyến Fukutoshin tầng B5. Vì đám quạ cô cử đi đều có chú lực và đều không vào được tầng B5, nơi có lớp màn ngăn không cho thuật sư vào trong.
mà dân thường bị người biến dạng đuổi giết chỉ còn cách chạy xuống khu vực B5 mà thôi. Còn mấy con quạ bị giết của cô thì ở giữa tầng B1 và B2, nơi mà bọn răng màn đang ở. Cô không biết lý do cho vị trí của bọn chúng và việc cách ly tầng B5 là gì. Với lại cô biết tách ra bây giờ cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu mất thời gian thì dân thường ở tầng B4 sẽ chết sạch. Do đó cô và em trai sẽ đến tầng B4 ở cửa số 7 để cứu dân thường. Cô khuyên Yuji khi lo liệu tên răng màn, nếu thấy không ổn thì cũng nên đi xuống tầng B4 luôn. Yuji đến tầng B2 và nhìn thấy một con quái châu chấu đang nhai ngấu nghiến một dân thường, cậu thực sự rất là quạo. Nhận thấy con quái này có thể nói chuyện và có vẻ thông minh, nên cậu hỏi nó thằng mặt sẹo ở đâu. Nó bảo thằng sẹo đang ở tầng bên dưới, còn nó ở đây để bảo vệ màn. Cậu chợt nhìn thấy cây đinh kết giới, nên đoán thằng châu chấu đang bảo vệ thứ đó. Thế rồi cậu bay vào đấm thằng châu chấu xanh cỏ. Thằng châu chấu luôn tự nhận nó rất thông minh, còn cho rằng Yuji là một tên ngu ngốc nên chắc chắn sẽ không thể biết nó thuộc dạng lời nguyền nào, và thằng nào không thông minh thì xứng đáng phải chết. Yuji liền nói mày là lời nguyền châu chấu chứ gì, tao nhìn phát là biết ngay. Con châu chấu xanh lét mặt mày vì không ngờ Yuji lại biết nó là lời nguyền châu chấu, nên nó công nhận Yuji là một người rất thông minh. Đại dịch châu chấu là thảm họa quy mô lớn do châu chấu gây ra, không chỉ có nông sản mà cả giấy, quần áo, những vật phẩm làm từ thực vật đều bị lũ châu chấu cho bay màu. Một con châu chấu trưởng thành có thể tiêu thụ thức ăn bằng với cân nặng của nó. Một đàn châu chấu nặng 1 tấn tiêu thụ thức ăn cho khoảng 2.500 người trong một ngày. Tụi nó còn gây ra tiếng động khó chịu khi nhai thức ăn, mỗi nơi mà tụi nó đi qua đều trở nên hoang tàn. Cho nên con người rất sợ hãi và căm hận tụi nó. Vì thế mà con châu chấu này mới được sinh ra. Con châu chấu cắn và táp rất khí thế. Yuji nhận thấy lực cắn của nó không hề yếu, với lại còn biết nói chuyện, cho nên cậu nghĩ cấp độ của nó không hề thấp. Sau đó châu chấu còn xuyên thủng các bức tường để đuổi đánh Yuji. Nó hỏi Yuji sao mà mày chạy quài thế, rồi rốt cuộc mày là loại thông minh hay không thông minh. Còn tao là loại vô cùng thông minh. Yuji bảo mấy đứa thông minh không khoe khoang mình thông minh bao giờ. Nó nghe mà xanh lét cả mặt vì nó không hề biết cái vụ này. Yuji tiến lại sát gần nó với vẻ mặt rất ngầu, khiến cho mồ hôi nó chảy đầm đìa. Rồi cậu dùng kính đình quyền đập nó. Nó cũng dùng rất nhiều tay để đỡ đòn, còn cho rằng thằng nào nhiều tay thì thằng đó thắng. Hai bên đấm qua đấm lại, đấm tụt cả huyết áp. Nhưng Yuji đấm càng lúc càng hăng, đấm túi bụi khiến châu chấu bất lực chẳng làm được cái gì. Thấy nó có vẻ tội nên Yuji dừng tay, nhưng nó lại rất bỉ ổi. Nhân cơ hội Yuji tiến lại gần mà phun máu vào cậu. Tuy thế Yuji rất nhanh và né được dễ dàng và tung ra một cú đấm tuyệt đỉnh để đấm nó. Châu chấu vốn là loài đẻ trứng dưới mặt đất, do đó bụng của nó có thể co giãn được. Phần chóp bụng sẽ cứng lại và co giãn gấp 3 lần bình thường. Và thằng châu chấu cũng làm điều tương tự với niềm tin sẽ giành chiến thắng. Nhưng không, một đấm, bắn tùm lum, thế là nó hẹo. Và kết giới của tấm màn đã bị phá vỡ. Yuji sau đó đã đến nhập bọn với cô Mây Mây. Cô Mây Mây nghĩ Yuji sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng nào ngờ lại trông khỏe khoắn như thế, nên sức của Yuji hiện giờ đã đủ trình để lên cấp 1. Ngoài thầy Kusakabe ra, thì cô chưa gặp ai không dùng thuật thức mà lại tiến xa được như thế. Nhưng Yuji nghĩ đó là vì cậu chưa đụng phải thằng mặt sẹo, nếu gặp nó thì sẽ không hề dễ dàng. Ui ui quạo đen cả mặt vì Yuji không đón nhận lời khen của chị gái mình. Thằng mặt sẹo ở tầng B5 nhận ra con châu chấu đã bị thanh tẩy, nên đoán có một thuật sư mạnh mẽ nào đó đang đến. Dù nó rất muốn đập nhau một trận, nhưng do còn việc phải làm nên nó đành phải nhẫn nhị. Thằng người cây đã biết hết lối đi, thầy bịt mắt liền bảo khỏi cần làm thế vì anh mày không bỏ chạy đâu. Nếu như anh mày mà chạy thì tụi mày sẽ giết hết người dân ở đây chứ gì. Cho nên anh mày mới phải đích thân tới đây. Nhưng tụi quái vẫn cứ trơ trơ đứng nhìn chẳng nói năng gì. Geto từng nói với thằng núi lửa, khi thằng bịt mắt ở một mình là lúc mà nó có thể phát huy sức mạnh tối đa. Dù cho bên cạnh có là những thuật sư mạnh mẽ nhất, cũng chỉ là gánh nặng đối với nó, cho nên khi một đám người bình thường yếu đuối bao xung quanh thì sẽ còn hơn cả thế. Rồi đột nhiên những người dân bị đẩy lại gần xung quanh thầy, lúc này thầy mới biết lý do mấy con quái bít hết lối đi là để chặn tầm nhìn không cho thầy thấy có người ở phía bên kia. Thằng núi lửa liền đốt những người dân thành tro, thằng người cây cũng cho cả đám bay màu. Còn thằng Choso dùng xích huyết thao thuật bay thẳng vào thầy. Nhưng đòn tấn công của nó không đánh trúng được thầy. Tuy thế nhưng nó đã che mắt được thầy. Thằng núi lửa và thằng người cây liền song kiếm hợp bích, rồi bay vào đấm thầy như thật. Geto từng nói thuật thức đảo chiều có uy lực tối thiểu là lớn gấp đôi thuận chiều, nên để Gojo sử dụng mà không làm hại những người xung quanh là bất khả thi. Kể cả dùng thương cũng rất khó, vì đối với người bình thường thì nó như là một chiếc xe tải, lỡ đụng phải là hẹo ngay lập tức. Cú đấm của hai thằng quái không thể chạm được vào thầy, thế là tụi nó liền sử dụng mở rộng lãnh địa. Thầy nhận thấy đòn đánh này rất xịn sò, nên thầy dùng tốc biến chạy mất, làm cho hai tụi nó tự đấm vào nhau. Thầy cho rằng mở rộng lãnh địa cũng tương tự như giản dịch lãnh địa của Tân Âm Lưu, đều dùng lãnh địa bao bọc cơ thể. Tuy độ chính xác sẽ bị giảm, nhưng chắc chắn trung hòa được thuật thức.
Do đó hai con quái đều có thể dùng nó đánh trúng được thầy. Geto nói với lãnh địa vô lượng không xứ của thầy, chỉ có thầy và người mà thầy chạm vào mới không bị ảnh hưởng. Giả sử thầy có thể giam bọn chúng vào lãnh địa giữa nơi đông người, thì lúc đó sẽ có rất nhiều người bị đè dẹp lép giữa lãnh địa của thầy và lớp màn. Cho nên Geto nghĩ 99% thầy sẽ không triển khai lãnh địa, và khuyên tụi quái cũng chớ nên triển khai lãnh địa, vì nếu có nhiều người rơi vào lãnh địa của chúng, thì thầy sẽ buộc phải triển khai lãnh địa mặc kệ chuyện đời luôn. Với lại đối đầu với vô lượng không xứ thì tụi quái sẽ nắm chắc phần thua trong tay. Cho nên Geto yêu cầu tụi quái câu giờ để thầy vừa đấu với tụi nó và vừa bảo vệ lũ con người. Chỉ cần 20 phút thì hắn sẽ đến và ra tay cùng với ngục môn cương. Thằng núi lửa cứ thế mà đốt hết người này đến người kia. Thầy bịt mắt kéo bịt mắt xuống và nói với nó rằng anh mày thực sự bất ngờ vì tụi mày nghĩ trò này có thể thắng được anh mày đấy. Khi được hỏi thầy Gojo là gì đối với bạn, Zuji cho rằng nếu không có thầy có lẽ cậu đã bị xử tử. Còn Megumi tạm xem thầy như là ân nhân của mình. Nobara thì lại chưa hiểu nhiều về thầy cho lắm. Nhưng đối với cô, kể cả đối với chị Maki, đại ca Gấu và Toge, thì thầy là một tên ngốc. Anh Nanami đánh giá thầy là một kẻ hời hợt theo chủ nghĩa cá nhân. Nhưng chung quy lại thì, thầy là người mạnh nhất trên đời. Thầy chỉ tay thẳng về phía thằng người cây, nói rằng đây là lần thứ 3 mà thầy và nó gặp nhau. Một kẻ dám coi thường thầy như nó, thì bây giờ sẽ là kẻ phải chết đầu tiên. Thầy nhẹ nhàng bước lại gần lũ chú linh, khiến cho thằng núi lửa và thằng người cây phải giơ nấm đấm ra để đề phòng. Thầy chụp lấy tay của thằng núi lửa, rồi thầy bứt đứt tay của nó. Sau đó thầy đá văng thằng người cây ra xa, tiếp tục ném văng thằng núi lửa. Thằng người cây nhận thấy thầy đã giải trừ thuật thức vô hạ hạn, không tinh chỉnh thuật thức một cách tỉ mỉ nữa, mà thầy chỉ định dùng các chiêu thức bằng điều khiển chú lực đơn thuần, cho nên nó nghĩ không cần phải trà trộn vào đám người thường kia nữa. Thế là nó quyết định sử dụng thuật thức bẩm sinh để đập thầy. Thằng núi lửa nhìn thấy liền kêu nó đừng giải trừ mở rộng lãnh địa. Thầy bay tới tiếp cận thằng người cây, nắm chặt hai tay vào điểm yếu của nó. Rồi thầy kéo toạt điểm yếu của nó ra ngoài, làm máu của nó văng tứ tung. Quả đúng như thầy nghĩ, nó không thể sử dụng mở rộng lãnh địa và thuật thức bẩm sinh cùng một lúc. Nhờ có mở rộng lãnh địa nên thằng núi lửa bị thầy đập lúc nãy chỉ bị thương nhẹ. Thầy chỉ sử dụng chú lực và thể thuật đơn thuần mà đã mạnh như thế này, nên thằng núi lửa bắt đầu khiếp sợ trước sức mạnh của thầy. Thằng Choso muốn có chút đất diễn nên dùng xích huyết thao thuật đập thầy. Thầy nhận ra thằng này không phải chú linh, nên đoán nó là chú thai cử tương đồ, với lại trông nó không hiếu chiến như hai thằng kia cho lắm, nên sẽ xử lý nó sau. Núi lửa và thằng cây tuy bị ăn đập xanh mặt nhưng vẫn tiếp tục kiên trì tấn công thầy. Thầy bảo tụi nó càng muốn trung hòa thuật thức của thầy bằng mở rộng lãnh địa, thì thầy sẽ càng dùng thuật thức mạnh hơn để duy trì. Nhận thấy thằng người cây sắp không còn khả năng chiến đấu được lâu, nên thầy quyết định sẽ cho nó bay màu luôn. Thằng núi lửa thấy thằng bạn mình sắp bị đập hẹo, nên ra hiệu cho thầy chú ý tới nó. Nhưng thầy vẫn tiếp tục xử đẹp thằng người cây và thế là nó nổ banh chành và bay màu luôn. Xử xong thằng người cây, thầy lạnh lùng quay mặt nhìn về phía của thằng núi lửa. Ngục môn cương được xem như là kết giới sống, không thứ gì mà nó không thể phong ấn. Nhưng phải có điều kiện thì mới có thể thực hiện được. Sau khi ngục môn cương được khai mở, thời gian để phong ấn là trong vòng 1 phút với phạm vi bán kính khoảng 4 mét. Cho nên để có thể phong ấn được Gojo Satoru thì bọn quái cần phải khiến thầy ở trong phạm vi đó. Thằng núi lửa rất tức giận với Geto vì nhiệm vụ này, vì để thầy ở trong phạm vi ít ỏi với thời gian ngắn ngủi đó là bất khả thi. Thực hiện một nhiệm vụ bất khả thi như vậy chẳng khác nào như tự sát. Nhưng Geto nói nó cứ yên tâm, một phút ở đây là ở trong tâm trí của Gojo. Sau khi thằng bạn mình chết và bị thầy nhìn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, thằng núi lửa sợ hãi mà chạy vào đám đông. Nó không muốn thằng người cây phải hy sinh vô ích, cho nên nó lợi dụng đám đông để vừa bảo toàn mạng sống và vừa duy trì kế hoạch. Nó còn hâm dọa nếu thằng Choso mà không giúp là nó giết thằng Choso trước. Thế là thằng Choso đành dùng thuật thức tấn công thầy. Thầy cho rằng bọn này đang giữ khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, nhưng kiểu gì cũng sắp đến giới hạn. Những người dân không nhìn thấy chú linh sẽ bắt đầu né tránh thầy, cho nên khi có khoảng trống thầy sẽ xử đẹp thằng núi lửa. Thầy rất muốn tiếp cận để đập nó, nhưng giờ sẽ rất khó để dụ được nó bằng giải trừ thuật thức như ban nãy. Nếu hai thằng đó giữ khoảng cách và kết hợp ra đòn xuyên qua đám đông thì rất phiền. Thầy cảm thấy có lỗi khi không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng thầy hứa danh dự sẽ thanh tẩy cái bọn chết bầm này. Thằng núi lửa bây giờ rất nôn nóng chấm dứt cái vụ này. Đã 20 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy thằng Geto ra tay. Nhưng thằng Geto cho rằng thầy hiện vẫn còn ngon nghẻ ra phết, cần phải khiến thầy bấy nhảy hơn nữa. Zuji nhìn thấy một người đang ngồi nên đến bắt chuyện. Bỗng người này hóa thành chú linh và lăn đùng ra nằm thẳng cẳng. Zuji liền nhận ra thằng mặt sẹo vừa ở đây. Chuyến tàu từ nơi của Zuji ban nãy đã đến chỗ của thầy Gojo. Người dân nhìn thấy tàu nên rất vui mừng, nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì những chú linh từ trong con tàu phóng ra và truy sát từng người. Và những chú linh này đều là sản phẩm của thằng mặt sẹo. Thầy Gojo không biết cái lũ này đang nghĩ gì và thầy đang rất bực mình.
Thằng mặt sẹo lao vào đấm thầy và không thể chạm được vào thầy. Nó rất thích thú vì điều này quả thật đúng như lời đồn. Thầy nhìn bản mặt nó đầy sẹo nên đoán nó là thằng từng chạm trán với Yuji và Nanami trước kia. Rồi thầy cho nó một đấm, nhưng nó đã nhanh nhẹn né được. Né xong nó bảo sẽ cho thầy biết một điểm xấu xí của con người, đó là số lượng của chúng quá nhiều. Chợt có rất nhiều người rớt xuống từ chỗ thằng người cây đã biết lúc trước. Sau đó thằng mặt sẹo sử dụng vô vi chuyển biến đa trùng hồn, thằng Choso thì sử dụng xích huyết thao thuật bách liễm. Thế là những người dân lần lượt bị xanh cỏ trước mặt của thầy. Thằng núi lửa châm thêm tí dầu vào lửa thì bị đứt luôn cái tay, nhưng bản mặt của nó không có vẻ gì lo sợ mà trông rất là đê tiện. Mặt sẹo nhận định thầy và Yuji không hề giống nhau và tính cách thầy có một chút tàn nhẫn. Để có thể giành chiến thắng, thầy chắc hẳn sẽ chấp nhận hy sinh ở một mức độ nhất định nào đó. Nhưng với tình hình số người sống chết không ngừng gia tăng, thì mức độ nhất định đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Và việc thầy phải làm lúc này là triển khai lãnh địa để giết tụi nó và cả những người ở đây. Vì như thế mới có thể cứu được những người bên ngoài lãnh địa trước khi họ bị rớt xuống tầng B5. Thằng núi lửa nghĩ thầy chắc sẽ không dám làm điều đó, vì nó cho rằng sự hy sinh mà thầy giả định phải là do chú Linh giết chứ không phải do thầy. Nhưng tụi nó hoàn toàn sai lầm, thầy thực sự dám làm điều đó. Và thầy triển khai lãnh địa của thầy, vô lượng không sứ đã được gọi tên. Rất nhiều người dân xung quanh, kể cả những người bị vô vi chuyển biến và kể cả ba con quái của chúng ta đều nằm gọn trong lãnh địa của thầy. Thầy đã liều lĩnh đặt cược vào triển khai lãnh địa trong 0,2 giây. Đó là thời gian do thầy tự thiết lập bằng trực giác. Thời gian đó sẽ không đủ làm những phi thuật sư bị tàn phế hay để lại hệ lụy gì. Trong thời gian ước tính vô căn cứ này, lượng thông tin trong khoảng nửa năm sẽ tràn vào não của những phi thuật sư và những người bị biến dạng, sẽ khiến họ mất ý thức mà đứng yên một chỗ. Nhưng những người sống sót ở tầng B5 vẫn có thể tái hòa nhập cộng đồng sau 2 tháng. Với cấp độ này của vô lượng không xứ, bọn đặc cấp hẳn sẽ thức tỉnh bất cứ lúc nào. Thầy đã tính tới trường hợp mình bị phản công, nên quyết định sẽ dọn dẹp những người bị biến dạng trước. Chú thuật sư mạnh nhất trên đời đã giết sạch 1.000 người bị biến dạng được đưa đến tầng B5, chỉ vỏn vẹn 299 giây ngay sau khi thầy giải trừ lãnh địa. Bỗng ngục môn cương xuất hiện ở phía trước thầy và nó đã được khai mở bởi Geto. Khi nhìn thấy Geto xuất hiện trước mặt mình, thầy đã rất ngạc nhiên, không biết đây là kẻ giả mạo hay ảo ảnh từ thuật thức. Nhưng rõ ràng kẻ đứng trước mặt thầy là người thật, lục nhãn của thầy đã khẳng định điều đó. Hồi ức về người bạn năm xưa đã ùa về, 3 năm thanh xuân của thầy, nó đã làm cho thầy nhoi nhói trong lòng. Geto là người bạn thân nhất của thầy, người đã sa ngã vào lý tưởng riêng và chính tay thầy đã kết liễu người bạn thân nhất đó ở sự kiện bách quỷ dạ hành năm ngoái. Thế là thầy bị ngục môn cương trói chặt, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng điều này tương đương với một phút trong tâm trí của thầy. Và thầy không còn cảm nhận được chú lực, cơ thể thầy không còn một chút sức lực nào. Tuy người trước mặt thầy là Geto bằng da bằng thịt, nhưng trong lòng thầy vẫn phủ nhận điều đó. Thầy hoàn toàn không tin hắn là Geto. Hắn liền mở cái đầu của mình ra, bên trong là một cái não có răng đang chảy nhầy nhụa chất dịch. Hắn bảo với thuật thức này chỉ cần thay não là có thể tùy ý sử dụng cơ thể kẻ khác, kể cả thuật thức có sẵn trong cơ thể đó. Hắn đã mong muốn có được chú linh thao thuật của Geto và nhờ thầy vì tình cảm vớ vẩn mà không giao cơ thể này cho cô Soko xử lý, cho nên hắn mới dễ dàng có được cơ thể này. Hắn nói thầy cứ yên tâm vì phong ấn sẽ tự giải trừ, nhưng 100 năm hay 1.000 năm gì thì vẫn chưa biết. Thầy liền cười khinh bỉ, rồi nói trước kia cơ thể của Geto đã bị Yuta dần cho một trận ra bã, nên dù không có thầy cũng sẽ không sao, nhưng hắn lại không có một chút bận tâm hay lo ngại về sức mạnh của Yuta. Dù cho đó là mô phỏng thuật thức vô điều kiện hay sở hữu nguồn chú lực vô tận, thì đó cũng chỉ là kết quả của việc giam cầm người yêu bằng ràng buộc. Nên hắn cho rằng Yuta có ghê gớm đến đâu cũng không thể trở thành một kẻ mạnh như thầy được. Bỗng có một cái tai nghe Mechamaru xuất hiện ở tai của Yuji, thông báo rằng Gojo Satoru đã bị phong ấn. Thầy Gojo hỏi người bạn của mình còn định để cho kẻ khác lợi dụng đến khi nào nữa, thì lập tức cánh tay của Geto tự bóp cổ chính hắn. Đây cũng là lần đầu tiên mà hắn gặp phải chuyện kỳ lạ như thế này. Mặt sẹo xuất hiện giết Joker rồi ngáp lấy ngáp để. Geto bảo với mặt sẹo rằng mặt sẹo luôn khẳng định linh hồn có trước thể xác, nhưng hắn lại không đồng tình điều đó với mặt sẹo mà lại nghĩ thể xác chính là linh hồn và linh hồn cũng chính là thể xác. Nếu không thì rất khó lý giải được hiện tượng bóp cổ này, bao gồm cả việc ký ức của thể xác này thâm nhập vào não bộ hắn khi hắn thực hiện chiếm xác. Nhưng mặt sẹo cho rằng thuật thức của nó và Geto ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thầy Gojo thấy bọn này làm nhảm quài mệt quá nên kêu tụi nó muốn phong ấn thì làm lẹ lẹ, bố đây chán cái cảnh này lắm rồi. Thế là Geto chiều theo ý của thầy mà thực hiện quá trình bế môn. Thoáng chốc thầy đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Geto bảo với mặt sẹo, thứ này chỉ nhốt được một người, chỉ khi nào người trong đó tự sát thì mới có thể tái sử dụng lại được. Bên phía của Yuji, cô Mây Mây muốn Kokichi đưa ra bằng chứng thuyết phục để cô có thể tin thầy Gojo bị phong ấn. Nhưng Kokichi không có bằng chứng nào ngoài việc mà gã ở đây. Gã kể hồi trước có đập nhau với thằng mặt sẹo và bị nó giết chết, còn gã bây giờ chỉ là bảo hiểm do chính gã để lại khi còn sống.
Đây là bảo hiểm cấp cao, chỉ kích hoạt ngay sau khi Gojo Satoru bị phong ấn. Để tránh khả năng kích hoạt này thất bại, gã đã chu đáo sắp xếp 3 con rối tương tự thế này ở 3 nơi khác nhau. Gã cho rằng trong số những thuật sư ở trường chuyên chú thuật thì Yuji là kẻ ít có khả năng là nội gián nhất. Cậu chỉ mới chập chững bước vào giới chú thuật vài tháng và trong tình huống này thì gã có thể chắc chắn cô Mei Mei cũng hoàn toàn trong sạch. Bởi vì một người giỏi tìm kiếm kẻ địch như cô lại được phái đến Meiji Jingume chứ không phải ở Shibuya. Cô Mei Mei bảo biết đâu cô chỉ giả vờ không tích cực hợp tác thì sao, Yuji thì luôn muốn đến Shibuya và cứ bị cô ngăn cản. Mặc dù cô được cấp trên dặn phải ở yên chờ mệnh lệnh, gã liền nói rằng vậy tại sao chú Nguyên Sư lại đang đến đây để trừ khử cô. Cả bọn nghe thế lập tức nhìn về phía trước và cô Mei Mei cảm nhận được có hai kẻ đang đến. Yuji bảo bọn này mạnh hơn con châu chấu mà cậu đã đấu ban nãy. Cô Mei Mei liền phân tích con châu chấu mà Yuji từng đấu biết nói tiếng người, cho nên nó cũng ít nhất phải là cấp bậc tiền cấp 1. Nên cô cảm thấy rất tò mò những kẻ mạnh như thế này trốn ở đâu từ trước tới giờ. Cô định mặc kệ tụi chú Nguyên Sư mà đi xác minh tình hình của thầy Gojo, thì bị Kokichi ngăn lại và nói tình hình ở Shibuya hiện giờ đã khác trước, thuật kết giới của kẻ địch mạnh hơn phe ta rất nhiều. Hiện tại đã có 4 tấm màn được hạ xuống Shibuya. Màn A là màn nhốt dân thường, màn B là màn nhốt Gojo Satoru, màn C là màn ngăn thuật sư xâm nhập, phía trước đường dây mà cả bọn đang đứng cũng bị màn C ngăn cản, còn màn D thì tương tự như màn A. Các chú thuật sư đang chờ lệnh có lẽ đều đã ở trong màn, mà bên trong màn thì không thể sử dụng được điện thoại. Cô Mei Mei có liên lạc với những giám sát viên bên ngoài màn, nhưng cũng đều không thể liên hệ được với họ. Kokichi nài nỉ cả bọn hãy hành động theo chỉ dẫn của gã, vì bảo hiểm của gã không bao lâu nữa sẽ biến mất. Cô Mei Mei đành đồng ý nghe thử kế hoạch của gã xem thế nào. Thế rồi gã bảo Yuji hãy quay lại Meiji Jingume và đi lên mặt đất để đến Shibuya, nhằm báo tin thầy Gojo bị phong ấn cho toàn bộ các chú thuật sư, để việc cứu thầy trở thành mục tiêu chung của mọi người. Còn cô Mei Mei sẽ mở đường dẫn lối cho Yuji. Sau khi kết liễu bọn chú Nguyên Sư thì cô hãy cứ cố thủ ở đường dây này, vì chúng ta vẫn chưa biết rõ động thái của tụi địch. Cô Mei Mei hỏi tài khoản của gã vẫn chưa bị đóng băng phải không, khiến cho gã toát cả mồ hôi hột. Thế là tụi chú Nguyên Sư đã đến, cả bọn cũng đã sẵn sàng để sanh chín với tụi nó. Bè lũ Geto đều đã tập hợp với nhau, bỗng cục xí ngầu của thầy bịt mắt từ trong tay Geto rớt xuống làm vỡ tung cả sàn nhà, khiến thằng Geto khẳng định thầy đúng là một con quái vật. Bên trong cục xí ngầu, thầy cảm nhận thời gian vật lý trong đây không hề trôi, và giờ thầy rất trông chờ vào mấy đứa học sinh của thầy sẽ làm nên chuyện. Các chú thuật sư bên ngoài màn lúc này đang rất nóng lòng, vì các phi thuật sư bên trong màn đang bị người biến dạng tấn công, cho nên họ sẽ không chờ đợi ở đây nữa mà sẽ đột nhập luôn. Anh Nanami bận tâm đến tấm màn ngăn thuật sư được hạ xuống gần chỗ của thầy Gojo. Anh không chắc chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng anh lại chắc chắn một điều, kẻ địch không phải là dạng hữu dũng vô mưu. Cho nên anh sẽ đối phó với kẻ răng màn và giao cho Takuma và Megumi bảo vệ những dân thường. Thế là cả ba nhóm chú thuật sư đã đột nhập cùng một lúc. Giám sát viên Ijichi đang nói chuyện với giám sát viên Akari thì bị thằng chú Nguyên Sư Haruta xuất hiện đâm nhiều nhát vô bụng. Nó còn đi chung với thằng nhóc hòa thượng tóc trắng, kẻ mà thằng đầu chọc Juzo từng nhắc đến trước kia. Phía Geto đang bàn tán về phong ấn của thầy Gojo đã hoàn tất, tuy nhiên cục xí ngầu vẫn chưa xử lý hết thông tin về thầy, vì thế bọn nó tạm thời chưa thể di chuyển cục xí ngầu đi đâu được. Những lời bàn luận của tụi nó đã bị con rối của Kokichi nghe lén, mặt sẹo rất tinh tường phát hiện ra và nhanh tay phá hủy con rối. Thông tin nghe lén đã được báo cáo lại cho Yuji và nhiệm vụ bây giờ là huy động các thuật sư đến ga Shibuya. Khi màn ngăn thuật sư được kéo lên thì tất cả sẽ cùng lúc xông vào. Nhưng Yuji vẫn chưa biết cách nào có thể huy động được họ vì cậu không thể liên lạc được với giám sát viên Ijichi. Chợt cậu nhớ đến những chú thuật sư đi đến Shibuya theo lời kể của cô Mei Mei, rồi cậu xông thẳng vào bên trong lớp màn, đập bể mặt từng người bị biến dạng mà cậu gặp. Sau khi hạ xong họ thì cậu trèo lên một tòa nhà cao tầng, hét lớn lên cái tên Nanamin liên tục, hỏi rằng anh có ở đây không, và cậu thông báo thầy Gojo đã bị phong ấn. Những chú thuật sư có mặt tại đó đều đã nghe thấy và rất bàng hoàng. Anh Nanami lập tức thay đổi kế hoạch và đi gặp Yuji. Vì nếu thầy Gojo thật sự đã bị phong ấn, thì toàn bộ con người trên trái đất đều coi như xong phim. Yuji vẫn rất tích cực hét cái tên Nanamin không ngừng nghỉ, đến nỗi không nhận ra Megumi và Nanami đã đến. Takuma lúc này mới dám khẳng định cái tên Nanamin mà Yuji gọi chính là anh Nanami. Sau đó Kokichi tiết lộ mọi thứ cho anh Nanami nghe, bao gồm cả việc Geto không phải Geto. Và tình hình bên trong ga Shibuya hiện giờ rất là kinh khủng, mọi chuyện đang rất khẩn cấp nên cần phải chia ra để tấn công.
cho nên anh Nanami sẽ ra ngoài giải quyết mọi chuyện cùng với giám sát viên Eiji rồi quay lại sau. Trong lúc đó thì anh giao ba đứa còn lại lo việc giải trừ tấm màn ngăn thuật sư xâm nhập. Ngoài ra anh còn dặn Takuma trông chừng Zuji và Megumi, với lại nếu có gặp thuật sư nào khác, hãy báo cáo tình hình và nhờ họ giúp đỡ. Được anh Nanami trông cậy khiến cho Takuma rất hạnh phúc, thế là cậu liền tuôn một tràng diễn thuyết hoành tráng về thầy Gojo, về những mối hiểm họa khi không có thầy. Cho nên bây giờ cả bọn sẽ cùng nhau phá tan tấm màn trước khi anh Nanami trở lại và quyết tâm giải cứu thầy Gojo bằng mọi giá. Mặt sẹo cho rằng tình hình của bọn nó đã bị lộ, kiểu gì lũ chú thuật sư cũng sẽ huy động lực lượng mà tiến thẳng vào đây. Geto quyết định sẽ tiếp tục ở lại, còn thằng Choso thì muốn giết Suji và Nobara để báo thù cho hai đứa em của nó. Sau đó sẽ thu hồi những đứa em còn lại đang bị cất giữ ở trường chú thuật. Thằng núi lửa bảo nó chẳng quan tâm Nobara là đứa nào, nhưng riêng Suji thì không được động đến, vì theo kế hoạch cần phải biến Suji thành bé Na. Thằng Choso nghĩ việc này chẳng liên quan gì đến nó cả, nghe thế khiến núi lửa rất quạo định đập nhau một trận với thằng Choso. Mặt sẹo liền tới ngăn hai đứa lại, rồi nó bảo anh mày cũng muốn lấy mạng thằng Zuji, vì sau khi kẻ mạnh nhất là Gojo bị phong ấn, thì phe thuật sư và phe chú Linh đã ngang kèo nhau, cho nên vẫn có cách để chiến thắng mà không cần hồi sinh bé Na. Vì thế cứ yên tâm mà thẳng tay giết thằng Zuji. Thằng núi lửa vẫn không đồng tình, vì lý tưởng của nó chỉ cần lời nguyền tồn tại với tư cách là con người chính thức của trái đất. Nó chẳng quan tâm kẻ đứng cười ở vùng đất hoang tàn sau 100 năm nữa sẽ là ai. Vì nó biết bé Na không phải là đồng minh của nó, hồi sinh bé Na kiểu gì nó cũng sẽ bị bé Na đập cho hẹo. Nhưng nếu hồi sinh bé Na thì chắc chắn thời đại của lời nguyền sẽ đến. Cho nên nó vẫn muốn bước đi trên con đường chắc ăn hơn, dù có phải đánh đổi cả tính mạng. Nó còn nhấn mạnh con đường không sợ chết này chính là sự khác biệt giữa lời nguyền với lũ con người giả tạo. Mặt sẹo bảo dù tư tưởng hay bản chất có xa rời và thay đổi thế nào, thì cơ bản vẫn là hành động theo ham muốn của bản thân, và lời nguyền chính là như thế. Nó bảo thứ mà nó muốn nói đến là cách nghĩ sai lệch về phương thức lời nguyền tồn tại của thằng núi lửa, chứ kế hoạch hồi sinh bé Na thì nó hoàn toàn không phản đối. Cho nên để kết thúc vụ tranh cãi này, nó đề nghị sẽ chơi một trò chơi với thằng núi lửa. Nếu như nó gặp Zuji trước thì nó sẽ xử Zuji, còn nếu thằng núi lửa gặp Zuji trước thì cứ việc đưa ngón tay cho Zuji để bé Na lấy lại sức mạnh. Thằng Choso cũng muốn giết Zuji nên nó tham gia vào trò chơi này luôn. Còn Geto thì phải để mắt đến cục xí ngầu nên lần này hắn từ chối tham gia. Với lại hắn cho rằng bé Na cũng chỉ là một phương án thay thế khi cục xí ngầu thất bại mà thôi. Núi lửa nghĩ cơ bản không cần trò chơi vớ vẩn này, vì lũ chú thuật sư bao gồm cả thằng Zuji đều đang đến đây để cứu Gojo, cho nên chỉ việc ở yên một chỗ mà đợi tụi nó đến là được rồi. Nhưng hai đứa kia vẫn mặc kệ mà chạy đi, nên thằng núi lửa chạy theo luôn. Mimiko và Nanako núp ở gần đó và đề nghị Geto trả lại cơ thể cho Geto, vì hai cô bé đã ném lũ khỉ xuống đây theo yêu cầu của hắn, cho nên hai cô bé không cho phép Geto chơi đùa với cơ thể của Geto nữa. Geto bảo lần sau mà có giao kèo gì với thuật sư thì nhớ lập khế ước ràng buộc rõ ràng. Còn bây giờ thì hãy mau cút khỏi chỗ này nếu không muốn bị chính cơ thể này giết chết. Hai cô bé đành ngậm ngùi rời đi và còn hâm dọa hắn sẽ phải hối hận, nhưng hắn lại không biết hối hận là gì và mùi vị của nó là như thế nào. Zuji đang cố đấm bể tấm màn nhưng cuối cùng chẳng thể làm được gì tấm màn. Takuma nhận thấy cú đấm của Zuji thực sự rất mạnh, nếu xét về sức mạnh có thể ngang ngửa với cả anh Nanami. Sau khi phân tích tình hình, cả bọn nhận ra kẻ hạ màn không nằm ở bên trong màn, thay vì để màn vây quanh bản thân thì chúng lại ở bên ngoài. Dù như vậy sẽ tăng rủi ro bị phát hiện và tấn công, nhưng khi đó tấm màn sẽ càng kiên cố và vững chắc. Cho nên cú đấm siêu bá đạo của Zuji ban nãy cũng chẳng ăn thua gì. Takuma nhận định những kẻ bỏ qua nguyên tắc cơ bản của thuật kết giới này, thật sự bọn chúng rất đáng gờm. Rồi cả bọn nghĩ gốc của màn hẳn nằm ở đâu đó lộ liễu nhất, vì phải chấp nhận nguy cơ dễ bị phát hiện để tăng uy lực cho tấm màn. Và nơi lộ liễu mà cả bọn đều hướng tới chính là tháp trung tâm Shibuya. Ở trên đỉnh tháp có ba chú nguyền sư đang ngự trị cùng với ba cây đinh ủy tháp. Bọn chúng cho rằng đây chính là nơi lộ liễu nhất, kiểu gì các thuật sư cũng sẽ phát hiện ra, nhưng dù có phát hiện thì cũng sẽ mất khá thời gian để có thể lên được đây, vì phía dưới vẫn còn rất nhiều người bị biến dạng hoành hành, cho nên không phải muốn lên là lên được. Vừa dứt lời thì cả ba bị một sợi dây kim loại do Zuji và Dạ Điểu phối hợp tấn công. Sợi dây lợi hại này vốn là món quà mà chị Maki tặng cho Zuji. Takuma lợi dụng cơ hội mà cả hai tạo ra để tiếp cận cây đinh ủy thác. Vốn dĩ cậu hiểu rất rõ thứ này là nhờ vào cây đinh mà Zuji mang về ở chỗ của thằng Châu Chấu. Cô Mây Mây bảo ở bên trong cây đinh đã được yểm sẵn thuật kết giới, chỉ cần có người truyền chú lực vào thì nó sẽ có thể kích hoạt. Takuma lập tức phá hủy nó, nhưng cậu nhận ra có tới tận 3 cái và cậu nhìn thấy hai cái còn lại đang ở trong tay của lão chú nguyền sư có râu. Zuji dùng sợi dây kim loại và trói chặt lão ta, rồi cậu kêu Megumi hóa giải Dạ Điểu ở đầu dây bên kia, còn cậu thì tháo gỡ sợi dây ở đầu bên này. Điều đó khiến lão té sấp mặt từ tầng 41 xuống mà nằm sải lai giữa đường.
Tuy thế nhưng Megumi không nghĩ lão lại chết dễ dàng như vậy, với lại trông lão còn rất sạch sẽ mà chẳng có tí vết thương nào. Và quả thật đúng như Megumi đã nghĩ, lão vẫn còn rất khỏe mạnh và tỏa ra sát khí hùn hụt. Còn Zuji và Megumi thì đã sẵn sàng đập nhau một trận tử chiến với lão. Xin giới thiệu với các bạn, lão này là một chú nguyền sư tên là Awasaka Jiro. Bên phía của Takuma, cậu ta đối mặt với hai chú nguyền sư còn lại. Thấy hai đàn em đều đang thể hiện rất tốt, nên Takuma cũng quyết tâm thể hiện một cách thật hoành tráng bằng cách đeo mặt nạ, với mong muốn nhanh chóng trở thành thuật sư cấp 1. Anh Nanami tự hỏi tại sao Takuma cứ luôn nằng nặc đòi anh tiến cử, cho dù với thuật thức của cậu thì kiểu gì cũng sẽ sớm thăng hạng. Cậu bảo cậu vốn không được thông minh, nên có những lúc không biết cách để giải quyết vấn đề sao cho hợp lý. Và những lúc như vậy, cậu luôn tự hỏi nếu là anh Nanami thì sẽ làm thế nào. Do đó, nếu như trở thành thuật sư cấp 1 mà không được anh Nanami công nhận, thì cậu sẽ không cảm thấy hài lòng. Rồi Takuma sử dụng lai phóng thụy thú số 1 giải trãi để tấn công. Giáng linh thuật lai phóng thụy thú là thuật thức bẩm sinh của Takuma, dùng bản thân làm vật trung gian bằng cách che mặt. Nó sẽ cho ra 4 loại thụy thú, bao gồm giải trãi, linh quy, kỳ lân và rồng. Chúng sẽ nhập vào cơ thể người thi triển và sử dụng bằng thần giao cách cảm. Mũi kích giải trãi của Takuma đuổi theo thằng chú nguyền sư tới cùng và làm nó bị thương. Hai kẻ này là hai bà cháu của nhau, bà già tên là Ogami, còn đứa cháu trai tên gì thì Tom thiếu gia cũng không biết, nên tạm gọi gã ta là cháu trai luôn nha anh em. Vì được anh Nanami tin tưởng và giao phó, nên Takuma không thể bỏ mặc hai thằng đệ, nhưng nếu đi tới chỗ hai thằng đệ lúc này kiểu gì cũng sẽ bị đuổi theo. Cho nên điều tốt nhất hiện giờ là phải kết liễu bọn chúng nhanh gọn lẹ. Thế là Takuma sử dụng số 2 linh quy, đây là một kỹ thuật phòng thủ. Nó sẽ chuyển chú lực của người dùng thành nước và bao xung quanh. Rồi Takuma bay vào đập nhau túi bụi với thằng cháu trai, nhưng thằng cháu rất bố láo, khiến cho Takuma cũng phải chật vật để chiến đấu. Bà lão thì đang ngồi niệm chú gì đó, thế là Takuma đổi mục tiêu sang đập bà lão, nhưng thằng cháu đã kịp thời lấy thân mình che chắn cho bà. Dù cho bị đập thế nào, thằng cháu vẫn luôn liều mạng bảo vệ. Đúng như Takuma đã nghĩ, thằng cháu không hề mạnh, được cái là nó hơi liều mà thôi. Nhưng Takuma vẫn giữ một cái đầu lạnh, cho rằng rất có thể có cái bẫy nào đó ở đây, nên tuyệt đối không được lơ là, mà phải cố chấm dứt trận chiến càng sớm càng tốt. Đột nhiên thằng cháu tỏa ra khí thế khủng khiếp, khiến cho Takuma xanh cả mặt mày, nhưng do cậu ta đang che mặt nên chúng ta không thể thấy được điều đó. Rồi thằng cháu lôi ra cái gì nhỏ xíu trông rất bí hiểm, thấy nó định nuốt cái thứ bí hiểm này vô bụng, Takuma liền dùng giải trãi để ngăn nó lại. Trong lúc đó bà lão đang làm nhảm và nói ra cái tên Zen Intoji, rồi thằng cháu dùng tay không chụp lấy mũi kích của Takuma một cách dễ dàng. Còn khuôn mặt của thằng cháu lúc này thì bị chia làm hai nửa, một nửa còn lại chính là Toji. Ở bên phía của Zuji và Megumi, cả hai cũng đang có một trận đấu hết sức gây cấn với lão già Jiro. Megumi cảm giác phối hợp với Zuji còn khó khăn hơn đối phó với kẻ địch. Jiro móc ra một cây dao rồi đột ngột chém làm Zuji bị thương. Sau đó lão còn tiếp tục đâm Zuji nhưng đã bị hà mô của Megumi dùng lưỡi chói chặt hất văng đi. Megumi cảm thấy lạ vì móng vuốt của Ngọc Huyền có thể khiến đặc cấp bị thương, nhưng lão lại chẳng có chút hề hấn gì, thậm chí mấy cú đấm vô cùng lực của Zuji cũng không có tác dụng, khiến cả hai cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1989, chú thuật sư bá đạo nhất hệ mặt trời Gojo Satoru đã ra đời. Vào thời gian đó, bà già Ogami đã là một chú nguyền sư và làm vô vàng chuyện ác ôn trên đời, ví dụ như thực hiện nghi thức lên đồng vào một cô gái trẻ mà bà ta đã giết, sau đó dùng chính thân xác của cô gái đó để giết luôn cha của cô ta. Còn lão Jiro cũng hành hạ và giết chết rất nhiều người rồi nghiên cứu cấu tạo cơ thể của họ. Vì lão xem việc giết chóc là công việc của lão, cho nên cần phải thấu hiểu cơ thể của con người. Cả hai đã có một cuộc sống tự do tự tại, có thể luồn lách và kiếm tiền bằng mấy chuyện ác ôn mà không phải chịu sự ràng buộc nào. Vì giới chú thuật sư khi đó luôn phải bận rộn đối phó với những con chú linh sinh sôi mạnh mẽ quanh năm. Vào một ngày đẹp trời, hai người họ nhận được vụ treo thưởng với mức giá là 100 triệu. Mục tiêu của họ là một đứa nhóc lục nhãn sinh ra trong gia tộc Gojo. Kẻ nào hoàn thành trước sẽ nhận được 100 triệu đó. Cứ ngỡ vụ này rất béo bở vì mục tiêu chỉ là một thằng nhóc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến đứa trẻ lục nhãn bằng xương bằng thịt thì cả hai đều run như cầy sấy mà toát hết cả mồ hôi. Và họ nhận ra chú linh sinh sôi mạnh mẽ quanh năm là do sự tồn tại của đứa trẻ này. Sự ra đời của Gojo Satoru đã làm thay đổi sự cân bằng của thế giới và sự tự do của họ khi tuổi xế chiều đã bị Gojo Satoru tước đoạt. Takuma lúc này mới nhận ra lý do mà bà lão Ogami cứ ngồi nói làm nhảm là để thực hiện nghi thức lên đồng và gọi hồn Toji. Thật trùng hợp vì thuật của bà lão với cậu đều tương tự nhau. Và thứ bí hiểm mà thằng cháu trai đã nuốt chính là lọ thuốc có chứa cho cốt của Toji. Nhưng điều mà Takuma bận tâm nhất là lai lịch của kẻ được gọi hồn này là ai. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy ông ta rất mạnh, và hiện giờ đứa cháu trai đã hoàn toàn trở thành ông ta.
Thế là Takuma quyết định dùng số 4 rồng, nhưng chưa kịp ra đòn thì Toji đã xẹt ngang qua lấy mất mặt nạ của cậu. Sau đó Toji còn tung liên hoàn đấm khiến cậu mất luôn khả năng chiến đấu. Quay trở lại trận chiến với lão già Zero, cả hai chiến binh của chúng ta vẫn đang miệt mài đấm nhau với lão, nhưng dù ăn đòn bao nhiêu thì lão cũng vẫn chẳng tỏ ra yếu đi chút nào. Megumi nghĩ rất có thể điều này là do thuật thức của lão, rồi bỗng cậu hét lên rằng thầy Gojo đã đến Shibuya rồi, nên kêu lão bỏ lại hai cây đinh của màn mà chạy đi. Lão liền bảo cậu nói dối quá tệ, vì lúc nãy Zuji đã hét lên thầy Gojo đã bị phong ấn, cho nên nếu Gojo mà còn nhởn nhơ thì lão đã nằm nhà ngủ khò khò mất rồi. Điều này giúp cho Megumi khẳng định lão không phải là đối thủ của thầy, cho nên thuật thức của lão không thể là vô hiệu hóa đòn tấn công được. Còn Zuji thì cố an ủi đứa bạn của mình đừng buồn vì vụ nói dối không thành công. Thấy lão chuẩn bị nghiêm túc đập nhau một trận ra trò, thế là Megumi sử dụng thoát thố và triệu hồi ra một đống thỏ trắng. Khi thấy một con thỏ đụng chúng khiến lão khốn đốn, Megumi liền hiểu ra thuật thức của lão, rồi cậu kêu Zuji tạm thời rút lui một chút. Lão lúc này đã bị rất nhiều thỏ bao vây và nhốt vào bên trong, khiến lão nghĩ cả hai định dùng số thỏ này để làm lá chắn và núp sau bọn chúng để tung ra những đòn chí mạng. Nhưng đột nhiên bầy thỏ bị giải trừ và lão không hề thấy cả hai ở đâu nữa, nên đoán có thể cả hai đã bỏ chạy. Nào ngờ Megumi ở phía trên và triệu hồi ra mãn tượng đè lên lão, nhưng lão có thể dễ dàng nâng được con voi bằng hai tay. Lão cảm thấy quá nhàm chán khi Megumi cứ thoát ẩn thoát hiện, nên kêu cậu hãy quyết đấu một trận như hai thằng đàn ông. Nhưng Megumi bảo cậu không phụ trách việc đó mà chỉ tay về phía Zuji. Zuji ném thẳng chiếc xe ô tô vào lão, khiến lão toát cả mồ hôi vì từ nãy đến giờ Zuji vẫn luôn tung ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Megumi và Zuji sau đó kết hợp bay vào tấn công lão cùng một lúc. Lão thầm nhủ thuật thức của lão là đảo ngược, nếu đòn tấn công càng mạnh thì khi đánh chúng sẽ càng yếu và ngược lại. Từ xưa đến nay chưa từng có kẻ nào tránh được đòn tấn công của lão khi tung ra những đòn chí mạng. Nhưng đột nhiên lão bị trọng thương bởi cái lưỡi của Hà Mô tấn công, rồi sau đó liên tiếp ăn nhiều đấm vào mặt bởi Zuji và Megumi, khiến lão không biết cả hai nhận ra thuật thức của lão từ lúc nào. Quay trở lại thời điểm mà lão bị thoát thố của Megumi nhốt lại, Megumi nhận thấy lão đã không lập tức thoát ra khỏi bọn thỏ, kèm với việc lão vẫn thảnh thơi khi rớt từ tầng 41 xuống, nên cậu khẳng định thuật thức của lão chính là đảo ngược. Tuy nhiên lực đánh quá yếu như kiểu búng tay vào trán thì vẫn không được, vì nếu như thế thì lực cản không khí cũng sẽ khiến lão gặp khó khăn, cho nên hiệu quả của đảo ngược có giới hạn phạm vi trên và dưới. Đã vậy lão còn có thể tùy chỉnh theo đòn tấn công, như việc lão tự vệ trước những đòn chém ban nãy, thế nên lão mới không thể thắng được một người mạnh như thầy Gojo hay đối phó với những thuật thức phức tạp. Và bây giờ cả hai sẽ cùng tấn công lão bằng cả lực mạnh và yếu, nhưng tuyệt đối không để lão biết cả hai đã nhận ra thuật thức, mà vẫn phải luôn dồn sức tấn công toàn lực. Nhưng đầu tiên sẽ sử dụng thức thần có lực tấn công yếu như Hà Mô, thế nên lão mới bị cả hai đập cho ra bã không trượt phát nào. Zuji tung ra một cú đấm toàn lực vào lão, nhưng cậu đột ngột dừng lại một lúc để giảm đòn tấn công, sau đó tiếp tục tung đòn và lão đã bị cậu đập cho bất tỉnh nhân sự. Anh Nanami đã đến chỗ của giám sát viên Ijichi, nhưng cảnh tượng mà anh nhìn thấy trước mặt thực sự quá khủng khiếp. Trong một khoảnh khắc anh đã nhớ đến hình ảnh của người đồng đội Haibara năm xưa của mình. Phía Zuji đã phá tan hai cây đinh của màn, dù đã phá cả ba nhưng chỉ hóa giải được tấm màn ngăn thuật sư mà thôi. Megumi nghĩ có lẽ cả ba cây đinh đều dùng chung cho một màn, hoặc hai trong số đó là giả. Chợt Megumi nhìn thấy Takuma đang bị thả rơi khỏi tòa tháp, cậu triệu hồi dạ điểu đến đỡ Takuma nhưng bất thành, cũng may Zuji đã nhanh chân và bắt kịp. Thằng cháu lúc này đã bị Toji chiếm lấy quyền kiểm soát, khiến cho bà lão sợ hãi mà lùi ra xa. Bà lão thấy lạ vì bà chỉ triệu hồi thông tin cho thể xác của Toji, do sợ rủi ro ngoài ý muốn nên bà không triệu hồi thông tin cho linh hồn. Nhưng Toji lại có thể chiếm được quyền kiểm soát cơ thể của cháu bà. Toji bảo ông cũng không rõ nhưng cơ thể ông rất đặc biệt, cho nên linh hồn của thằng cháu mới thua thể xác của ông. Rồi ông nói bà muốn ông giết thuật sư, nhưng bản thân bà cũng là một thuật sư, thế nên ông sẽ hoàn thành mong muốn cho bà, và bà bị ông đấm cho bay màu. Zuji định đi báo thù cho Takuma nhưng bị Megumi ngăn lại, vì ưu tiên hiện giờ là giải cứu thầy Gojo, với lại màn đã bị giải trừ thì bọn chúng chắc hẳn đã bỏ đi hết. Thế rồi Zuji bảo Megumi hãy đưa Takuma đến chỗ an toàn, còn cậu sẽ đi đến ga cùng với Kokichi trước, nhưng chợt cậu cảm thấy cũng khá lâu rồi mà chẳng thấy Kokichi lên tiếng. Trước đó ít phút ở bên phía cô Mây Mây, cô đang hành hạ thằng chú Nguyền Sư ra bã, cô bảo thuật thức của cô chỉ là điều khiển mấy con quạ nên nó rất yếu. Cho nên từ hồi nhỏ xíu cô đã liều mạng rèn luyện để không phải dựa vào thuật thức và nó bây giờ chính là nạn nhân của những gì mà cô đạt được. Nó năn nỉ gãy lưỡi xin cô tha cho nó và còn hứa sẽ rời khỏi cái vụ này. Nhưng chị mày chưa nói xong thì chú mày không được lên tiếng. Rồi cô nói tiếp, cô luôn tự nhủ giá trị của một thuật sư không nằm ở thuật thức.
nhưng rồi cô nhận ra năng lực thể chất và cường hóa thể chất bằng chú lực không thể tăng được mãi. Chính vì điều này nên cô đã phải nhìn lại thuật thức của mình một lần nữa, và nhờ vậy mà tiềm năng của cô đã được khai mở và trở thành thuật sư cấp 1. Nói xong cô đập nó bay màu mặc cho nó cứ nài nỉ van xin tha mạng. Và lúc này cô đang rất hưng phấn vì nghĩ đến thù lao mà thầy Gojo phải trả cho cô sau khi cô giải cứu thầy thành công. Bên phía chị Maki cũng đang đập nhau với những người bị biến dạng. Giám sát viên Akari và Nobara cảm thấy rất lạ. Khi đang nói chuyện điện thoại với giám sát viên Ijichi thì ông ấy đâu mất tiêu, nên cả bọn đoán ông ấy đã bị tấn công sau khi tách khỏi nhóm Nanami. Thế là chị Maki kêu cả hai đi tìm ông ấy, còn chị ở đây lo liệu khu vực này, vì ông Naobito trông chẳng có tí nào là muốn chiến đấu. Với lại do hiện giờ không sử dụng được điện thoại nên rất cần sự hỗ trợ từ giám sát viên. Trong thâm tâm chị không tin thầy Gojo bị đánh bại, nhưng tình hình có vẻ đang trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Nobara và giám sát viên đang chạy thì đụng phải thằng tóc vàng Haruta. Nobara kêu chị giám sát viên hãy giả vờ đi trốn rồi lặng lẽ thoát ra ngoài để đến chỗ ông Ijichi. Vì cô bé nghe thằng Haruta bảo nãy giờ nó chỉ toàn đụng lũ được dựa, nên rất có thể ông Ijichi đã bị nó đập hẹo. Thằng Haruta ném vũ khí kỳ lạ có bàn tay về phía cả hai, đây vốn là thứ được thằng đầu chọc Juzo chế ra cho nó. Sau đó Nobara xông vào đập nhau xanh chín với nó, còn vũ khí mà nó ném đi thì lặng lẽ đuổi theo chị giám sát viên và chém vào chân chị. Nó nhận ra chị không hề trốn nên cũng đuổi theo chị rồi đá chị một phát. Nobara lao tới thì rất ngạc nhiên khi thấy vũ khí mà nó ném đi ban nãy lại xuất hiện ở phía trên. Rồi Nobara ném 4 cây đinh lên trần nhà và dùng châm cho phát nổ. Nhưng thằng Haruta lại tận hưởng mấy viên gạch rơi xuống trông rất hư cấu. Bỗng vũ khí bàn tay của nó đột ngột xuất hiện đấm bể mặt Nobara khiến cô ngã khụy. Thằng Haruta sau đó đến chế nhạo cô và nói nhảm đủ thứ. Nhân cơ hội nó đang nói nhảm thì chị giám sát viên cố gắng bỏ đi. Thế là chị bị nó đâm cây kiếm vào người liên tục. Nobara cố gắng chống cự lại nó nhưng trông cô rất bất lực. Bỗng anh Nanami đá bể cửa kính với vẻ mặt rất là quạo, khiến cho cả hai đứng hình mất vài giây. Rồi thằng Haruta đá cho Nobara một đá. Anh Nanami tháo cà vạt và quấn vào tay mình. Rồi anh dõng dạc bước đến với tướng đi rất là ngầu. Anh hỏi đồng bọn của nó có bao nhiêu thằng và từng thằng đang ở đâu. Nó đá anh một đá, rồi chém anh một chém. Nhưng anh lại chẳng có chút hề hấn gì. Nó cảm giác cứ như vừa tấn công vào một bức tường vậy. Anh tiếp tục hỏi nó câu hỏi ban nãy với cái tay đang nắm rất chặt. Nó vừa mở miệng chưa kịp nói dứt câu chữ không biết thì bị anh đấm một đấm cho bể mặt văng tuốt ra xa. Chị giám sát viên lúc này đã bò lên được tầng trên, còn Nobara thì sửng sốt tột độ trước sức mạnh của anh. Thằng Haruta tự nhủ nếu không nhờ thuật thức thì nó đã ngỏm củ tỏi mất tiêu rồi. Và giờ điều nó muốn nhất là phải chạy khỏi cái chỗ này. Nhưng anh Nanami bước tới và nắm vào tóc của nó, tiếp tục hỏi nó số lượng đồng bọn và vị trí. Nó bảo không biết và tiếp tục bị ăn đấm mà nằm thẳng cẳng. Vũ khí của nó chợt lao thẳng đến anh nhưng đã bị Nobara ngăn cản. Rồi nó bị anh nắm cổ nhấc bổng lên trời. Anh bảo trên đường đến đây đã thấy rất nhiều giám sát viên bị sát hại. Rồi anh hỏi nó là do nó làm phải không. Thế là nó tiếp tục bị anh đấm một phát cực mạnh văng tuốt ra bên ngoài. Nobara lúc này chỉ biết há hốc mồm đứng nhìn vì sức mạnh quá chênh lệch đẳng cấp của anh. Sau đó anh cùng Nobara và chị giám sát viên nói chuyện với nhau. Anh đã cố gắng cứu giám sát viên Ijichi và hiện giờ ông ấy đã bình yên vô sự. Do nhóm của Nobara vào bên trong tòa nhà nên không biết tin thầy Gojo bị phong ấn từ Juji. Rồi anh bảo anh sẽ xuống tầng B5 cùng nhóm của Zenin và dặn cả hai ở đây để chờ cứu viện. Nobara muốn đi cùng nhưng anh từ chối vì đối thủ sắp tới sẽ từ cấp bậc của anh trở lên nên anh cho rằng Nobara đi theo chỉ tổ làm vướng chân anh mà thôi. Quay trở lại phía cô Mây Mây, lúc này cô đang chạm trán với Geto. Cô tự hỏi sao thằng Geto vẫn còn sống. Điều này khiến cô nghi ngờ thầy Gojo, liệu có phải thầy đang cấu kết với hắn để gây ra thứ hỗn loạn này hay không. Nhưng cô nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ nhảm nhí này của mình, vì nếu là thầy thì chỉ cần một mình thầy đã là quá đủ mà không cần phải hợp tác với đứa nào. Rồi cô nói so với Gojo thì cô ngưỡng mộ hắn hơn, và nụ cười lạnh lùng của hắn cũng trông thật quyến rũ, cho nên phải giết một người như hắn quả thật rất đáng tiếc. Cô thầm nhủ chắc hẳn 80% tên Geto này là giả. Rồi Geto triệu hồi ra một chú linh đặc cấp tên là Hồ Sogami, một chú linh bệnh tật gieo rắc bệnh đậu mùa. Hắn bảo phải giết đàn chị năm xưa như cô cũng thật đáng tiếc. Khi thấy chú linh thao thuật, suy nghĩ Geto là giả của cô bắt đầu lung lay. Hắn nói tạm thời sẽ không làm hại những người ở tầng B5 và sẽ chờ cô ở đường ray sau khi cô giết được con chú linh này. Khi đó hắn sẽ là đối thủ kế tiếp của cô. Con chú linh liền triển khai lãnh địa, sau đó nó nhốt cô vào trong một cái quan tài, rồi nó triệu hồi một tảng đá đè quan tài dẹp lép. Trong khi đó nó đếm ngược từ 3 đến 1, nhưng cô Mây Mây rất xịn sò phá tung tảng đá khi nó mới chỉ vừa đếm đến số 2. Juji lúc này đã chạy đến sân ga, và tại đây cậu gặp thằng Choso đang đứng đợi cậu.
Trước khi Zuji gặp thằng Choso ở trong ga Shibuya, cậu có nhìn thấy rất nhiều người dân đang bị người biến dạng thảm sát trên đường. Tuy nhiên hiện giờ tình hình đang rất cấp bách nên cậu không có thời gian để cứu tất cả bọn họ. Đang lúc bối rối không biết giải quyết tình huống thế nào thì Inumaki Toge xuất hiện, thế là Zuji có thể yên tâm giao phó cho đàn anh mà rời đi. Quay trở lại sân ga nơi Zuji và Choso gặp nhau, khi vừa thấy kẻ thù đã giết hại hai đứa em của mình, Choso lập tức sử dụng xích huyết thao thuật bách liễm để tấn công. Bách liễm là một chiêu thức tăng áp lực máu và nén nó đến cực hạn. Máu được nén bởi bách liễm sẽ tập hợp tại một điểm rồi bắn ra với vận tốc nhanh hơn cả âm thanh. Và đòn tấn công này được gọi là xuyên huyết. Zuji chật vật tránh né đòn đánh rồi nhanh nhẹn áp sát đấm thẳng Choso. Với đòn xuyên huyết vừa rồi đã làm Zuji bị thương rất nặng ở cánh tay trái. Còn cú đấm của Zuji khiến Choso phải dè chừng. Rồi nó hỏi Zuji trước khi bị giết thì em trai nó có trăng trối điều gì không? Lúc này Zuji mới biết thằng Eso và Keichizu là em trai của nó. Rồi Zuji bảo hai thằng đó không có nói điều gì cả, nhưng thằng Eso thì đã khóc. Nghe điều này khiến thằng Choso rất sửng sốt, rồi nó quyết định sẽ tung hết khả năng và thề sẽ đập cho Zuji bay màu. Nhân cơ hội nó sắp tung chiêu, Zuji liền bay vào đập nó trước, rồi hai đứa ôm nhau thấm thiết mà lăn lộn dưới nền nhà. Choso liên tục tung ra rất nhiều chiêu thức xích huyết vô cùng tàn bạo, khiến Zuji phải khó khăn để chống chọi và bị nó đánh văng tuốt ra xa. Zuji tiếp tục bị Choso giữ khoảng cách và chuẩn bị tung ra đòn xuyên huyết. Zuji cảm thấy tia máu bắn ra từ đòn đánh này quá nhanh, khả năng để cậu né được chỉ có 50%, nếu phán đoán sai và bị bắn trúng đầu đảm bảo kiểu gì cũng sẽ hẹo. Thế rồi cậu nhảy lên trời và lơ lửng để tự quyết định thời điểm mà tia máu bắn ra. Choso nhận ra Zuji đang cố dụ nó ra đòn, rồi nó tự nhủ nếu mày thích thì bố mày chiều. Vào thời khắc mà chân Zuji chạm đất cũng là lúc mà xuyên huyết được tung ra. Zuji đã né được nó bằng tốc độ của cậu. Đúng như Zuji nghĩ, chiêu xuyên huyết của thằng Choso chỉ nhanh lúc bắt đầu. Một khi đã né được thì việc áp sát nó không quá khó khăn. Nhưng khoảnh khắc mà cậu sắp đấm bể mặt nó, cũng là lúc mà nó sử dụng chiêu thức siêu tân tinh để tấn công vào lưng cậu. Chiêu thức này sẽ bắn ra những viên đạn máu được nén từ bách liễm. Choso còn dùng huyết đao và đâm vào chân Zuji. Cậu cố chống trả lại nó bằng những cú đá. Sau đó Choso còn tung thêm một đòn xuyên huyết nữa khiến cho cậu bị thương nặng ở một bên hông. Do quá vội vàng ra đòn nên Choso vẫn chưa thể kết liễu được cậu ở đòn này. Chợt Kokichi lên tiếng sau một thời gian dài không nói gì, gã bảo do tiết kiệm năng lượng cho những việc quan trọng nên giờ gã mới chịu hò hé. Gã tiết lộ thằng Choso sử dụng xích huyết thao thuật, một thuật thức gia truyền của gia tộc Kamo. Thuật thức này sử dụng được ở tầm gần, tầm trung và cả tầm xa. Một kẻ không bị mất máu như Choso thì thật sự rất khó để có điểm yếu. Rồi Kokichi kêu Zuji trốn vào nhà vệ sinh và bảo sẽ giải thích sau. Dù tỷ lệ thắng chỉ có 10% nhưng đỡ hơn là không có cách nào như hiện giờ. Nhận thấy Zuji chạy về hướng nhà vệ sinh khiến cho Choso thắc mắc vì nơi đó rõ ràng là ngõ cụt. Nhưng nó nghĩ một kẻ có thể thắng được hai thằng em của nó thì chắc hẳn không phải thằng ngu, cho nên nó cho rằng Zuji đang có âm mưu gì đó. Bỗng Kokichi lên tiếng thách thức thằng Choso vào trong nhà vệ sinh, gã còn chế nhạo hai đứa em của nó nữa. Thế là nó nổi điên mà xông vào, thì thấy các đường nước đã bị phá vỡ. Nó phát hiện âm thanh thách thức phát ra từ trên tường, thế là Kokichi bị nó bắn cho phát bay màu luôn. Zuji nhân cơ hội xuất hiện từ phía sau và dùng kính đình quyền đập nó. Thằng Choso chuẩn bị thi triển bách liễm để phản công thì chiêu thức tự nhiên bị giải trừ, khiến cho nó vô cùng bàng hoàng. Xích huyết thao thuật vốn tạm ngưng phản ứng đông máu để tăng hiệu quả của thuật thức, do đó máu của Choso sẽ dễ hòa tan trong nước hơn những kẻ khác. Khi máu chạm vào nước thì áp lực thẩm thấu trong máu sẽ khiến hồng cầu phình lên, màng tế bào sẽ bị xé toạc ra. Khi đó Choso sẽ không thể khống chế khoảng 45% huyết cầu trong máu, dẫn đến bách liễm bị giải trừ. Kế hoạch của Kokichi đã hoàn toàn chính xác, Choso sẽ không thể điều khiển máu bên ngoài cơ thể được nữa. Nó vẫn còn ít kinh nghiệm chiến đấu nên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nhưng nó rất bình tĩnh mà chấp nhận thực tại, rồi chuyển sang điều khiển máu bên trong cơ thể. Và hai thanh niên thế là đập nhau khô máu trong nhà vệ sinh. Ăn miếng trả miếng rất chi là kịch tính, Zuji chớp thời cơ và tung ra một cú đá vô cùng bá đạo. Với cú đá vừa rồi cậu rất tự tin mình sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên Choso đã nén cục máu đến cực hạn và cường hóa bằng chú lực nhằm không cho máu dính nước hay bị hòa tan. Và lá gan của Zuji đã bị đâm thủng. Đây chính là xích huyết thao thuật huyết tình lỗi. Trong một thoáng chốc Zuji đã gần như gục ngã, nhưng cậu đã nhanh chóng hiểu ra vai trò của bản thân và biến nỗi sợ thành chú lực. Để mọi người có thể vượt qua được đây và cứu thầy bịt mắt, thì cậu nhất định sẽ đập thằng Choso mất đi khả năng chiến đấu cho dù có phải bỏ mạng. Bởi lẽ người cứu thầy không nhất thiết phải là cậu. Thằng Choso cho rằng trừ những đòn đã đỡ được thì chỉ bị Zuji đánh trúng có 3 lần. Nhưng sát thương mà nó gánh chịu thì lại vô cùng lớn. Thế là Choso đông cứng cánh tay của nó bằng cách kiểm soát toàn bộ máu trong cơ thể. Tuy nhiên điều này có nguy cơ sẽ làm tắc nghẽn động mạch đột ngột. Nhưng nó không quan tâm vì nó đánh giá Zuji còn nguy hiểm hơn nhiều.
Rồi hai thanh niên tiếp tục lao vào trao đổi chiêu thức với nhau, liên tục tung ra những đòn thế vô cùng mạnh mẽ. Choso cố gắng đưa Zhuji vào các tình thế bất lợi, nhưng Zhuji đều có thể hóa giải được và còn tung ra các đòn phản công rất dữ dội. Cậu nhận thấy từ lúc tung ra cú đấm đầu tiên thì cậu vẫn chưa sử dụng tay trái lần nào, nên cậu cho rằng rất có thể thằng Choso sẽ nghĩ tay trái của cậu đã bị phế, cho nên cậu sẽ dùng tay phải tấn công nhằm đánh lừa nó và tung cú đấm bằng tay trái. Nhưng khi tay trái của cậu chạm vào nó thì cậu lại có một cảm giác rất cứng, và thế là cậu bị đánh rách một bên vai, đã vậy nó còn đấm cậu một phát bay dính tường. Hóa ra nó đã dùng máu cường hóa ngay khu vực mà cậu đấm, còn cậu sau khi bị ăn đấm thì mất luôn khả năng chiến đấu. Thằng Choso định tiễn cậu xuống suối vàng để tạ lỗi với hai thằng em của nó, thì bé Na xuất hiện, hắn bảo không ngờ lại thua một thằng như thế này. Đột nhiên thằng Choso toát hết cả mồ hôi hột, nó ôm đầu quằn quại rồi đi loạng choạng. Những ký ức không tồn tại chợt hiển hiện trong tâm trí của nó, hình ảnh mà nó cùng hai đứa em và Zhuji đang ngồi dùng bữa vui vẻ với nhau, ngoài ra có cả 6 lọ chú thai cửu tương đồ còn lại ở đó nữa. Và trong ký ức không tồn tại này, Zhuji đã gọi nó là anh trai, khiến nó không tài nào tin được cái vụ này, nó cố gắng chối bỏ và lặng lẽ rời đi. Mimiko và Nanako đã tìm thấy Zhuji và nhận ra cậu vẫn còn sống, thế là hai cô bé bắt đầu tiến hành kế hoạch. Cô Mây Mây liên tục bị con quái nhốt vào quan tài và bị đá đè, suy nghĩ một lúc thì cô nhận ra mục đích của nó. Đầu tiên nó sẽ nhốt người ta vào trong quan tài, tiếp theo sẽ cho mộ đá to bự đè lên để mai táng đối tượng. Rồi nó đếm ngược 3 giây từ 3 đến 1, nếu trong vòng 3 giây mà không kịp thoát ra khỏi quan tài thì người đó sẽ bị dính bệnh mà chết. Cô cảm thấy mộ đá này là thứ rất phiền phức, nếu chẳng may dính phải hai đòn nữa thì cô sẽ gặp rắc rối. Đập nhau với Geto trong tình trạng yếu xìu thì sẽ rất tồi tệ. Cô nghĩ con quái lựa chọn kẻ có chú lực mạnh hơn trong lãnh địa để làm mục tiêu. Cô thấy có hai con quạ của mình cũng bị lọt vô đây, nên cô thử ràng buộc một con quạ để nó nâng cao chú lực. Và đúng như cô nghĩ, con quạ đã bị nhốt vô quan tài và bị đè chết. Giờ để có thể đánh bại con quái, cô chỉ còn cách dùng em trai mình làm mồi nhử để cô có thể tự do hành động. Nhưng em trai cô mà bị đá đè kiểu gì cũng sẽ bay màu. Thế rồi cô hỏi Ui Ui có sẵn sàng chết vì cô hay không? Ui Ui bảo rất vinh dự cho điều này. Ui Ui sau đó giải phóng chú lực thách thức con quái và cậu liền bị nó nhốt vào quan tài. Trong lúc nó đang chuẩn bị triệu hồi mộ đá thì cô Mây Mây xuất hiện chém nó một phát đứt lìa hai tay. Thực tế câu hỏi sẵn sàng chết của Mây Mây lúc nãy chính là ám hiệu để Ui Ui được phép sử dụng thuật thức, và cậu đã sử dụng tân âm lưu giản dịch lãnh địa. Sau khi bị chém thì con quái ẩn nấp rất kỹ và bất ngờ úp sọt cô Mây Mây từ phía sau với hai tay đã phục hồi. Nhưng nó bị cô sử dụng con quạ còn lại xuyên thủng người, thế là nó chính thức bay màu cùng với con quạ. Mây Mây cho rằng cách đơn giản nhất để nâng cao năng lực chính là ràng buộc hy sinh tính mạng. Thuật thức của cô là hắc điểu thao thuật, cô đã ràng buộc để lũ quạ phải tự sát. Đổi lại chú lực của tụi nó sẽ được giải phóng vượt quá giới hạn so với một con vật yếu ớt và lao thẳng vào xanh chín với kẻ địch. Cô gọi kỹ thuật này là thần phong, và trên đời này ngoại trừ Gojo Satoru thì không một ai có thể tránh được thần phong. Hạ xong con quái đồng nghĩa với việc Geto giả mạo sẽ là đối thủ kế tiếp của cô. Anh Nanami lúc này đã nhập bọn với phía của Maki và ông Naobito, và cả bọn đã chạm trán với một con quái tên là Dagon. Anh Nanami định sẽ xanh chín với nó, thì đột nhiên con quái thu bé lại vừa bằng một tấm hình và nó nằm gọn trên tay của ông Naobito, khiến anh Nanami và chị Maki vô cùng bất ngờ vì chẳng thể nhìn rõ được chuyện gì vừa xảy ra. Anh Nanami nghĩ đây hẳn là thuật thức của ông Naobito. Rồi ông Naobito đấm phát làm con quái bay dính rách. Con quái sau đó ngồi dậy và nôn ra một đống xương người, khiến cả bọn không biết nó đã ăn thịt hết bao nhiêu người. Rồi nó bò trên đống xương này, miệng thì luôn gọi tên của mấy con quái đồng bọn như thằng mặt sẹo Mahito, thằng núi lửa Jogo và thằng người cây Hanami. Nhưng khi gọi tên thằng người cây thì nó rất tức giận vì thằng người cây đã bị giết chết. Sau đó nó lột xác thành một con quái nhìn rất bảnh tỏn và trông có vẻ mạnh. Ông Naobito nghĩ ban nãy nó yếu xìu như thế là vì vẫn còn là một chú thai. Con quái tạo ra một quả cầu nước trên đầu ngón tay, rồi nó nhấn chìm cả sàn nhà. Nước chảy quá sức khiến chị Maki phải khốn đốn mà dùng chú cụ để làm chỗ đứng. Ông Naobito sau đó làm nhảm về 24 khung hình trên một giây của phim hoạt hình với con quái. Còn nó thì cho rằng bản thân không phải chú linh mà có tên tuổi đàng hoàng, và tên của nó là Dagon, đồng bọn của nó cũng đều có tên như thế. Nhưng cơ hội cả hai đang chém gió với nhau, anh Nanami lập tức bay vào tấn công nó, chị Maki cũng xông tới chém nó, tuy nhiên đã bị nó cản lại. Ông Naobito liền dùng thuật thức biến nó thành khung hình và ném lên trời. Nhân cơ hội đó anh Nanami lao đến để cho nó một cú bay màu, tuy nhiên nó lại không bay màu, đã vậy còn không hề có một chút hề hứng nào. Ông Naobito không ngờ hai thuật sư cấp một hợp sức mà vẫn không thể thanh tẩy được nó. Còn chị Maki thì đang cảm thấy rất nhục nhã, vì ban nãy nếu ông Naobito không dùng thuật thức kịp thời có lẽ chị đã bay màu mất rồi. Dagon còn tạo ra một lá chắn bằng nước bao xung quanh,
Ông Naobito nghĩ nó có thể sử dụng cùng lúc nhiều kỹ năng khác nhau, và lại chú lực của nó rất dồi dào và thuật thức vẫn chưa được tung ra hết, cho nên cần phải dùng tốc độ đập cho nó bay màu trước khi nó tung chiêu và cả ba bay vào xanh chín với nó. Nhưng nó đã kịp cản cả bọn và lơ lửng trên không trung. Ông Naobito cũng không vừa mà nhảy lên đá nó một cú rớt đất và tiếp tục dùng tốc độ để tấn công nó dồn dập, khiến nó đánh giá tốc độ của ông có khi còn nhanh hơn cả thằng núi lửa. Thuật thức của ông Naobito là đầu xạ chú pháp, kỹ thuật này sẽ chia một giây thành 24 khung hình và dùng tầm mắt của bản thân để làm góc nhìn. Ông Naobito có thể dự đoán những khung hình được định sẵn và di chuyển theo nó trong một giây. Chuyển động này sẽ khiến ông di chuyển nhanh một cách bất thường trong mắt kẻ khác. Khi phát động thuật thức, bất kỳ ai bị ông chạm vào cũng sẽ phải chuyển động theo quy tắc 24 khung hình trên một giây. Nếu như không tuân thủ quy tắc này, đối tượng sẽ bị bất động và đóng băng trong khung hình một giây. Khi bị đánh vào khung hình thì đối tượng sẽ bị văng ra khỏi khung và chịu sát thương rất lớn. Tuy nhiên thuật thức vẫn có rủi ro, đó là không thể thay đổi động tác chuyển động đã tạo ra giữa chừng. Nếu tạo ra động tác không tuân theo định luật hay quỹ đạo vật lý, thì ngay cả người thi triển cũng sẽ bất động. Nhờ vào tài năng cảm nhận thời gian và sắp xếp khung hình của mình, ngoại trừ Gojo Satoru, thì ông Naobito được xem là thuật sư nhanh nhất. Với kỹ năng bá đạo, ông đã đập cho Dagon không trượt phát nào, cố ngăn cản nó sử dụng thuật thức bằng mọi giá. Tuy nhiên nó vẫn kết ấn thành công một kỹ thuật tối cao, kỹ thuật đó được gọi là triển khai lãnh địa và cả bọn đã bị nhốt vào trong lãnh địa của Dagon. Lúc nãy Dagon đã kết ấn bằng tay để triển khai, nhưng do ông Naobito liên tục cản trở nên nó đã vẽ luôn chú ấn lên bụng để phát động. Và lãnh địa của Dagon có tên là Đãng Uẩn Bình Tuyến. Tất cả ai ở trong lãnh địa đều sẽ bị nó đánh trúng. Tuy nhiên ông Naobito đã thi triển Lạc Hoa Chi Tình, một thuật thức gia truyền của tam đại gia tộc để đối phó với lãnh địa. Vì thế khi con cá thức thần tấn công đã bị ông cho bay màu. Tuy nhiên Lạc Hoa Chi Tình lại không giống với giản dịch lãnh địa, nó không tự thi triển lãnh địa mà sẽ giải phóng chú lực để tự vệ như một đòn phản công. Sau màn thăm dò vừa rồi, Dagon đã đánh giá được thực lực của cả bọn, giờ nó sẽ sử dụng 7 phần sức mạnh để đấu với ông Naobito, 3 phần còn lại để đấu với anh Nanami. Và nó giải phóng thuật thức với tên gọi Tử Lũy Lũy Dũng Đoàn, triệu hồi ra một bầy thức thần của đại dương để tấn công. Anh Nanami đã bị tụi thức thần này dần cho một trận ra bã, nhờ có Lạc Hoa Chi Tình nên ông Naobito tạm thời có thể ngăn cản được tụi cá. Nhưng tụi cá vẫn duy trì được dòng tấn công rất mãnh liệt, bị tụi cá chắn tầm nhìn nên ông đã bị Dagon bất ngờ đấm văng ra xa. Mất luôn trạng thái của Lạc Hoa Chi Tình, Dagon rất nhanh đã áp sát được ông từ phía sau. Chị Maki tới ứng cứu nhưng chưa làm được gì thì đã bị tóm gọn. Dagon đánh giá chị là đứa yếu nhất ở đây, mà yếu thì đừng có mà ra gió, bố đá phát cho mà bể mặt. Ông Naobito sau đó bị bọn thức thần của Dagon sâu xé. Chị Maki tưởng ăn cú đá lúc nãy đã hẹo, nhưng không. Chị vẫn rất ngầu và còn chỉ trích vụ nó chê chị yếu ban nãy, nhưng lại không thể hạ được chị trong một đòn. Nó bảo thế thì bố sẽ hạ mày trong đòn này con ạ. Vừa dứt lời thì Megumi đột nhiên xuất hiện cùng với lãnh địa khảm hợp ám ế đình, rồi cậu đưa cho chị Maki chú cụ đặc cấp Du Vân. Trong lúc nó chuẩn bị tung đòn cho Megumi bay màu, thì chị Maki dùng Du Vân đánh lén nó từ phía sau. Nó cảm giác hiệu quả tất trúng bên trong lãnh địa đang dần suy yếu, nên nó nghĩ là do lãnh địa của Megumi và của nó đang đấu đá lẫn nhau, vì thế nó cần phải phá tan lãnh địa của Megumi thì mới lấy lại được hiệu quả tất trúng. Thế là nó triệu hồi ra hai con cá để tấn công Megumi, nhưng anh Nanami đã kịp thời xuất hiện và chém con cá bay màu. Rồi anh nói mình sẽ bảo vệ cậu để cậu có thể tiếp tục duy trì lãnh địa. Không chỉ Nanami thoát khỏi Tử Lũy Lũy Dũng Đoàn, ngay cả ông Naobito cũng thoát được và xuất hiện phối hợp với Maki tấn công nó. Tuy nhiên ông đã mất đi cánh tay phải của mình. Còn anh Nanami thì bị thương khắp người và một bên mắt. Anh nghĩ nếu duy trì tình hình như hiện giờ thì vẫn có thể chiến thắng. Tuy nhiên Megumi đã dần kiệt sức. Megumi nói với anh Nanami rằng Dagon nghĩ cậu dùng lãnh địa để đấu đá với lãnh địa của nó, nhưng thực tế cậu có mục đích khác và mục đích của cậu là đục thủng lãnh địa của nó từ bên trong. Lỗ hổng khi cậu xâm nhập ban nãy đã khép lại, mặc dù thoát ra sẽ khó hơn đi vào, nhưng cậu vẫn đủ sức để đục một lỗ cho một người chui qua trong vài giây. Cậu cho rằng Dagon không phải thầy Gojo, vì thế nó sẽ không thể triển khai lãnh địa nhiều lần trong một ngày, cho nên chỉ cần có thể thoát khỏi lãnh địa của nó là sẽ chiến thắng. Cậu bảo rìa của lãnh địa đang ở phía dưới chân của cậu, khi cậu xông vào đã chạm phải nó nên cậu biết chỉ cần cả ba người xông tới cùng một lúc là cậu có thể đục lỗ bất cứ lúc nào. Và cậu bảo anh Nanami cứ yên tâm, dù cậu dùng cả sinh mạng để đặt cược cho vụ này, nhưng cậu không định sẽ chôn xác ở đây. Thế rồi anh Nanami kêu hai người còn lại tập hợp và cả hai lập tức chạy lại phía của anh. Dagon tưởng cả bọn tập hợp là để bảo vệ Megumi, nên nó cho rằng như vậy sẽ càng dễ cho cả lũ bay màu cùng một lúc hơn. Nhưng bỗng nó nhận ra có gì đó sai sai, thế là nó lao thẳng về phía cả bọn. Megumi đã đục lỗ thành công cho cả bọn chạy thoát, nhưng đột nhiên, Fushiguro Toji xuất hiện từ cái lỗ đó.
Vừa vào bên trong thì Toji vội đến cướp Du Vân từ tay Maki. Maki cố giữ nó lại nhưng sức mạnh của Toji quá lớn so với chị nên chị bị hất văng đi. Chị cảm thấy rất khó chịu khi đọ sức thua kẻ khác như vậy, và lại chị không hề cảm nhận được một chút chú lực nào từ Toji. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là lỗ hổng đã đóng. Megumi nghĩ thằng bạch tuộc Dagon đã phát hiện ra mục đích của cậu, nên rất khó để có thể mở thêm một cái lỗ khác. Ông Naobito quan sát một lúc thì nhận ra kẻ xâm nhập này chính là cháu trai của mình. Thuật lên đồng của bà già Ogami vẫn được duy trì sau khi bà ta hẹo. Đáng lẽ thuật này đã kết thúc từ lúc thằng cháu cạn chú lực. Tuy nhiên từ lúc đầu khi linh hồn của thằng cháu bị thể xác của Toji chiếm hữu thì đã không còn chút chú lực nào. Với lại thể xác không tiêu hao chú lực thì khế ước chấm dứt thuật thức sẽ không còn. Toji lúc này sẽ tự hành động theo bản năng và chiến đấu đến khi vật chứa là thằng cháu bay màu. Ông đã hoàn toàn trở thành một con rối cuồng sát đúng nghĩa và sẽ dương nanh với kẻ mạnh trước tiên. Con bạch tuộc Dagon nhận thấy Toji không hề có chú lực nên nó rất khinh thường và lập tức tấn công ông, nhưng nào ngờ ông lại dễ dàng phá tan đòn tấn công của nó. Đã vậy còn dùng tốc độ thượng thừa áp sát đập cho nó một trận như tử, khiến nó vô cùng khó khăn để có thể chống trả. Có được chút cơ hội, nó liền triệu hồi ra một bầy cá. Với chú cụ đặc cấp Du Vân trong tay, Toji đập cho từng con cá bay màu. Ông còn đập luôn vô bụng thằng bạch tuộc. Nó lợi dụng cơ hội liền trói chặt ông qua Du Vân rồi dìm ông xuống dưới biển. Đàn cá bay vào táp ông như được mùa. Bạch tuộc còn gọi ra thêm vài con cá to bự khác nữa, nhưng tất cả chỉ là phế vật so với ông. Ông càn quét tụi nó không còn một mảnh giáp. Thằng bạch tuộc sau đó cũng bị ông đập cho không trượt phát nào. Maki hỏi ông Naobito gã này là ai mà mạnh khiếp thế. Ông bảo gã ta chỉ là một hồn ma mà thôi. Toji sau đó mài hai khúc Du Vân vào nhau khiến hình dạng của Du Vân trở nên sắc nhọn. Thằng bạch tuộc hiện giờ đang rất ức chế vì nó không thể tin nó lại thua một kẻ không có chú lực như vậy. Lãnh địa của Megumi lúc này đang dần yếu đi rất nhiều, nên thằng bạch tuộc nghĩ nếu lấy lại được hiệu quả tất chúng thì có thể cho cả đám này bay màu cùng một lúc. Thế là nó nhảy lên trời để tìm cách câu giờ, nhưng đột nhiên ông Naobito xuất hiện trên lưng của nó rồi đạp nó về phía trước. Trong lúc đó Toji đang lao tới với hai đầu Du Vân sắc nhọn, thế là nó bị đâm lủng đầu với hàng triệu nhát liên tục. Lãnh địa đãng ổn bình tuyến đã chính thức bị giải trừ, thằng bạch tuộc cũng đã chính thức hẹo. Còn Megumi hiện giờ thì gần như đã kiệt sức, anh Nanami nghĩ nếu không có cậu đến ứng cứu thì cả bọn hẹo hết rồi cũng nên. Tuy nhiên xử được thằng bạch tuộc không có nghĩa là đã an toàn, vì mối đe dọa hiện giờ đã chuyển sang một kẻ khác, và kẻ đó chính là Fujiguro Toji. Đột nhiên Megumi bị Toji lôi tuốt ra bên ngoài với tốc độ khủng khiếp. Megumi cảm giác tốc độ của ông có khi còn nhanh hơn cả bé Na. Cậu tự hỏi không biết kẻ này thực ra là ai. Thằng núi lửa đã đến bên mảnh thi thể còn sót lại của bạch tuộc. Nó bày tỏ sự tiếc thương vô bờ bến với cái chết của đồng đội, khiến cho cả bọn vô cùng bất ngờ vì thằng này ở đâu xuất hiện và lại nó còn mạnh hơn thằng bạch tuộc gấp nhiều lần. Với tốc độ khủng khiếp, nó áp sát anh Nanami rồi đốt cháy anh, và chị Maki là người kế tiếp cho điều này. Ông Naobito cố dùng thuật thức để tránh né, nhưng cuối cùng cũng bị nó đốt cháy. Một người được mệnh danh là thuật sư có tốc độ nhanh nhất chỉ xếp sau Gojo Satoru, tuy nhiên đó là khi ông vẫn còn cánh tay phải. Chợt núi lửa cảm nhận được sự hiện diện của bé Na và nó nhận ra đó là từ ngón tay của hắn và ngón tay đang được giải phóng ở đâu đó tại Shibuya này. Nanako và Mimiko lúc này đang cố nhét ngón tay vào miệng Zuji trong khi cậu vẫn đang bất tỉnh. Với tốc độ thượng thừa, thằng núi lửa đã đến được chỗ của Zuji và nó hỏi hai cô bé đã cho Zuji nuốt mấy ngón rồi. Hai cô bé không muốn trả lời và định đập nhau với nó thì bị đốt cho cháy khét lẹt. Geto giả mạo từng nói với nó, dù Zuji có nuốt 20 ngón thì bé Na vẫn không thể giành được quyền kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, đó chỉ là khi mỗi ngày nuốt một ngón trong suốt 20 ngày. Nếu để Zuji nuốt một lần 10 ngón, cơ thể sẽ không kịp thích ứng và bé Na sẽ có được quyền kiểm soát cơ thể tạm thời. Thế rồi núi lửa lấy ra 10 ngón tay và nhét từng ngón vào miệng của Zuji. Tính luôn 10 ngón này thì hiện Zuji đã nuốt tổng cộng 15 ngón. Chợt núi lửa thấy Nanako và Mimiko vẫn còn sống, nó đoán có thể là do thuật thức của một trong hai đứa. Định cho hai cô bé bay màu tiếp thì đột nhiên nó bị đứt một cánh tay. Bé Na bảo bố cho mày một giây để cút khỏi chỗ này. Nó sợ xanh mặt liền chạy sang chỗ của hai cô bé. Rồi cả ba đứa cùng nhau toát hết cả mồ hôi trước sức mạnh của bé Na. Núi lửa cảm thấy sức mạnh của bé Na khác hẳn so với thầy bịt mắt vì sát khí từ bé Na tỏa ra một cách rất khủng khiếp. Bé Na từ từ tiến lại gần cả bọn, rồi hắn nói tụi mày ngẩng đầu hơi cao rồi đấy. Một đường cắt liền xẹt ngang qua làm núi lửa bị đứt cái núi lửa và cả bọn phải cúi đầu trước vị vua của lời nguyền. Bé Na quay qua hai cô bé hỏi chuyện trước vì hắn biết hai cô bé có điều muốn nói. Hai cô bé sợ mà vã mồ hôi đầm đìa. Rồi Nanako nói ở tầng dưới có một đứa rất bố láo, nó mặc một bộ đồ cà sa và có vết khâu trên trán, nên rất muốn bé Na giết nó để giải cứu ngài Geto. Hai cô bé vốn rất ngưỡng mộ và yêu mến Geto. Sau khi biết thầy bịt mắt giết Geto, hai cô bé đã rất hận thầy.
còn muốn đấm cho thầy bể mặt nếu có cơ hội gặp mặt. Tuy nhiên, hai cô bé nghĩ có khi như vậy lại tốt hơn vì thầy là người bạn thân duy nhất của Geto. Còn riêng cái thằng chiếm xác Geto thì hai cô bé tuyệt đối không thể nào tha thứ cho được. Nanako nói cô có biết vị trí của một ngón tay nên bảo bé Na nếu giết thằng Geto giả mạo đó thì cô bé sẽ chỉ cho bé Na chỗ để lấy. Bé Na liền kêu cả hai ngẩng đầu lên và Mimiko lập tức bị bé Na cho bay đầu. Bé Na bảo tụi mày nghĩ chỉ đưa một vài ngón tay là có thể sai khiến bố mày rồi sao? Quá tức giận trước chị em song sinh của mình bị hẹo nên Nanako quyết một phen xanh chín với bé Na. Thế là Nanako bị bé Na phanh thay thành từng mảnh. Xử xong hai cô bé, bé Na quay sang hỏi thằng núi lửa mày tìm bố mày có việc gì. Núi lửa bảo thực ra không có việc gì cả, rồi nó tiết lộ mục đích của nó là để giúp bé Na hồi sinh. Nó cũng biết bé Na hiểu rõ lý do có thể điều khiển được cơ thể của Zuji lúc này, nên nó đề nghị bé Na lập khế ước ràng buộc với Zuji để chiếm quyền kiểm soát cơ thể vĩnh viễn. Và nhân cơ hội ngay lúc Zuji vẫn chưa quay lại cơ thể mà lợi dụng những đồng đội của cậu quanh đây để thực hiện điều đó. Bé Na liền bảo bố mày không cần, vì bố mày đã có một kế hoạch riêng. Rồi bé Na nói sẽ thưởng cho núi lửa một món quà coi như đáp lễ mấy ngón tay ban nãy, đó là chỉ cần đánh trúng hắn một đòn thì hắn sẽ làm theo yêu cầu của núi lửa. Nhưng trước tiên hắn sẽ giết sạch lũ con người đang có mặt tại Shibuya này, tuy nhiên ngoại trừ một kẻ duy nhất. Megumi cho rằng Toji không có chú lực nhưng lại rất nhanh, giống như một phiên bản hoàn thiện của chị Maki vậy. Nhờ có Toge nên dân thường và người biến dạng xung quanh đây không còn, vì thế cậu có thể an tâm để quyết một phen xanh chín với Toji. Và điều cậu cần làm lúc này là tưởng tượng ra cảnh có thể đánh bại được ông ta. Rồi cậu triệu hồi ra rất nhiều thoát thố bao bọc xung quanh, nhưng đột nhiên cậu toát cả mồ hôi vì cảm nhận được luồng khí từ ngón tay của bé Na phát ra. Cậu tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra ở bên trong Shibuya lúc này. Toji rất nhanh và xuyên thủng lớp lá chắn thoát thố và tấn công cậu bằng trực giác, buộc cậu phải bỏ chạy vào bên trong một căn nhà. Nhưng Toji đã nhanh chóng xuất hiện từ phía trước và cả hai thế là đập nhau túi bụi. Nhưng những đòn đánh của cậu lẫn thoát thố đều bị Toji cản phá rất dễ dàng. Toji ném Du Vân lên trời, rồi dậm chân một phát làm sàn nhà vỡ tung cả lên. Sau đó ông dùng mảnh vỡ của sàn nhà và giết toàn bộ thoát thố của Megumi ngay trước khi Du Vân vừa rơi xuống tay ông, khiến cho Megumi vô cùng sửng sốt. Đại ca gấu lúc này đang tự hỏi không biết làm cách nào để xuống tầng B5 nơi thầy bịt mắt bị phong ấn. Nghe lải nhải mãi về thầy bịt mắt khiến cho thầy Kusaka B vô cùng tức giận vì làm như cả nhân loại có mỗi mình thầy bịt mắt không bằng. Biết đâu ở một góc khuất nào đó đang có một bé gái cần chúng ta đến cứu. Nếu như không được cứu chẳng phải tương lai của bé gái ấy sẽ bị tước đoạt. Điều này chẳng khác nào chính chúng ta là người đã tước đoạt nó vậy. Nghe cũng có lý nên đại ca gấu cũng đồng tình quan điểm. Cho nên giờ cả hai sẽ phải lục lọi mọi ngõ ngách để tìm kiếm những người cần được cứu. Nhưng thực tế thầy Kusaka B chỉ đang cố viện cớ để bịa ra mấy chuyện này vì vốn dĩ thầy chẳng muốn xuống tầng B5 chút nào. Ai mà dại đâm đầu vào chỗ chết bao giờ. Thầy nghĩ đại ca gấu mà biết đường thì kiểu gì cũng mò xuống tầng B5, còn thầy thì không muốn xuống đó, với lại cũng không muốn ở đây một mình. Thầy cảm thấy dù đại ca là một con gấu nhưng lại có tình người hơn cả thầy. Nhưng vì để bảo toàn tính mạng thì thầy chẳng còn cách nào khác. Thầy còn dự định sẽ giả vờ đi lạc nhằm câu thêm thời gian ở lại đây. Nhưng đột nhiên có hai kẻ lạ mặt xuất hiện từ phía trên thầy và đại ca. Hai kẻ này chính là những chú nguyền sư thuộc băng nhóm của Geto. Cô gái bên trái tên là Suda Manami, từng là thư ký xinh đẹp của Geto. Còn gã kia tên là Negi Toshihisa. Hai đứa bảo thầy hãy mau đầu hàng vì tụi nó không có ý định giết chú thuật sư. Thầy bảo mình không muốn bị giết nhưng cũng không muốn đầu hàng, cho nên thầy kêu tụi nó tự giới thiệu bản thân và nói càng dài dòng càng tốt. Kosoko và thầy Zaga đang nói chuyện với nhau ở trạm thu phí Shibuya. Cô bảo thầy cứ để cô ở lại một mình. Nhưng thầy không chịu vì nếu kẻ địch mà đến được chỗ này kiểu gì chúng cũng sẽ giết cô. Bởi lẽ cô có thể sử dụng thuật thức đảo chiều để trị thương cho người khác. Ngay cả Gojo Satoru cũng không thể làm được điều đó. Nhờ có cô đến mà Ino Takuma và giám sát viên Ijichi mới giữ được mạng. Megumi lúc này tiếp tục bị Toji dần cho tơi bời hoa lá. Dù cậu chạy đến đâu cũng đều bị Toji phán đoán và tấn công. Cậu nghĩ nếu tiếp tục duy trì như thế này sẽ rất bất lợi, vì thế cậu cần phải đánh nhanh và thắng nhanh. Thế rồi cậu vào bên trong một văn phòng của tòa nhà chọc trời, rồi sử dụng hệ thống phun nước chữa cháy tự động, sau đó dùng điện từ dạ điểu tấn công bất ngờ từ bên ngoài cửa kính. Điều đó đã khiến cho tòa nhà nổ banh chành. Tuy nhiên Toji vẫn không hề hấn gì và nhảy khỏi tòa nhà với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác. Megumi cho rằng lợi thế của cậu là Kosoko đã đến đây, vì thế cậu sẽ hy sinh bản thân một chút để chiến đấu. Nhưng cũng không được để bị thương quá mức, vì cần phải chiến đấu ngay sau khi được Kosoko chữa trị. Cậu đã dẫn dụ Toji vào một con hẻm khiến cho phạm vi hành động của ông ta bị giới hạn. Và giờ cậu cần phải chớp lấy thời cơ và căn đúng thời điểm để không bị mất mạng.
Toji dùng Du Vân lao thẳng vào cậu và dẫm trúng một thoát thố khiến ông bị chùn chân xuống dưới. Nhờ thế Megumi đã tránh được nhát đâm của ông vào chỗ chí mạng. Nhân cơ hội vừa tạo ra, cậu liền dùng kiếm đâm ông, nhưng ông lại rất nhanh nhẹn lùi ra xa và né được. Sau màn va chạm vừa rồi, ông chợt có cái nhìn rất khác về cậu. Rồi ông nhớ lại ngày xưa, thời điểm mà ông nói chuyện với ông Naobito về con trai mình, ông cho rằng Megumi sẽ bộc lộ thuật thức vào lúc 5 hoặc 6 tuổi. Lúc đó ông sẽ bán lại cậu cho gia tộc, nếu như cậu sở hữu được thuật thức gia truyền thì sẽ được giá cao hơn so với những thuật thức khác. Dù ông biết gia tộc Genin giống như một bãi rác, nhưng chỉ cần Megumi có tài năng thì ông tin cậu vẫn sẽ có thể sống tốt. Rồi ông hỏi họ của Megumi là gì, khi nghe cậu trả lời là Fushiguro, thì ông liền đâm Du Vân vào đầu mình tự sát, vì ông cảm thấy thật tốt khi họ của con trai mình không phải là Genin. Thế rồi ông đổ gục xuống ngay trước mặt đứa con trai yêu dấu. Megumi không hiểu gã này bị làm sao, và lại khuôn mặt và thân hình của gã không còn giống như vừa nãy nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, vì bây giờ cậu cần phải tìm cô Soko để chữa trị cho vết thương này. Đang đi thì đột nhiên cậu bị thằng Haruta chém một nhát chí mạng ngay sau lưng. Trước kia bè lũ chú nguyền sư của Geto có bàn luận về vụ Geto giả mạo. Chúng bảo nếu Gojo Satoru không thể chiến đấu, thì bên chịu thiệt hại nhiều nhất là những phi thuật sư. Những phi thuật sư bị đào thải thì khi đó thuật sư sẽ tăng lên và bè lũ chú linh cũng sẽ dần biến mất. Và đó cũng là thế giới lý tưởng mà Geto hằng mong muốn. Cho nên chúng sẽ hợp tác với Geto giả mạo và cơ thể của Geto sẽ không còn là mối bận tâm nữa. Vì di nguyện của Geto mới là thứ chúng cần thực hiện. Tuy nhiên Nanako vẫn nhất quyết không chịu, vì cô bé không thể trơ mắt nhìn cơ thể của người mà mình ngưỡng mộ bị chiếm đoạt. Cả hai bên lời qua tiếng lại, thế là Nanako định quậy banh chỗ này. Nhưng gã bự con đã ngăn cả bọn lại, vì lục đục nội bộ chính là điều mà Geto không hề mong muốn. Thế rồi gã đề nghị nếu hai bên không chung chí hướng thì chia nhau ra mà hành động độc lập. Sẵn mình giới thiệu luôn, gã bự con tóc vàng này tên là Laru, gã bảo sẽ không nhập hội với ai cả. Tương tự Mizu thì gã muốn đưa Geto lên làm vua, nhưng gã cũng căn dặn cả bọn nên nhớ rằng chúng ta là một gia đình, sẽ có một ngày chúng ta sẽ cùng tụ tập và dùng bữa với nhau. Quay trở lại chỗ của đại ca gấu và thầy Kusakabe, do màn nói chuyện ngắn hơn so với dự kiến, nên thầy quyết định đập nhau một trận với tụi chú nguyền sư này luôn. Nhưng đột nhiên có một vụ nổ xảy ra ở gần đó, những ánh đèn đường dần tắt liệm đi, tiếng cười kinh hãi của một gã nào đó vang lên dữ dội. Và kẻ đó không ai khác chính là vua của lời nguyền, Ryomen Sukuna, hay được biết đến với cái tên thân mật hơn là Bé Na. Bé Na và núi lửa lúc này đang đọ sức với nhau rất dữ dội, bởi lẽ Bé Na đã hứa nếu thằng núi lửa đánh trúng hắn một đòn thì hắn sẽ làm theo yêu cầu của núi lửa. Tuy thằng núi lửa đánh rất căng và dùng chiêu rất mạnh, nhưng đối với Bé Na nó chẳng khác nào như một đứa trẻ con, cứ liên tục bị Bé Na băm ra thành từng khúc thịt, còn bị Bé Na đánh cho lên bờ xuống ruộng, rồi nằm thẳng cẳng dưới lề đường. Lúc này núi lửa nhớ lại câu hỏi ngày xưa nó từng hỏi Geto giả mạo, rằng nó mạnh cỡ mấy ngón tay của Bé Na, và Geto giả mạo trả lời là nó mạnh cỡ 8 hay 9 ngón gì đó. Rồi nó dùng hết nội công núi lửa của nó để chiến đấu với Bé Na, dù nó hiểu rõ chênh lệch thực lực giữa đôi bên là như thế nào. Nhưng giờ không đánh thì cũng sẽ bị đánh, chi bằng cứ dồn hết toàn lực để vớt vát vài miếng sĩ diện, còn Bé Na thì đi bộ thảnh thơi như đang du ngoạn giữa chốn phủ hoa. Núi lửa sau đó kéo hai tòa nhà chọc trời đâm sầm vào Bé Na, nhưng Bé Na dễ dàng ngăn cản điều đó. Hắn còn nhanh chóng áp sát và nhấn đầu nó từ trên đỉnh của một tòa nhà xuống tận cùng mặt đất. Ánh trăng chiếu rọi qua lỗ thủng của tòa nhà đã soi rõ được bản mặt thảm hại của thằng núi lửa. Bé Na còn nhấc bổng núi lửa lơ lửng khiến nó chẳng khác nào như một món đồ chơi. Thầy Kusakabe lúc này đang toát cả mồ hôi định bỏ chạy khỏi đây, nhưng lại bị tụi chú nguyền sư ẩn nấp gần đó cản lại. Rồi thầy bảo tụi mày mà không chạy thì chết chung cả lũ đấy con ạ. Thằng núi lửa lúc này rất tức giận, rồi nó sử dụng số cực đại viên, tạo ra một đại hỏa cầu to bự định nhấn chìm cả khu này. Thầy Kusakabe nhân cơ hội chém bay màu lũ chú nguyền sư và định bỏ trốn cùng đại ca gấu. Tuy nhiên Bé Na đã xuất hiện đột ngột ngăn cả bọn lại, bảo tất cả tụi mày không được cử động cho đến khi bố cho phép. Thằng nào dám trái lệnh thì bố giết. Khi hỏa cầu gần như sắp chạm đất thì Bé Na vỗ tay cho phép cả bọn di chuyển. Núi lửa tự tin với đòn đánh này thì ngay cả kẻ mạnh như Bé Na cũng phải bị thương. Nhưng nào ngờ Bé Na xuất hiện ngay sau lưng nó và ngồi thảnh thơi tự lúc nào. Bé Na hỏi nó sao không sử dụng lãnh địa, nó bảo vì nó biết đấu trong lãnh địa sẽ không có cửa thắng. Bé Na nói có phải vì nó từng thua Gojo lúc trước, nếu chưa đánh mà nhận thua thì chẳng khác nào là một kẻ thất bại. Thế là Bé Na quyết định sử dụng sở trường của nó để đấu với nó, dùng lửa để đấu với lửa, và Bé Na tạo ra một cung tên lửa, còn thằng núi lửa thì tạo ra một quả cầu lửa. Sau màn đấu lửa thì thằng núi lửa đã nhìn thấy hai chiến hữu chú linh đã chết của nó, đó là thằng người cây Hanami và thằng bạch tuộc Dagon. Núi lửa xin lỗi hai tụi nó vì chưa gì đã phải nhập bọn,
nhưng người cây bảo không sao vì vẫn còn thằng mặt sẹo Mahito. Mặt sẹo sẽ còn mạnh lên rất nhiều cho nên nó mới tôn mặt sẹo lên làm thủ lĩnh. Núi lửa bảo sau khi tái sinh thì cả bọn sẽ không còn là chính mình nữa, nhưng nó vẫn hy vọng cả bọn sẽ gặp lại nhau vì nó cho rằng những kẻ như bọn nó mới chính là con người thực sự. Bé Na xuất hiện và biết được mục đích của núi lửa là muốn trở thành con người thực sự của trái đất. Nhưng hắn cảm thấy điều này thật nhảm nhí vì khi tụ tập lại thành bầy chỉ khiến nó trở nên yếu đuối mà thôi. Hắn nghĩ núi lửa chỉ nên phá hủy toàn bộ mọi thứ mà không cần phải toan tính điều gì. Cứ làm như thế và vươn tới cảnh giới của Gojo, mặc kệ tương lai hay là chủng tộc. Và hắn bảo thứ mà núi lửa thiếu chính là sự thèm muốn có được lý tưởng. Núi lửa cảm thấy điều bé Na nói có lẽ rất đúng. Bé Na còn nói trong số những con người, thuật sư và chú Linh mà hắn từng đối đầu suốt hàng ngàn năm qua, thì núi lửa không hề tệ chút nào. Và hắn đã khen núi lửa thật sự rất mạnh và hãy tự hào vì điều đó. Lời khen đó đã khiến núi lửa rơi lệ, những giọt nước mắt từ một con chú Linh và nó đã chính thức bị thanh tẩy vĩnh viễn. Chợt tên hoàng thượng tóc trắng xuất hiện ở phía sau bé Na, nó bảo nó đến đây để đón hắn. Nhưng bé Na không biết thằng này là thằng nào, chợt nhìn kỹ lại thì bé Na nhận ra nó là Uraume. Thập trùng ảnh pháp thuật của Megumi ngay từ đầu chỉ nhận được có hai ngọc huyền, muốn sử dụng được các thức thần khác, Megumi buộc phải cùng ngọc huyền thuần phục chúng, vừa tăng số lượng và vừa thuần phục, khi đó mới có được 10 loại thức thần khác nhau. Thằng Haruta thấy Megumi dù thương tích đầy mình, nhưng vẫn không để lộ chút sơ hở nào để nó có thể tiếp cận. Tuy nhiên với lượng máu đã mất của Megumi, khiến nó nghĩ nó chẳng cần phải làm gì thì cậu cũng sẽ tự hẹo. Megumi nói thành tiếng khiến cả thằng Haruta cũng nghe thấy, cậu bảo một thức thần có thể được nhiều người thuần phục. Tuy nhiên làm vậy thì việc thuần phục sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên đối với thuật sư thì nó là một nghi thức vô nghĩa. Mặc dù vô nghĩa nhưng nó lại có chút hữu dụng. Vì thức thần cần phải thuần phục thì mới sử dụng được. Nhưng nếu là để thuần phục thì cậu có thể triệu hồi ra bất cứ lúc nào. Và trong số những thuật sư sử dụng thập trùng ảnh pháp thuật trong lịch sử, chưa từng có một ai có thể thuần phục được con thức thần này. Trước kia thầy Gojo có tiết lộ lý do mối quan hệ không tốt giữa hai gia tộc Gojo và Zenin cho Megumi, dù không nhớ rõ đó là thời nào. Nhưng tộc trưởng hai bên lúc đó muốn giết nhau trong một trận tỉ thí trước mặt hoàng thất, tuy nhiên cả hai sau đó lại cùng nhau bỏ mạng. Tộc trưởng nhà Gojo lúc đó cũng sở hữu lục nhãn và sử dụng được chú thuật vô hạ hạn, và thuật thức của tộc trưởng Zenin cũng giống như Megumi. Tuy nhiên Megumi không nghĩ bản thân có thể trở thành một thuật sư mạnh mẽ hơn thầy. Cậu đoán tộc trưởng Zenin khi ấy cũng sử dụng cách giống như cậu lúc này. Rồi cậu sử dụng nghi thức để triệu hồi ra một thức thần cực mạnh. Thằng Haruta lúc này mới nhận ra nó đã trúng kế của cậu. Nó đã bị cậu ép để thực hiện nghi thức thuần phục mà hai người cùng tiến hành. Và từ giờ nó sẽ cùng với cậu chiến đấu để chống lại thức thần này. Và thức thần siêu mạnh này là bát ác kiếm dị giới thần tướng Makula. Vừa triệu hồi xong Megumi bị con thức thần đánh văng tuốt ra xa. Bỏ lại đây cho một mình thằng Haruta xử lý. Để mình tiết lộ cho các bạn một thông tin thú vị nhé. Ở tập 5 season 1 lúc Megumi chiến đấu với bé Na, cậu đã có suy nghĩ triệu hồi thức thần này để đối đầu với bé Na rồi. Tuy nhiên Zuji đã lấy lại được cơ thể nên cậu không tiếp tục nghi thức nữa. Quay trở lại diễn biến, bé Na lúc này cũng đã cảm nhận được tình hình. Thế là hắn hẹn gặp lại Uraume sau, còn nói ngày mà hắn lấy lại tự do không còn xa nữa. Con ma Khula đang vung tay ra đòn vào thằng Haruta, thì đột nhiên bé Na xuất hiện và ứng cứu nó kịp thời. Thuật thức của thằng Haruta là tích trữ kỳ tích. Những kỳ tích nhỏ bé thường ngày sẽ tích lũy lại sau khi chúng biến mất khỏi nó và được lấy ra khi nó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Số lượng kỳ tích được thể hiện qua những dấu ấn dưới con mắt của nó, nhưng bản thân nó thì lại không biết điều đó. Bé Na nhận ra Megumi chỉ đang lâm vào trạng thái chết giả, cho nên việc cứu thằng Haruta quả là một sự sáng suốt, vì Megumi dự định sẽ chết chung với thằng này nên mới kéo nó vào nghi thức. Mà thằng này mà chết thì nghi thức sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc Megumi cũng sẽ chết theo. Bé Na sử dụng thuật thức đảo chiều để chữa trị cho Megumi vì hắn còn việc rất quan trọng cần nhờ đến cậu sau này. Mà để cứu được cậu thì hắn buộc phải đánh bại con thức thần siêu mạnh kia và đưa nghi thức trở về vạch xuất phát. Thế rồi bé Na lao vào đập nhau với Ma Khula. Con thức thần sử dụng một thanh kiếm chém vào bé Na nhưng bé Na đã kịp tránh né, rồi hai đứa cùng bị hất văng ra xa. Bé Na quay trở lại chiến trường cùng một ly nước ngọt và một xô bỏng ngô trên tay. Hắn nhận ra thanh kiếm vừa rồi là thanh kiếm chuyên dùng để đối phó với chú Linh. Nó được bao bọc bởi năng lượng dương tương tự như thuật thức đảo chiều. Nếu hắn là chú Linh thì sau nhát chém vừa rồi đã hẹo mất rồi. Phân tích xong bé Na tiếp tục đập nhau khô máu với con thức thần, đập từ nơi này qua nơi khác, rồi cùng đọ liên hoàn đấm với nhau, khiến cho cả khu Shibuya tan tành xác pháo. Dù con thức thần có bị đánh bị đập cho như tử, rồi bị xẻ đứt người phanh thay đủ kiểu, nhưng nó vẫn có thể hồi phục rất nhanh và tấn công rất dữ dội. Rất nhiều người ẩn nấp trong các khu nhà đều phải thiệt mạng do ảnh hưởng từ trận chiến này. Câu nói châu bò đánh nhau rồi mũi chết quả thật không sai một chút nào.
bé Na và con thức thần vẫn mặc kệ mọi chuyện xung quanh mà chú tâm vào trận đấu. Với sức mạnh mà Ma Khư La thể hiện khiến bé Na phải công nhận nó không phải là một kẻ đơn giản. Và bé Na cảm nhận rằng nó có thể nhìn thấu được thuật thức của hắn. Sức mạnh mà hai bên thể hiện khiến cho Shibu ra bây giờ chẳng khác nào như là địa ngục. Bé Na liên tục tung ra các đòn thế vô cùng mãnh liệt vào Ma Khư La, khiến cho toàn thân của nó bét nhè, nhưng nó lập tức hồi phục trong tích tắc. Bé Na nhận thấy nó giống như Bát Kỳ Đại Xà, một sinh vật dạng rắn trong thần đạo Nhật Bản. Các nhát chém của hắn đều bị nó nhìn thấu và đòn tấn công của nó được yểm chú lực. Hai điều đó được phát sinh khi vòng tròn pháp trận trên lưng nó chuyển động. Thần chú Fuzube và pháp trận đó đại diện cho sự tuần hoàn và điều hòa hoàn toàn. Nhờ thế mà bé Na có thể suy ra được năng lực của con thức thần là nó có thể thích ứng với tất cả hiện tượng, đòn tấn công mạnh nhất tung ra sau đối thủ. Hắn nghĩ nếu là vào lúc giao đấu với Megumi lần trước, có lẽ hắn đã thua thảm hại nếu như Megumi thực hiện nghi thức thành công. Và điều này khiến cho hắn càng say đắm Megumi hơn. Thế rồi hắn quyết định triển khai lãnh địa với tên gọi là Phục Ma Ngự Chủ Tử. Lãnh địa của bé Na khác hẳn so với các lãnh địa khác, không sử dụng kết giới để ngăn cách không gian riêng biệt, mà là cụ thể hóa lãnh địa thiên tư và chẳng cần đóng kết giới, tương tự như việc vẽ trực tiếp lên bầu trời mà không cần dùng đến tấm vải nào. Và nhờ có ràng buộc cho đối phương nên phạm vi tất chúng được nâng lên với bán kính tối đa 200m. Tuy nhiên sau khi cân nhắc hiệu quả có thể ảnh hưởng lên Megumi, bé Na đã thu hẹp bán kính xuống còn 140m. Trong phạm vi tất chúng, bé Na đã dùng bát đối với những đối tượng có chú lực và dùng giải đối với những đối tượng không có chú lực. Và quá trình này sẽ diễn ra liên tục cho đến khi Phục Ma Ngự Chủ Tử kết thúc. Dùng chiêu thức đối phương chưa từng nhìn thấy và giết đối phương trước khi đối phương kịp thích ứng chính là cách duy nhất có thể đánh bại được Ma Khư La. Và bát đã đáp ứng đủ hai điều kiện này. Tuy nhiên nếu Ma Khư La không thích ứng với giải mà thích ứng với nhát chém thì sẽ là chuyện khác. Sự tái sinh của Ma Khư La cuối cùng đã đi đến hồi kết và trận chiến đã kết thúc như thế đó. Thằng Haruta nhìn bé Na với sự kinh hãi tột độ, khiến bé Na ức chế mà kêu nó biến cho khuất mắt hắn. Nó liền hớn hở mà vội vã chạy đi, còn tự nhủ sao số của nó lại may mắn đến như thế. Tuy nhiên nhìn lại một chút trên khuôn mặt của nó, dưới hai con mắt của nó lúc này không có một dấu ấn nào. Điều đó cũng đồng nghĩa kỳ tích được tích trữ của nó đã không còn. Nó đã cạn kiệt sau trận chiến với anh Nanami trước đó. Đột nhiên thầy Zaga và cô Soko nhìn thấy Megumi nằm ở phía bên dưới. Thầy Zaga cảm nhận được trong một khoảnh khắc có nhìn thấy sự xuất hiện của Zuji, nhưng ngẫm nghĩ một lúc thì thầy cho rằng đó là bé Na chứ không phải cậu. Sau tất cả thì bé Na trả cơ thể cho Zuji để cho cậu tự cảm nhận mọi thứ. Những sự thật mơ hồ dần hiển hiện ra trong tâm trí của cậu, khiến cho cậu vô cùng đau khổ và dằn vặt, rồi tự cho rằng bản thân mình nên chết đi thì hơn. Ánh trăng vẫn còn đó, vẫn soi sáng trần gian như mọi khi, tuy nhiên nó cũng soi sáng cả sự thật lúc này. Sự thật về một Shibuya nhộn nhịp đã bị hủy hoại, và một con người đang tự trách móc bản thân mình cho điều đó. Tuy nhiên Zuji vẫn không cho bản thân mình gục ngã lúc này, vì cậu cần phải chiến đấu, cần phải đối diện với sự thật, vì nếu cứ như thế thì cậu sẽ chỉ là một tên sát nhân. Anh Nanami sau khi bị thằng núi lửa đốt cháy vẫn chưa hẹo, anh vẫn còn có thể tự di chuyển được, tuy nhiên một nửa cơ thể của anh đã bị hủy hoại. Trong tâm trí Zuji đang rất rối bời, cậu liên tục nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, về người bạn Junbe đã bị mặt sẹo giết hại, về hai đứa em của thằng Choso, những kẻ do chính tay cậu giết và chúng đã rơi nước mắt. Cậu còn nhớ về di nguyện từ người ông quá cố, rằng hãy cứu giúp những người khác, không ai trả ơn cũng được, miễn có giúp là được, hãy ra đi khi có nhiều người tiễn đưa, chứ đừng như ông khi chết chỉ có một mình. Từ đó cậu đã quyết định cách chết cho bản thân, một cái chết đúng nghĩa, và cậu sẽ dẫn lối cho mọi người cũng có một cái chết đúng nghĩa như vậy. Và để có thể hiểu ra được thế nào là một cái chết đúng nghĩa, cậu đã quyết tâm trước khi giết được thằng mặt sẹo thì cậu sẽ không bao giờ thua nữa. Và bây giờ cậu sẽ chiến đấu. Anh Nanami vẫn đang di chuyển bằng cơ thể tàn tạ của mình. Mặt sẹo ngồi ở trong một cái bốt chụp ảnh và đã nhìn thấy anh đi ngang qua. Trước mặt anh hiện giờ đang có rất nhiều người bị biến dạng, còn trong tâm trí anh lúc này thì nghĩ về ước mơ của mình. Anh muốn đến đất nước Malaysia, rồi đi tới bãi biển của thành phố Kuantan, xây một căn nhà bên cạnh bãi biển tuyệt đẹp ấy. Anh còn nhớ đến chồng sách ở nhà. Anh đã mua rất nhiều nhưng vẫn chưa có thời gian đọc nó. Anh muốn đọc chậm rãi rồi lật từng trang giấy, như để tìm về những quãng thời gian đã trôi qua. Tuy thế, trong khoảnh khắc này anh vẫn lo lắng cho mọi người. Đáng lẽ ra lúc này anh phải cứu Megumi, cả ông Naobito và chị Maki nữa. Anh không biết bọn họ giờ ra sao rồi. Nhưng lúc này anh đã rất mệt mỏi. Anh đã làm đủ nhiều rồi. Đã đến lúc anh phải nghỉ ngơi, tận hưởng bầu trời xanh thăm thẳm và bước đi trên bãi biển mà anh hằng mong ước. Anh dùng thanh kiếm cùn được bọc nhiều lớp của mình, vung nó để kết liễu những người bị biến dạng, chiến đấu đến khi không còn có thể chiến đấu, dù gục ngã cũng phải cố gắng mà đứng dậy, và tận hưởng đến khi không còn có thể tận hưởng. Giang rộng đôi tay và ôm trọn cả thế giới, cứ như thể nó chỉ thuộc về riêng mỗi mình anh. Và rồi thằng mặt sẹo xuất hiện, nó chạm bàn tay dơ bẩn của nó vào lưng anh.
Yuji cũng vừa đúng lúc chạy đến và chứng kiến điều này. Anh Nanami ngẫm nghĩ về cuộc đời mình. Anh đã từng trốn chạy công việc này một lần, nhưng cuối cùng lại chọn quay trở lại vì một lý do mơ hồ của lẽ sống. Chợt hình ảnh người bạn năm xưa của anh hiện ra. Người chiến hữu Haibara luôn kề vai sát cánh bên cạnh khi anh còn ở trường chú thuật. Cậu ấy đã chết trong một nhiệm vụ bị đánh giá sai trước đây. Rồi anh thầm hỏi chiến hữu của mình là anh nên làm gì bây giờ. Haibara liền chỉa tay về hướng của Yuji. Nhưng anh Nanami bảo với Haibara rằng anh không nên nói những lời lẽ ấy vì như vậy sẽ trở thành lời nguyền với Yuji mất. Thế rồi anh nói với Yuji rằng chuyện còn lại anh giao cho cậu đấy và anh đã bị thằng mặt sẹo giết chết. Yuji đã rất đau khổ trước đó và khi chứng kiến điều này cậu còn đau khổ hơn nữa bởi lẽ cậu và anh đã luôn đồng hành bên nhau trong rất nhiều nhiệm vụ trước đây. Nhưng giờ người anh ấy đã ra đi mãi mãi và kẻ ra tay lại là thằng mà cậu vô cùng căm ghét mang tên mặt sẹo. Cậu tức giận và lao vào nó. Nó liền tạo ra một bức tường bằng người biến dạng ngăn lại. Nghe lời cầu cứu từ họ khiến cho cậu phải chùn tay. Nhân cơ hội đó nó sử dụng đa trùng hồn bát thể phóng thẳng vào cậu. Rồi nó đấm cho cậu văng ra xa. Nó tiếp tục tận dụng lợi thế để tấn công cậu. Chỉ cần cậu đứng vững một chút là nó đã có thể đâm lủng mặt của cậu rồi. Cậu không thể hiểu được tại sao nó cứ thích chơi đùa với sinh mạng của người khác đến như vậy. Nó liền bảo thế bố mày vừa giết người vừa đếm rồi bày ra vẻ mặt áy náy mới được à. Nói xong nó tạo ra khuôn mặt của người bạn Junbe để trêu đùa cậu, cho rằng cậu chính là nó, còn bảo cậu chớ có mà hở tí là nổi cáo, chỉ là lời nguyền làm nhảm thôi mà. Khi nào cậu vẫn chưa chấp nhận được điều đó thì không thể thắng nó được. Cậu vô cùng tức giận với nó, tuy nhiên cậu nghĩ nếu là anh Nanami thì anh ấy sẽ không để cho sự tức giận át đi lý trí. Và giờ cậu sẽ chứng minh cho anh thấy cậu là một chú thuật sư, một chú thuật sư thật sự. Cả hai bắt đầu chiến đấu trong không gian chật hẹp, bởi lẽ bức tường biến dạng mà thằng sẹo tạo ra đang ngày càng thu hẹp lại. Tuy lợi thế sân nhà nhưng nó vẫn bị cậu đá cho một phát bể mặt, nó cũng không vừa mà phản công lại rất dữ dội. Bức tường lúc này đã ép cậu gần như dẹp lép, thế là cậu và nó phá tung cái chỗ chật hẹp này và bước sang hiệp 2 ở chỗ rộng rãi hơn. Nó dùng cánh tay tạo ra một khẩu súng và bắn khí thế vào cậu. Thực chất những viên đạn mà nó bắn ra là những mẫu vật chú linh thí nghiệm của nó. Bắn xong nó còn hóa cái chân to bự rồi dẫm đạp cậu liên tục, cậu cố phản công nhưng lại dễ dàng bị nó cản phá. Sau đó cậu đi vào bên trong thang máy, cậu biết nó sẽ tấn công phía trên nên đã chuẩn bị sẵn và trực chờ ở bên trong. Trong lúc giằng co giữa hai bên thì vô tình cả hai rơi vào tư thế môi kể môi. Thang máy vẫn cứ thế mà đi xuống, còn mặt sẹo lợi dụng cơ hội liền chu mỏ để hôn cậu, nhưng cậu lại từ chối nụ hôn của nó bằng mấy cú đấm bể mặt. Thấy tình yêu của mình bị từ chối, thế là nó quyết định phá banh luôn cái thang máy này. Hai đứa tiếp tục bước ra chỗ rộng rãi để đập nhau. Cú đấm bá đạo của Yuji đã xuyên thủng bàn tay to bự của nó. Nó thiết nghĩ không cẩn thận thì rất dễ bị cậu đập chết, cho nên tạm thời nó sẽ tiếp tục dùng người bị biến dạng để tấn công cậu. Cậu chạy đuổi theo nó thì thấy có hai người đang ở đây. Cậu lại gần bảo họ nên kiếm chỗ trốn vì nơi này rất nguy hiểm. Bỗng một cú đấm từ trong miệng một người đấm cậu văng tuốt ra xa, bởi vì hai người này là do thằng mặt sẹo bày ra. Nó còn dùng họ để uy hiếp cậu nữa, vì để đối phó với linh hồn của cậu thì nó đã chuẩn bị sẵn con át chủ bài này từ trước. Nó đã bắt thằng bạch tuộc nuốt cả đống con người vào trong bụng và nó sẽ lợi dụng những người này để giết chết cậu từ từ. Tuy nhiên vì mục đích của nó và thằng núi lửa đối nghịch nhau, cho nên nó đã chia bản thân làm hai và chạy ra hai hướng, còn tạo ra bức tường chắn nhằm ngăn không cho núi lửa đuổi theo nó. Núi lửa tức dữ lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Bản thể phân thân của nó đã chạm trán với Nobara ở một chỗ khác và Nobara cũng biết rõ năng lực của nó thông qua lời kể của Yuji. Nên cô hồi tưởng lại khoảnh khắc mà cô nắm bắt được cốt lõi của chú lực trước đây, rồi sử dụng sô linh chú pháp để tấn công. Cô còn kết hợp với kỹ thuật châm một cách kỹ càng để đối phó với nó. Tuy nhiên nó cho rằng chiêu thức này của cô không có tác dụng với nó. Qua lời lẽ của cô nó còn nhận ra cô và Yuji có mối quan hệ thân thiết với nhau, cho nên nó quyết định sẽ dùng thi thể của cô để phá nát linh hồn của Yuji. Lúc trước chị giám sát viên Akari có ngăn cản Nobara đi vào trong màn, tuy nhiên vì mọi người vẫn còn đang chiến đấu bên trong nên cô không muốn quay về. Thế nên giờ đây cô mới phải đập nhau với thằng mặt sẹo. Cô liên tục dùng mấy cây đinh để tấn công nó, nhưng thằng mặt sẹo cũng không vừa mà kéo dài mấy cái tay để chọt cô xối xả. Thấy cô luôn cố đề phòng né tránh cái tay của nó, nên nó thiết nghĩ cô đã được đồng bọn báo cáo lại thuật thức của nó rồi. Tuy nhiên vì đây là phân thân chứ không phải bản thể, nên nó không thể điều khiển được người bị biến dạng hay can thiệp vào linh hồn. Do đó khi Nobara cứ hao tâm suy nghĩ thì nó lại càng có lợi hơn. Nó tiếp tục nhắc nhở với Nobara rằng chiêu thức của cô vô dụng với nó, nhưng cô bảo đôi khi dù biết rõ như thế nhưng cũng phải cố mà làm thử, khiến cho nó nghĩ cô đúng là một con ngốc. Sau đó cô giải mấy cây đinh xung quanh dưới chân nó rồi sử dụng châm, và thế là nó bị mấy cây đinh đâm xuyên thủng người. Tiếp đến cô đè lên người nó và đóng thêm một cây đinh nữa để sử dụng cộng hưởng. Nó liền nhận ra mấy đòn tấn công lung tung trước đó của cô chỉ là để lừa nó.
Thằng sẹo bên phía của Yuji thì đang lợi dụng con người để đối phó với cậu. Khi đã dồn được cậu vào tình thế bất lợi và chuẩn bị cho cậu bay màu, thì đột nhiên nó bị cộng hưởng của Nobara ảnh hưởng. Nhân cơ hội đó, Yuji liền xông tới đập nó không chợt phát nào. Yuji biết rõ đây là thuật thức của Nobara nên đã gửi lời cảm ơn đến cô. Dù cậu không thể cứu được ai, đã vậy còn phí công sức của mọi người. Nhưng cô đã giúp cậu hiểu ra rằng cậu không hề đơn độc, rồi cậu dùng kính đình quyền để kết liễu nó ngay tại đây, sau đó còn tung thêm cả ngàn cú đấm và cú đá khác nữa. Cộng hưởng đã phát huy công dụng, nên Nobara nghĩ thằng sẹo sẽ không tấn công liên tục được như trước, thế là cô quyết định sẽ xử nó ngay và luôn. Nhưng thằng sẹo là một thằng rất bỉ ổi, thấy chơi không được liền đánh bài chuồn. Nobara thấy nó bỏ chạy nên lập tức đuổi theo, vì cô cho rằng nó rất nguy hiểm, để nó sống thì hậu quả rất là khôn lường. Yuji đang đấm thằng sẹo rất sướng tay, nhưng đột nhiên nó tách ra thành nhiều bản thể nhỏ xíu rồi bỏ chạy. Yuji biết một trong số con này có chứa linh hồn mà khi đập nó hẹo thì thằng sẹo sẽ hẹo luôn, nên cậu cố gắng quan sát để tìm ra và cậu đập chết một con. Tuy nhiên cậu đã bị thằng sẹo lừa và nó đã chạy thoát. Cậu đuổi theo thì thấy lúc này có tới hai thằng sẹo, bỗng cậu nhìn thấy cả Nobara nữa, còn hai thằng sẹo thì chạy sệt ngang qua nhau. Cậu liền nhận ra ý đồ của nó nên kêu Nobara mau chạy ngay đi, nhưng đã quá muộn, thằng sẹo bản thể gốc đã chạm tay vào một bên mặt của Nobara, cậu tức quá trời nên đấm cho nó một đấm. Còn Nobara thì đang ôm lấy một bên mắt của mình và nhìn vào xa xăm. Vào lúc Nobara 6 tuổi, cô cho rằng đầu óc của người làng cô đều có vấn đề, chỉ có mỗi mình cô là tỉnh táo mà thôi. Các bạn có thắc mắc cô bé ngồi kế bên Nobara là ai không? Cô bé đó tên là Fumi, và đây là nhà của cô bé ấy. Khi cô bé sắp vào lớp 1 thì gia đình cô bé đã chuyển đến sống ở ngôi làng này. Bố mẹ cô bé lo lắng khi sống ở nông thôn hẳn sẽ rất bất tiện, còn cô bé thì cảm thấy khó chịu khi phải xa cách bạn bè. Trường mới cô bé học rất ít học sinh, chỉ vỏn vẹn có 19 người mà thôi. Hầu hết học sinh ở đây đều mang cặp màu đen hoặc màu hồng. Tuy cô bé cũng thích hai màu này, nhưng cô bé đã lựa chọn một cái cặp màu xanh khi được bố mẹ dẫn đi mua trước kia. Tuy nhiên có vẻ học sinh ở đây lại rất ghét màu xanh nên rất hay bắt nạt chiếc cặp của cô bé. Cô bé rất buồn và cố gắng lấy chiếc cặp của mình bị mắc kẹt trên cái tủ. Khi nó sắp rớt trúng người cô bé thì có một cô bé khác đã kịp thời chụp lấy kịp. Cô bé này chính là Nobara, và Nobara đã đề nghị đổi cặp với Fumi. Sau đó Nobara còn đi tẩn cho mấy đứa bắt nạt một trận ra trò, khiến cho thầy giáo nổi điên mà rượt bắt cô. Nhưng sau đó Nobara đã trả lại cặp cho Fumi vì cô vốn rất ghét mang cặp. Kể từ dạo hôm ấy, Nobara rất thường ghé nhà Fumi để chơi game với bố của cô bé. Nobara vốn ghét dân làng, mà dân làng thì vốn rất ít người, nên Nobara cảm thấy để làm người dưng ở đây còn khó hơn làm bạn. Suy nghĩ này của Nobara khiến cho Fumi rất khó hiểu, bởi vì như thế chẳng phải tốt hơn sao. Nhưng vài năm sau, có một bà lão hàng xóm mang cơm đậu đỏ sang tặng cho Fumi, thì lúc này cô bé mới hiểu được phần nào suy nghĩ của Nobara. Vào một ngày, Nobara đã dẫn Fumi đến căn cứ bí mật mà cô tìm thấy. Fumi nghĩ Nobara đôi lúc nói năng rất người lớn, nhưng đôi lúc cũng lại rất trẻ con như thế này. Nhưng khi ngẫm lại thì Fumi cho rằng Nobara đã học theo cách ăn nói của một ai đó. Căn cứ bí mật mà Nobara nói là nhà của một người mới chuyển đến làng gần đây, chị ấy tên là Sari. Dù hai đứa đột ngột ghé chơi, nhưng chị ấy vẫn đón tiếp rất nhiệt tình mà không lộ vẻ khó chịu. Từ khi quen biết với chị Sari, Nobara cũng đã dần thay đổi, thần thái và cách ăn nói dịu dàng hơn rất nhiều. Fumi cảm thấy dù cô bé và chị Sari cùng là người nơi khác đến, nhưng cả hai lại khác xa nhau một trời một vực. Bỗng vào một ngày, ngôi nhà của chị Sari trở nên kỳ lạ, hình vẽ bậy khắp mọi nơi, rác thải và cả tuyết cũng chất đầy thành đống trước cửa. Hai cô bé cảm thấy rõ ràng điều này là do bàn tay của con người mà ra. Ít lâu sau chị Sari đã dọn nhà đi và Nobara đã khóc rất nức nở. Fumi không ngờ Nobara cũng biết khóc, có lẽ vì khoảnh khắc này rất ấn tượng, nên khi nhớ lại thì Fumi chỉ nhớ mỗi cảnh này, còn những chuyện khác dường như cô bé đều đã quên sạch hết. Khi sắp chuyển sang cấp 3, Nobara quyết định sẽ đến Tokyo học. Fumi nghĩ có lẽ vì cãi nhau với bà nên Nobara mới lựa chọn hướng đi này. Nobara còn nói mình sẽ không bao giờ trở lại đây, nên khuyên Fumi cũng tranh thủ mà thoát khỏi làng này, và lần tới khi gặp lại thì phải có đủ cả ba người chúng ta. Khi nhìn thấy nước mắt của Nobara rơi thêm một lần nữa, thì nước mắt của Fumi cũng lã chả rơi theo. Kể từ lúc chị Sari rời đi, cả hai chưa từng nhắc đến chị ấy một lần nào, và lần này là lần đầu tiên. Khi lớn lên, chị Sari trở thành một nhân viên văn phòng, vì chạy deadline cả đêm nên chị nổi mụn luôn trên mặt, tuy nhiên chị vẫn rất ư là xinh đẹp. Chị kể với một chị đồng nghiệp rằng chị có chuyển đến sống ở một vùng nông thôn năm lớp 8, không phải vì gia đình chuyển công tác, mà vì mẹ của chị là một người trung thành với đồ ăn hữu cơ và mê tín dị đoan. Chị còn kể về hai cô bé nhỏ hơn mình 7 tuổi mà chị quen. Chị rất ấn tượng với Nobara vì cô luôn quấn quýt lấy chị. Chị vốn là con một trong nhà,
nên một cô bé đáng yêu như Nobara chị rất quý. Vì thế chị đã đóng vai một người chị mẫu mực với hy vọng Nobara sẽ ngưỡng mộ chị. Tuy nhiên khi rời đi chị đã không trao đổi liên lạc vì sợ xa mặt sẽ cách lòng. Chị cũng nhớ rất rõ hình ảnh khóc nức nở của Nobara khi ấy. Chị nghĩ có lẽ Nobara khi nhìn thấy dáng vẻ của chị lúc này sẽ rất thất vọng. Chị tự hỏi không biết bây giờ Nobara có khỏe hay không. Nobara vẫn luôn cho rằng dân làng mình đầu óc có vấn đề. Tuy nhiên đôi khi cô nghĩ cũng không hẳn. Những kẻ có vấn đề sẽ luôn nghĩ trừ bản thân mình ra thì ai cũng đều giống như vậy và rồi can thiệp vào cuộc sống của người khác. Nhưng khi nhìn vào những đồng đội của trường chú thuật thì cô lại cho rằng cũng không hẳn là như thế. Cô quay sang xin lỗi Fumi vì có lẽ cô không thể giữ lời hứa với Fumi được nữa rồi. Và cô cũng nhờ Yuji chuyển lời giúp cô đến mọi người rằng cuộc sống không hề tệ chút nào. Khuôn mặt của cô đã biến dạng và rồi cô đổ gục xuống trước mặt người đồng đội của mình. Hồi xưa Nobara từng làm đổ cà phê lên cái áo yêu thích của thầy bịt mắt. Thực tế cái áo này do giám sát viên Ijichi mang đi giặt rồi đem đến giao cho cả bọn. Và giờ đây Nobara đã làm bẩn cái áo đó. Nên cô hỏi hai thằng bạn coi lỗi lầm này nếu đúng thì thuộc về ai. Hai thằng bạn liền khẳng định lỗi là do cô chứ còn ai nữa. Thế là ba đứa ngồi suy ngẫm xem nên giải quyết cái áo này thế nào. Nobara nhờ Megumi lên mạng xem thử coi nó có giá là bao nhiêu để biết còn đền thầy cái khác. Cứ nghĩ nó chắc rẻ mạt lắm, nào ngờ giá của nó lên tận 250.000 yên, làm cho Yuji và Nobara tái mét cả mặt. Một lát sau thầy bịt mắt đến lấy cái áo thân thương, thế là cái áo bị nhét vào ngực của Megumi khiến nó độ lên trông rất kỳ cục. Điều này làm Yuji và Nobara được một trận cười sảng khoái, còn thầy bịt mắt thì hốt hoảng khi thấy cái áo của mình bị làm bẩn. Những câu chuyện vui vẻ này giờ đây chỉ còn tồn tại ở trong ký ức, bởi vì người đồng đội thân yêu Nobara của Yuji hiện đang nằm bất động ngay trước mặt. Không lâu trước đó cậu còn mất cả người anh kính mến Nanami của mình. Và hai người họ đều là nạn nhân của thằng mặt sẹo đáng ghét. Nỗi buồn dồn dập nỗi buồn, đau đớn dồn dập đau đớn, Yuji thực sự đã gánh chịu quá nhiều rồi. Thằng mặt sẹo nhân cơ hội cậu đang mất tinh thần mà dùng hắc thiểm lao đến đấm cậu. Nó còn liên tục hành hạ cậu rất dã man. Miệng thì không ngớt nói những lời lẽ nhảm nhí nhằm chế nhạo cái chính nghĩa của cậu. Rồi nó bảo cậu chính là nó, cũng giống như nó giết người mà không cần suy nghĩ, thì cậu lại cứu người mà không một chút do dự. Và đây chính là trận chiến để quyết định xem bản năng của lời nguyền hay sự tôn nghiêm mà lý trí của con người đạt được, thứ nào sẽ trụ lại sau 100 năm nữa. Nó cho rằng nếu cậu không nhận ra điều này thì không thể nào thắng được nó. Rồi nó hỏi cậu có thử đếm số lời nguyền mà cậu giết bao giờ chưa? Nó biết kiểu gì cậu cũng sẽ không đếm. Và nó cũng giống như thế. Nó chẳng quan tâm hay nhớ về những kẻ đã chết dưới tay nó. Và giờ nó cũng sẽ cho cậu đi vào dĩ vãng giống như vậy. Đang chuẩn bị chém cho cậu bay màu thì đột nhiên cậu biến đâu mất tiêu. Hóa ra đó là do thuật thức bất nghĩa du hí. Sự xuất hiện của con quái vật của trường Kyoto, Aoi Todo đã ra trận. Todo bảo với mặt sẹo rằng tiếng chuông của kỳ viên tịnh xá, âm vang nhắc nhở vạn vật vô thường, sắc hoa của hai hàng sala, nhắn nhủ kẻ thịnh ắt cũng có lúc suy. Tuy nhiên tụi tao là ngoại lệ con ạ. Để mình giải nghĩa sơ sơ lời hoa mỹ của Todo nhé. Kỳ viên tịnh xá là một tu viện Phật giáo rất nổi tiếng ở Ấn Độ, được nhắc đến rất nhiều trong sách kinh, nơi Phật Thích Ca từng cư ngụ. Còn sala là loài cây linh thiêng của Phật giáo, hoa rất mau tàn, biểu hiện cho một cuộc đời phù du. Cả câu nói của Todo mang ý nghĩa là tiếng chuông của tịnh xá kỳ viên linh thiêng đã vang lên cảnh báo rằng vạn vật đều biến đổi không ngừng. Hoa sala dạy chúng ta qua màu sắc rằng điều gì hưng thịnh thì cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn. Tuy nhiên Todo và đồng bọn của cậu thì lại là ngoại lệ. Trước đó không lâu, Todo đã đến Shibuya cùng với một học sinh năm nhất tên là Nitta Arata. Cậu này chính là em trai của giám sát viên Nitta Akari đó mọi người. Quan sát xung quanh thì Todo đã thấu hiểu ngay được tình hình. Cậu biết thằng Geto đã đem ngục môn cương đi khỏi nơi này. Và mục đích hiện giờ sẽ phải thay đổi, từ việc ưu tiên giải cứu thầy bịt mắt, chuyển sang chiến đấu để cứu đồng đội và làm sức mạnh của kẻ địch yếu đi. Và giờ Todo sẽ đi kiếm người anh em của mình ở quanh đây. Arata nghe đến người anh em thì thấy hơi lạ, vì cậu cứ tưởng Todo là con một trong nhà, nào ngờ Todo lại có thêm anh em khác nữa. Và người anh em mà Todo nói đến chính là Yuji. Thằng mặt sẹo vô cùng ngạc nhiên khi vị trí của Yuji bị hoán đổi. Nhìn vào vết sẹo trên mặt của Todo cùng sự thay đổi vị trí này, nó liền nhận ra cậu là kẻ từng gây khó khăn cho thằng người cây lúc trước. Todo thúc giục người anh em Yuji của mình mau đứng dậy, vì bây giờ mới là trận chiến thực sự của chúng ta. Nghe tiếng của Todo thì Yuji liền tỉnh dậy, tuy nhiên Yuji lúc này lại không còn ý chí để chiến đấu nữa, bởi vì cậu đã chứng kiến quá nhiều người ngã xuống. Từ những người thân cận như anh Nanami và Nobara, rồi đến rất nhiều người đã bị bé Na giết hại khi cậu bị hắn làm chủ cơ thể. Lẽ ra cậu phải cứu thật nhiều người nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Cho nên cậu nghĩ rằng mình là một tên sát nhân và thứ mà cậu coi là niềm tin cuối cùng cũng chỉ là cái cớ cho mình mà thôi. Vì thế cậu không thể tha thứ cho bản thân mình được. Mặt sẹo nghe Yuji nói liền hét toáng lên bảo nói nhỏ quá bố mày không nghe thấy gì cả. Đã vậy nó còn xông thẳng vào tấn công cậu nữa.
nhưng Todo đã nhanh chóng dùng bất nghĩa du hí của mình để cản nó lại. Cậu còn tẩn cho nó thêm vài đòn nữa. Nó không ngờ dù biết trước thuật thức của Todo nhưng vẫn bị cậu lừa dễ dàng như thế. Todo bảo với chiến hữu của mình rằng một người đàn ông đừng nên bó buộc suy nghĩ của mình. Hai chúng ta đều là chú thuật sư, cô bé Nobara kia, cả anh Nanami và những đồng đội khác cũng vậy. Một khi chúng ta còn sống thì những đồng đội đã gục ngã vẫn chưa thực sự bại trận. Vấn đề không phải là tội lỗi hay sự trừng phạt. Vì ngay từ lúc lựa chọn con đường trở thành chú thuật sư thì cuộc đời của chúng ta đã không còn bị giới hạn bởi luật nhân quả nữa rồi. Việc tìm kiếm ý nghĩa và lý do của những cái chết đôi khi lại là sự xúc phạm đối với họ. Rồi Todo hỏi Yuji, thế nhưng họ đã giao phó điều gì cho cậu? Cậu không cần trả lời ngay, nhưng hãy đừng dừng bước cho đến khi tìm ra đáp án. Và đây chính là hình phạt nhẹ nhất dành cho những chú thuật sư còn sống như chúng ta. Nói xong Todo thầm nhủ có lẽ hiện giờ vẫn chưa cần tiết lộ cho Yuji chuyện đó. Arata sau đó sử dụng thuật thức của mình lên Yuji. Với thuật thức này thì tạm thời những vết thương của Yuji sẽ không chuyển biến xấu. Tuy nhiên nó chỉ công hiệu với vết thương hiện tại, còn những vết thương mới thì không, vì nó nằm ngoài thuật thức của Arata. Arata còn thắc mắc sao hai thằng này là anh em mà trông chẳng giống nhau gì cả. Arata cũng bảo với Yuji là có dùng thuật thức tương tự lên Nobara rồi. Tuy cô ấy đã ngừng thở và tim ngừng đập, nhưng thời gian trôi qua không lâu nên vẫn còn cứu được cho dù chỉ hơn 0% một xíu. Và giờ cậu sẽ mang Nobara đi khỏi đây, cũng không quên dặn Yuji chớ nên hy vọng quá nhiều vì chỉ hơn số 0 một xíu mà thôi. Todo và thằng mặt sẹo lúc này đã bắt đầu choảng nhau. Todo liên tục sử dụng bất nghĩa du hí để tránh đòn và dồn thằng sẹo vào tình thế bất lợi. Cho dù nó có sử dụng đủ trò biến hóa khôn lường nhưng cũng chẳng ăn thua. Thế rồi nó sử dụng một thí nghiệm chú linh của mình với mục đích ép Todo phải hoán đổi vị trí với nó. Nó lúc này đang rất muốn sử dụng hắc thiểm thêm một lần nữa vì nó cảm giác sắp chạm tới bản chất linh hồn của nó rồi. Nhưng lần này Todo không hoán đổi với nó mà là với Yuji, và Yuji đã tung đòn hắc thiểm vô cùng mạnh mẽ vào thằng sẹo. Yuji cảm thấy rất có lỗi với anh Nanami vì đã định lấy tội lỗi làm cái cớ để trốn tránh. Cậu hứa từ nay về sau cậu sẽ không còn như thế nữa, cậu sẽ đau khổ thay cả phần của anh. Ăn đòn xong thằng sẹo lăn lông lóc, và kể từ giây phút này, Yuji sẽ cùng với chiến hữu Todo dạy cho nó biết thế nào là lễ độ. Miwa trò chuyện với bảo hiểm của Kokichi trên một chuyến tàu. Kokichi bảo trận chiến ở Shibuya sắp đến hồi kết, nên Miwa không cần phải đến đó nữa mà hãy quay trở về. Miwa hỏi Kokichi tại sao cậu chỉ tìm đến Todo và Arata. Kokichi bảo theo phán đoán của cậu thì 99% Todo sẽ không chết. Arata cũng vậy, thuật thức của cậu ta rất hữu dụng. Miwa liền bày tỏ sự khó chịu bởi vì cô cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Kokichi nói mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Không chỉ mỗi Miwa, ngay cả những người khác, bao gồm cả cô Utahime cũng đều được cậu sắp xếp cho đi làm nhiệm vụ ở một nơi khác. Miwa hơi thất vọng vì Kokichi không chịu bàn bạc gì với cô mặc dù cả hai là đồng đội. Rồi cô hỏi cậu có phải là do cô quá yếu hay không. Nhưng Kokichi nói cậu mới là kẻ yếu, vì yếu nên cậu mới dùng sai cách và vì yếu nên cậu mới không thể vượt qua sai lầm của mình. Cậu tiết lộ rằng cậu rất thích một người, cậu nghĩ dù cho thế giới có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần cậu được ở bên cạnh và bảo vệ cô ấy là quá đủ rồi. Cho dù người bảo vệ mà cô ấy mong muốn không phải là cậu đi nữa. Những giọt nước mắt của Miwa đã rơi, cô còn xúc động hơn khi Kokichi nói lời chào tạm biệt vì cậu sắp phải đi rồi. Lời cuối cùng mà cậu nhắn nhủ với người mình yêu đó là Miwa hãy sống thật hạnh phúc, dù ở bất kỳ hình thức nào, miễn là Miwa hạnh phúc thì cậu cũng sẽ được toại nguyện. Quay trở lại trận chiến với mặt sẹo, thằng sẹo lúc này đang một mình cân hai thằng. Và nó cũng đang đối mặt với thuật thức vô cùng phiền phức của Todo, một thuật thức có thể hoán đổi với cả vật vô tri. Nó phân bản thân ra làm hai để dễ bề chiến đấu hơn, nhưng độ khó chịu của Todo vẫn quá dữ dội, thế là nó quyết định sử dụng đa trùng hồn bát thể. Dù chiêu này gây chấn động rất lớn nhưng hai chiến binh của chúng ta vẫn rất hiên ngang. Thằng sẹo cảm thấy linh hồn của Todo vẫn ở trạng thái rất hoàn hảo. Nó tự hỏi không biết có thể giết được cậu chỉ bằng một cú chạm nhẹ hay không. Linh hồn của Yuji đã chịu thiệt hại rất nhiều và chỉ còn 10%, còn linh hồn của nó thì chỉ còn 40%. Phân thân bị đập bởi hắc thiểm liên tục của Yuji đã làm nó tổn thất rất nặng nề. Nhưng nó lại đổ hết trách nhiệm đó lên đầu của Nobara, cho rằng cô chỉ là một hạng nhãi nhép nhưng lại có thể làm nó tổn thất nặng nề đến như vậy. Nhưng trước mắt nó cần phải xử lý Todo trước đã, vì cậu là cái thằng rất phiền phức với thuật thức hoán đổi khó chịu. Rồi nó tạo ra một chú linh xe lửa rượt cả hai chạy té khói, nhưng với bất nghĩa du hí đã cứu cả hai thoát khỏi xe lửa này. Tuy thế thằng sẹo vẫn còn rất nhiều chiêu trò khác nữa. Nó dùng rất nhiều con người hóa thành kiếm để tấn công Todo. Nó cố ép cậu vào tư thế bất lợi nhằm chạm vào linh hồn cậu, nhưng Todo đã đoán được và đá nó bay rình rách. Sau đó cậu cùng kết hợp với Yuji để chiến đấu. Cậu thầm nghĩ Yuji đã mạnh lên rất nhiều kể từ lần hợp tác trước kia giữa cả hai. Thậm chí thằng sẹo cũng đã sử dụng được hắc thiểm và cậu hiện giờ đã trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau.
Tất nhiên cậu không thể chấp nhận điều này, nên giờ cậu sẽ sử dụng sức mạnh tình bạn kết hợp với sức mạnh tình yêu của idol và tung ra cú đá hắc thiểm vô cùng táo bạo vào thằng mặt sẹo. Thằng mặt sẹo tuy đã dính đòn, nhưng nó cho rằng nếu đòn tấn công không thể chạm vào linh hồn của nó, thì dù đó có là hắc thiểm bao nhiêu lần đi nữa cũng đều vô dụng. Tuy nhiên kể từ giây phút này, thì cả ba đứa đều sẽ thể hiện hết 120% công lực tiềm ẩn của mình. Rồi thằng sẹo lại một lần nữa sử dụng đa trùng hồn bát thể, nhưng lần này là để tấn công toàn diện. Thằng sẹo đã thật sự chiến đấu nghiêm túc, đòn đánh đã tạo nên một đại địa chấn và một phần nào vô hiệu hóa được thuật thức hoán đổi của Todo. Nó bảo đây có lẽ sẽ là lần cuối nó và Yuji nguyền rủa lẫn nhau. Todo liền nói đừng cho bố mày ra rìa như thế chứ, rồi cậu hoán đổi vị trí của mặt sẹo với Yuji. Sau đó cậu khống chế nó tạo cơ hội cho Yuji tấn công, tuy nhiên mặt sẹo đã phân tách cái đầu đầy sẹo của nó đứt lìa ra. Rồi cái đầu đầy sẹo nhảy tưng tưng đi long nhong, phần thân chỗ bị đứt thì mọc ra hai cái dây có con mắt như trong truyện ký sinh thú. Hai cái dây này còn kéo dài ra để đập nhau túi bụi với cả hai. Cái đầu của thằng sẹo sau đó hóa thành một cơ thể riêng, rồi nó sử dụng đa trùng hồn để tạo ra một người bị biến dạng. Người này được kết hợp từ những linh hồn có tính đào thải yếu ớt. Đây là một kỹ thuật mở rộng có tên là kỷ hồn dị tính thể. Nhìn thấy tình hình này, Todo liền sử dụng chỉ số IQ 530.000 của mình để phân tích. Cậu cho rằng để tách hai cá thể ra mà vẫn giữ chân được cậu và Yuji, thì hẳn thằng sẹo đã chia tỷ lệ sức mạnh là 80-20. Phần 80 là thằng có hai sợi dây có con mắt, còn phần 20 là cái đầu sẹo đứt lìa ban nãy. Vì thế nên cậu đã hoán đổi thằng có phần yếu hơn cho Yuji xử lý. Thằng này cũng chính là bản thể gốc. Ngoài ra cậu còn nghe nói người biến dạng chỉ ở mức cấp 3 hoặc xấp xỉ cấp 2, nên cậu nghĩ có thể dễ dàng cho nó bay màu chỉ bằng một đấm. Nhưng không, cậu lại bị nó đấm cho một phát suýt bể mặt, sau đó còn bị nó bồi thêm một cú bể bụng rồi đấm văng xuyên qua cả tòa nhà. Vì bị mất tập trung nên Yuji cũng bị thằng sẹo cho một cú bể mặt luôn. Todo truyền chú lực vô một cái móc rồi ném đi để hoán đổi vị trí với nó, và cậu đấm bể mặt người biến dạng từ phía sau. Nhưng không ngờ cú đấm bể mặt này lại bể mặt thật. Rõ ràng lúc nãy nó mạnh lắm mà giờ lại chết chỉ sau một cú đấm. Todo suy nghĩ một chút và hiểu ngay vấn đề. Thằng sẹo đã đốt cháy nhiều sinh mạng cùng một lúc để đổi lấy sức mạnh bùng nổ tức thì. Nhưng hiện tại vẫn còn tới hai người biến dạng nữa mà Todo cần phải đối phó. Cậu hôn mặt dây chuyền của mình để xin sự tha thứ từ những linh hồn đáng thương này. Tách thành công Todo với Yuji ra, nên giờ mặt sẹo sẽ chơi khô máu một trận với Yuji. Yuji bị các mẫu vật chú linh của mặt sẹo tấn công rất dữ dội. Cậu cố gắng né tránh và cản phá, sau đó quay sang đập thằng sẹo thì lại bị nó ném văng đi xa. Thằng sẹo đuổi theo cậu với vẻ rất hí hửng nhưng ngờ đâu lại chạm trán với Todo. Kế hoạch tách cả hai ra coi như đã trở thành công cóc, vì nó không ngờ hai kỳ hồn dị tính thể của nó lại không thể hạ được Todo. Mặt sẹo lo ngại để đánh trúng được Todo sẽ rất khó. Cách duy nhất để thắng là triển khai lãnh địa thì lại quá mạo hiểm, vì khi đó sẽ mạo phạm đến linh hồn của bé Na và bị bé Na đập cho xanh cỏ. Sử dụng thuật kết giới thì quá khó đối với nó. Còn triển khai lãnh địa cách ly Yuji bên ngoài như lần trước cũng không được. Một chiêu mà xài hai lần kiểu gì cũng bị bắt bài. Rồi nó bỗng nhớ tới vụ triển khai lãnh địa trong 0,2 giây của thầy bịt mắt lúc trước. Thế là nó quyết định mạo hiểm để bắt trước thầy. Và đây là lần thứ 3 tự bế viên đốn khỏa được sướng tên. Todo cảm nhận được sự nguy hiểm, nên cậu lập tức thi triển giản dịch lãnh địa. Đây chính là kỹ năng mà cậu được chú thuật sư đặc cấp Tsukumo Zuki dạy cho. Còn Yuji thì lại lựa chọn tấn công thằng mặt sẹo với mục đích ngăn không cho nó thi triển vô vi chuyển biến. Tuy cậu rất nhanh nhưng thằng sẹo lại nhanh hơn cả cậu. Nó đã kịp thời phát động thuật thức và cụ thể hóa lãnh địa thiên tư. Hai công đoạn này vốn riêng biệt nhau nhưng nó đã gộp cả hai lại thành một. Chính vì nhờ trạng thái thức tỉnh hắc thiểm nên nó mới thực hiện nhanh như vậy. Nó chạm mặt với bé Na và tự hào rằng nó đã đi qua cửa an toàn. Nó biết bé Na đã thiết lập cơ chế bảo hiểm với Yuji, cho nên giờ nó sẽ giết Yuji trước khi bé Na kịp làm chủ cơ thể. Và kẻ mà nó chọn làm mục tiêu đầu tiên chính là Todo. Thấy bàn tay của mình bị biến đổi sắp lan rộng, Todo liền nhanh tay chặt đứt nó. Mặt sẹo sau đó còn nhanh chân tiếp cận Todo nữa, nhưng từ khi bắt đầu triển khai lãnh địa thì thuật thức có sẵn trong cơ thể của mặt sẹo sẽ tạm thời yếu đi và khó sử dụng. Nó đã nhận ra điều này kể từ lần triển khai lãnh địa đầu tiên. Thế là nó sử dụng hắc thiểm cực mạnh để đấm vào ngay giữa bụng Todo. Nhưng nhờ dựa vào trực giác, Todo đã tập trung toàn bộ chú lực vào phần bụng và hạn chế được thương tổn tối đa nhất có thể. Tuy nhiên lúc này thuật thức của thằng sẹo đã phục hồi, với cánh tay bị đứt kia thì nó khẳng định Todo sẽ không vỗ tay được nữa. Thế là nó tự tin xông vào để sử dụng vô vi chuyển biến kết liễu cậu. Cùng lúc đó mặt dây chuyền của Todo rớt xuống và để lộ hai bức hình ở bên trong, đó là hình ảnh của chiến hữu Yuji và idol số 1 trong lòng của cậu. Trong vô thức Todo đã tưởng tượng ra mình và idol cùng nhau đập thằng sẹo ra bã, với sức mạnh tình yêu mạnh mẽ này bảo đảm thằng sẹo không chết thì cũng sẽ hẹo. Khi bàn tay của cậu sắp chạm vào bàn tay của idol, cũng là lúc mà bàn tay của cậu vỗ vào bàn tay của thằng sẹo và thằng sẹo ăn ngay một cú đấm hắc thiểm bể mặt từ chiến hữu Yuji. Thằng sẹo không thể tin được ngay lúc này mà nó còn bị Yuji đấm cho bể mặt bằng hắc thiểm.
Tuy nhiên cũng vào ngay lúc này nó đã nắm được bản chất linh hồn của nó. Còn Todo thì bị thương nặng ở bàn tay còn lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc cậu bị nó chạm vào, nhưng bị thương cỡ này cũng là kỳ tích rồi. Yuji gửi lời cảm ơn đến chiến hữu và bảo từ giờ hãy giao phó cho cậu. Thằng sẹo sau khi nắm được bản chất linh hồn thì nó đã biến hình thành một hình dạng hoàn toàn mới. Nó gọi trạng thái này với tên là biến sát tức linh thể và nó yêu cầu Yuji hãy chúc mừng sinh nhật nó. Yuji nhận ra lần biến hình này của nó hoàn toàn khác so với trước kia, tuy nhiên cậu vẫn không biết nó khác ở chỗ nào. Thằng sẹo bảo nhờ hắc thiểm mà nó đã hiểu ra được linh hồn trần trụi đích thực của nó. Nhưng kể từ bây giờ mới là chương cuối cùng, sau khi giết được mày thì bố mới chính thức được sinh ra đời. Mặt của Yuji lúc này đang rất quạo, mà một khi đã quạo thì phải đập nhau, thế là hai đứa bay vào đập nhau túi bụi. Yuji đấm vào cơ thể của thằng sẹo thì thấy nó quá cứng, dù chỉ là cơ thể bình thường, nhưng cậu còn thấy nó cứng hơn cả phần được cường hóa của thằng Choso khi ấy. Dù cậu có đấm bao nhiêu đi chăng nữa, thằng sẹo vẫn chẳng có một chút hề hứng gì, nó đã lột xác hoàn toàn so với trước khi biến hình. Và cậu bị nó nhấn đầu xuống đất rồi bị hất văng xuống nước. Yuji cho rằng để có thể đánh bại nó thì chỉ còn cách sử dụng hắc thiểm với chú lực mạnh nhất. Tuy nhiên hắc thiểm là một chiêu thức mà không thuật sư nào có thể tùy ý sử dụng, thậm chí có là Gojo Satoru cũng chưa chắc làm được. Thằng sẹo đang định lao vào tấn công Yuji thì tự nhiên nó bị trọng thương, hóa ra là do nó đã trúng phải hắc thiểm kèm thêm việc triển khai lãnh địa. Nếu sau khi ăn hắc thiểm của Yuji mà nó không biến hình thì có lẽ nó đã đi đời nhà ma rồi. Tuy nhiên giờ nó và Yuji vẫn còn một trận chiến dài phía trước, thế là cả hai đứa tiếp tục bay vào choảng nhau. Nhưng khi thấy Yuji dường như đã làm chủ được hắc thiểm, một chiêu thức không thể sử dụng được tùy ý, làm cho nó sợ hãi mà vội vã tránh xa. Rồi nó tìm cách tiếp cận cậu từ phía sau, nó cố tình giải trừ một phần trạng thái biến sát tức linh thể để dụ Yuji tấn công vào đó, nhưng nó cũng sử dụng chú lực để bảo vệ phần này. Nhân lúc Yuji tập trung vào đây thì nó sẽ tấn công vào cổ của cậu. Tuy nhiên Yuji đã lợi dụng sự chênh lệch thời gian để tấn công kép bằng chiêu kính đỉnh quyền cực mạnh. Chợt Todo xuất hiện và nói với thằng sẹo rằng cánh tay chỉ là vật trang trí, cái vỗ tay mới là tiếng gieo hò của linh hồn. Tuy nhiên cú vỗ tay đó không làm vị trí thay đổi. Todo thầm nhủ rằng có lẽ bất nghĩa Yuji của cậu đã chết. Nhưng cũng nhờ khoảnh khắc ấy, Yuji đã sử dụng thành công cú đấm hắc thiểm với chú lực mạnh nhất vào thằng mặt sẹo, khiến cho trạng thái biến sát tức linh thể của nó cũng bị giải trừ. Số thí nghiệm người biến dạng của nó lúc này cũng đã không còn. Yuji bảo với nó rằng, tao chính là mày mặt sẹo à, tao đã cố bác bỏ những gì mày nói nhưng cuối cùng lại phải thừa nhận như vậy. Và giờ tao muốn giết mày, cho dù mày có tái sinh thành một lời nguyền khác thì tao cũng sẽ tiếp tục giết mày. Tao sẽ giết mày hết lần này đến lần khác, không cần bất kỳ lý do hay ý nghĩa nào hết. Thấy mày là tao giết, gặp mày là tao giết, nghe tiếng mày thì tao cũng giết. Miễn mày còn thở là tao phải giết. Biết đâu vài trăm năm nữa sau khi tao chết thì hành động giết mày lại trở nên có ý nghĩa. Tao nghĩ bản thân mình nằm trong guồng quay của một bánh răng nào đó, tao sẽ giết lời nguyền cho đến khi bị dỉ xét. Đó chính là sứ mệnh của tao trong cuộc chiến này. Nghe những lời Yuji nói, thằng sẹo sợ vãi ra quần mà bỏ chạy. Bây giờ nó chỉ là một con thỏ, còn Yuji lại là một con sói, mà thỏ thì sẽ bị sói săn, cho dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát được. Thằng sẹo bắt đầu khóc lóc và la hét như một thằng hèn. Nhưng đột nhiên Geto giả mạo xuất hiện, hắn hỏi thằng sẹo có muốn được hắn cứu hay không. Trận chiến kinh thiên động địa giữa núi lửa và bé Na lúc trước đã để lại hậu quả khôn lường. Đại ca gấu trong hình dạng khỉ đột tìm kiếm thầy Kurosabe dưới đống đổ nát. Thầy bảo thằng Yuji kia khác xa với những gì mà thầy được đại ca kể cho. Đại ca bảo thằng đó là bé Na chứ không phải Yuji. Nhưng thầy cóc quan tâm nó là thằng quái nào. Vì thầy tưởng Yuji có thể kiểm soát được cơ thể. Nào ngờ vừa rồi mém tí nữa là bị nó cho bay màu. Nên giờ thầy không có một chút thiện cảm nào với Yuji cả. Gojo Satoru đã bị phong ấn, vì thế tụi cấp trên sẽ không còn bị Gojo ngăn cản, nên nếu Yuji bị tử hình lúc này thì thầy sẽ tán thành mà không một chút do dự. Tại thủ đô Kuala Lumpur ở Malaysia, hai chị em Mei Mei và Ui Ui đang tận hưởng trong một khách sạn. Cả hai đã bỏ trốn khỏi Shibu ra nhờ thuật thức của Ui Ui để không bị Geto giả đập hẹo, mà hình như ngoài cái mền ra thì cô Mei Mei không có mảnh vải nào trên người thì phải. Sau đó cô Mei Mei nói chuyện điện thoại với một cộng sự, yêu cầu anh ta nên bán hết tất cả cổ phiếu ở Nhật Bản và bất động sản ở Tokyo ngay bây giờ, vì cô cũng quy đổi tiền yên luôn rồi. Chắc hẳn cô Mei Mei đã quyết định từ bỏ Nhật Bản, vì khi Gojo không còn thì nền kinh tế của Nhật Bản khó mà đứng vững cho được. Các bạn có nhận ra điều gì không? Đất nước Malaysia mà cô Mei Mei đến cũng chính là nơi mà anh Nanami muốn sống. Chúng ta có thể nhận thấy, bản chất của cả hai như đại diện cho hai kiểu trưởng thành đối lập nhau qua đồng tiền. Một người sống theo nguyên tắc và vô cùng trách nhiệm, còn một người thì có lối sống tự do và đề cao bản thân hơn. Cô Mei Mei là người rất quan tâm đến tiền. Quan niệm sống của cô là bất cứ thứ gì không quy đổi ra được tiền thì đều vô giá trị. Miễn phe nào có tiền thì cô sẽ theo phe đó. Tiền đối với cô cũng chính là luật lệ.
Còn anh Nanami thì muốn kiếm một số tiền rồi sau đó sống an nhàn ở một đất nước có vật giá thấp. Anh đã luôn nghĩ đến tiền sau khi tốt nghiệp trường chú thuật. Dù có là đang thức hay là đang ngủ, trong đầu anh chỉ luôn nghĩ đến tiền mà thôi. Nhưng chớ trêu làm sao, anh lại không thể thực hiện được mong muốn của mình. Còn cô Mây Mây thì đã chấp nhận buông bỏ Nhật Bản để tận hưởng cuộc sống ở đất nước Malaysia, một đất nước mà anh luôn khao khát được sống ở phần đời còn lại. Thằng Choso lúc này đang ngồi khóc lóc ủ rủ trong một góc ở tầng B3. Trong tâm trí nó vẫn là hình bóng của Yuji, người em trai mà nó vẫn chưa có được lời giải đáp. Thế là nó quyết định sẽ đi tìm lời giải này, rằng Yuji thực ra là gì của nó và nó rốt cuộc là ai. Quay trở lại bên phía của Mặt Sẹo, sau khi nghe Mặt Sẹo gọi Geto giả là Geto, thì Yuji liền xông tới đòi hắn trả lại thầy bịt mắt cho mình. Sở dĩ Yuji biết rõ Geto giả giữ thầy bịt mắt là vì đã được Kokichi thông tin cho trước kia. Trong lúc Yuji đang lao đến thì Geto triệu hồi ra một con cá trê làm cậu ngã vô miệng của nó. Nhưng thật lạ khi nơi cậu rơi lại là mặt đất, khiến cho cậu không biết chuyện quái gì đang xảy ra. Geto bảo Yuji hẳn là sẽ tưởng mình vừa bị rơi, nhưng trong mắt người khác thì cậu chỉ đang tự té mà thôi. Hắn còn nói chú linh thao thuật mạnh ở chỗ là hắn có thể sử dụng được nhiều thuật thức. Hắn nắm giữ rất nhiều chú linh từ tiền cấp 1 trở lên. Nếu thuật thức này bị đánh bại thì chỉ cần thả ra một con chú linh khác nữa là được. Và tất nhiên hắn sẽ không để cho đối phương có thời gian làm việc đó, thế nên hắn sẽ liên tục tấn công Yuji. Hắn cho rằng ở sự kiện Bách Quỷ Dạ Hành năm ngoái, nếu Geto thật không phân tán lực lượng ở Shinjuku và Tokyo, thì kẻ giành chiến thắng là Geto chứ không phải Yuta. Sau khi bị Geto giả dùng chú linh tấn công thì Yuji trông rất là tơi tả, nhưng dù tơi tả cậu vẫn quyết đòi hắn trả thầy bịt mắt cho bằng được. Điều này khiến hắn phải thừa nhận cậu rất là lì đòn. Bỗng Mặt Sẹo lao vào tấn công Geto nhưng hắn đã dễ dàng tránh né được. Mặt Sẹo bảo dù sao thì nó cũng được sinh ra từ con người nên nó đã hiểu ra từ lâu rồi. Thế là Mặt Sẹo đã bị Geto hấp thụ và trông nó có vẻ rất chi là đau đớn. Thôi thì số phận mày như vậy cũng đáng lắm rồi con ạ. Sau đó Geto hỏi Yuji có biết số cực đại là gì không? Số cực đại còn có tên gọi khác là cực phiên hay cực hạn đó các bạn. Geto bảo ngoài lãnh địa thì số cực đại chính là đỉnh cao của mỗi loại thuật thức. Chú linh thao thuật số cực đại Uzumaki sẽ kết hợp tất cả chú linh mà hắn đã hấp thụ lại thành một khối cô đặc to bự, rồi dùng nó để tấn công kẻ thù. Tuy Uzumaki có uy lực rất lớn, nhưng lại đánh mất đi ưu điểm của chú linh thao thuật là sự đa dạng trong tấn công, nên ban đầu hắn không có hứng thú với nó, còn xem nó chỉ là để tận dụng những chú linh cấp thấp. Nhưng cuối cùng hắn nhận ra mình đã lầm, bởi vì khi sử dụng chú linh tiền cấp 1 trở lên thì giá trị của Uzumaki mới được phát huy, và điều này gọi là chất lọc thuật thức. Thế là thằng Mặt Sẹo đã bị hắn nuốt vô bụng. Chắc các bạn cứ nghĩ Uzumaki là lấy ý tưởng từ họ của Naruto đúng không nè? Nhưng không phải đâu nha. Uzumaki trong tiếng Nhật có nghĩa là vòng xoáy. Đó cũng là tên của bộ manga vô cùng nổi tiếng của tác giả Junji Ito, người chuyên viết manga kinh dị. Và tác giả của chú thuật hồi chiến đã lấy ý tưởng từ bộ manga này đó các bạn. Các học sinh trường Kyoto đã đến chiến trường mặc kệ sự can ngăn của Kokichi. Nhờ vào tín hiệu của Momo nên Noritoshi đã nắm rõ được vị trí của Geto mà bắn cả 100 mũi tên vào hắn. Cả Mai cũng có mặt và dùng súng bắn vào Geto. Lần này Mai sử dụng súng bắn tỉa thay vì súng ngắn như trước kia. Tuy các đòn tấn công của cả bọn đều rất xịn sò nhưng cũng chỉ là trò trẻ con so với hắn. Miwa cũng bất ngờ xuất hiện từ phía sau hắn và sử dụng tân âm lưu. Cô bé đã lựa chọn con đường chú thuật sư chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho mẹ và cũng là vì bản thân không muốn chết. Thế nên giờ cô bé sẽ đặt hết tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai của mình vào thanh kiếm này, bất chấp cả việc sau này không còn có thể vung kiếm được nữa. Và đòn bạt đao siêu bá đạo đã được cô bé tung ra, nhưng Geto lại dễ dàng chặn đòn siêu bá đạo của cô bé bằng tay không và bẻ gãy nó. Sau đó hắn lập tức sử dụng số cực đại Uzumaki để cho Miwa bay màu, nhưng thầy Kurasabe đã kịp thời đến ứng cứu cô bé. Momo và cô Utahime cũng đến ứng cứu mặc dù sức của họ có giới hạn, nhưng dù sao có tấm lòng bay vào chết chung cũng là quý lắm rồi. Với màn thể hiện của thầy Kurasabe, Geto cũng phải thừa nhận thầy rất có thực lực, vì đòn Uzumaki vừa rồi có uy lực vô cùng khủng khiếp. Hidot cũng đến chiến trường và bày tỏ sự mừng rỡ khi thấy Yuji đã lấy lại được cơ thể. Thằng Choso cũng xuất hiện ở đây và team của nó lúc này đang đánh trống liên hồi. Nó thầm nghĩ nó có ba đấng sinh thành, đó là mẹ nó và chú linh đã khiến mẹ nó mang thai, kẻ còn lại là kẻ đã trộn máu của hắn vào máu của hai người họ. Và giờ nó đã nhận ra mọi chuyện, rồi nó hét lớn cái tên Kamono Ritoshi, cũng chính là Geto giả mạo. Vì trùng tên nên Noritoshi tưởng nó gọi tên gã, nhưng cô Utahime lại hiểu rất nhanh vấn đề. Đó là tên của chú thuật sư độc ác nhất lịch sử, là vết nhơ của tam đại gia tộc. Và nếu Geto giả là kẻ đó thì hắn đã hơn 150 tuổi rồi. Geto giả bảo Kamono Ritoshi chỉ là một trong rất nhiều cái tên của hắn mà thôi, nên muốn gọi hắn với cái tên nào cũng được. Choso lúc này đang rất quạo vì nó đã bị Geto lừa đi giết em trai Yuji. Định đập Geto xanh cỏ thì Uraume xuất hiện ngăn cản nó lại.
Do ảnh hưởng từ thuật thức của mình nên Cho So có thể cảm nhận được biến cố của những đứa em chung huyết thống từ nơi rất xa. Cái chết đối với sinh vật vừa là khoảnh khắc cuối cùng vừa là biến cố lớn nhất, và vào thời khắc đó, nó đã cảm nhận rất rõ ràng cái chết của Yuji ngay trước mặt. Nói cách khác thì Yuji chính là em trai chung huyết thống của nó. Nó cho rằng nếu Geto giả có thể liên tục thay đổi cơ thể để kéo dài sinh mạng, thì việc này chẳng có gì là không thể. Cho nên giờ bố đây sẽ dốc hết sức để làm tròn bổn phận của người anh, và đòn xuyên huyết đã được tung thẳng vào Uraume, làm cho tay của kẻ không rõ nam nữ này bị xuyên thủng. Noritoshi nhìn thấy mà không khỏi trầm trồ vì đòn đánh quá mạnh. Sau đó Cho So còn tấn công vào Geto với uy lực vô cùng khủng khiếp. Các đòn đánh tuy rất nhanh và mạnh nhưng hắn đều có thể dễ dàng tránh né được. Hắn cưỡi một con chú linh bay vòng vòng cứ như đang chơi đùa với Cho So vậy. Rồi hắn lao thẳng vào Cho So và bất ngờ đấm cho Cho So một đấm. Nhưng Cho So vẫn rất nhanh nhẹn quay trở lại trận chiến và đập nhau tay đôi với hắn. Nhưng dù là đánh tầm xa hay tầm gần thì Cho So cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn biết Cho So đã rất mệt nhưng vẫn cố để chiến đấu. Cho So bảo đó không phải lý do để nó ngừng liều mạng chiến đấu vì em trai mình. Khi đột hỏi Yuji với thằng đó có quan hệ gì không, Yuji khẳng định là không vì lần trước mém bị nó giết chết. Khi đột tự hỏi không biết cậu có tiết ra pheromone dâm dê gì không mà cả Todo cũng si mê cậu. Nhưng cũng nhờ có Cho So gây hỗn loạn trật tự, nên giờ cả bọn sẽ tận dụng cơ hội này mà cùng nhau tấn công. Khi đột đòi xung phong lên trước vì vẫn còn hai mạng. Và mục tiêu của cả bọn là cướp lại ngục môn cương bằng mọi giá. Khi đột vừa chuẩn bị tung chiêu thì bị Uraume dùng băng ngưng chú pháp xương lặng ngăn lại. Thế là cả bọn bị chiêu thức cấp cao này đóng băng, nếu cử động lung tung thì kiểu gì thịt nát mà xương cũng tan. Ngay cả Cho So cũng bị dính chiêu này. Geto bảo đừng giết đứa nào vì cần có kẻ truyền tin. Uraume nhận ra đây là lý do mà Geto để cả bọn sống nên có hơi khó chịu. Sau đó hắn còn dùng thuật thức đảo chiều để chữa lại bàn tay bị xuyên huyết đâm thủng lúc nãy. Khi nhìn thấy kẻ địch sử dụng thuật thức đỉnh cao, khiến cho thầy Kurasabe rất muốn về nhà, vì chênh lệch đẳng cấp giữa hai bên đã quá rõ ràng. Do sỉ nhục lớp băng của Uraume nên Cho So sắp bị hắn cho bay màu, nhưng Yuji đã thoát khỏi lớp băng của mình và bay tới giải cứu Cho So kịp thời. Yuji cảm thấy lớp băng của cậu khá yếu, nên đoán chắc là do có liên quan đến bé Na. Rồi cậu hỏi Cho So cả hai có thể xem nhau là đồng minh được không, nhưng Cho So một mực cho rằng Yuji là em trai của mình, còn bắt Yuji gọi mình là anh trai nữa chứ. Momo bất ngờ xuất hiện sử dụng phó tang thao thuật liềm dị đoạn, rồi bay thẳng về phía kẻ địch. Tuy nhiên chỉ với tay không, Uraume có thể đánh bay đòn đánh rất dễ dàng. Uraume lúc này quạo như chưa từng được quạo, cho rằng kẻ đưa tin chỉ cần một mình Yuji là quá đủ rồi. Thế là hắn tung băng ngưng chú pháp trực bộc cho bay màu cả lũ. Yuji cứ tưởng mình sắp bay màu, nhưng không, chú thuật sư đặc cấp Tsukumo Yuki đã xuất hiện ứng cứu kịp thời. Chị gửi lời chào tới Geto và yêu cầu Geto trả lời câu hỏi trước kia của chị. Đó là gu phụ nữ của hắn là gì? Sau đó chị còn nhắc về ý tưởng loại bỏ chú linh khỏi thế giới của mình ngày trước. Chị bảo dù áp dụng phương pháp nào thì nhân loại cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng cao hơn. Và tương lai của nhân loại chính là thoát khỏi chú lực. Mục đích chém gió của chị là để câu giờ cho Laru hành động. Nếu các bạn quên Laru là ai thì là cái gã bự con tóc vàng này đây. Có vẻ như gã được chị Yuki nhờ đi bảo vệ Todo Arata với Mai. Geto giả mạo lại bác bỏ suy nghĩ của chị. Hắn cho rằng phải là tối ưu hóa chú lực mới đúng. Hắn còn bảo cứ tưởng chị đã từ bỏ ý tưởng đó vào cái lúc Toji chết 12 năm trước rồi chứ. Yuji nghe cả hai chém gió mà chẳng hiểu cái cóc khô gì, và lại cậu cũng không biết chị là ai và từ đâu chui ra. Chị Yuki cho rằng phương pháp tối ưu hóa chú lực của hắn có một lỗ hổng cực lớn. Số lượng chú thuật sư và chú linh ở nước ngoài ít hơn hẳn so với Nhật Bản. Nếu muốn dùng phương pháp này thì phải cần tới kết giới của ngài Tengen. Mà muốn tận dụng ngài Tengen để tối ưu hóa chú lực và trở thành thuật sư thì chỉ có thể áp dụng với người của đất nước này. Điều đó cũng đồng nghĩa Nhật Bản gần như độc chiếm hết nguồn năng lượng chú lực. Chị bảo nước Mỹ thì không cần phải bàn, vì ngay cả các nước Trung Đông cũng sẽ không chịu để yên chuyện này. Sẽ không khó để tưởng tượng ra tương lai đen tối của thế giới khi mà người đang sống lại trở thành nguồn năng lượng. Điều này quá khác xa so với lý tưởng của chị. Geto giả mạo chẳng quan tâm tới điều đó, vì vốn dĩ mục đích của hắn và chị không hề giống nhau. Hắn cho rằng phi thuật sư và chú linh đều là những khả năng của con người, nhưng khả năng của con người không chỉ có như vậy. Hắn từng thử tạo ra khả năng đó, nhưng cuối cùng thứ hắn tạo ra lại không thể vượt ngoài khả năng của hắn. Hắn bảo đáp án luôn là thứ tỏa ra ánh sáng tăm tối của sự hỗn loạn, và thứ mà hắn nên tạo ra là sự hỗn loạn có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Việc chất lọc thuật thức của hắn đã hoàn tất. Nghe điều này chợt chị Yuki nhớ ra một thằng chú linh tên là Mặt Sẹo Mahito. Yuji bảo thằng đó bị Geto hấp thụ mất tiêu rồi, khiến chị Yuki vô cùng sửng sốt. Sau đó Geto dùng thuật thức vô vi chuyển biến của Mặt Sẹo xuống đất và tạo ra một lớp kết giới lan rộng xung quanh. Chị Yuki cho rằng đây không phải kết giới của ngài Tengen mà là phát động thuật thức từ xa. Bỗng Geto gửi lời cảm ơn tới Yuji vì cậu đã giúp Mặt Sẹo trưởng thành trong trận chiến
vì ngay tại thời điểm hấp thụ thuật thức bằng chú linh thao thuật thì độ chính xác của thuật thức sẽ ngừng phát triển. Hắn còn bảo hắn cũng muốn có cả thằng núi lửa nữa, nhưng nó bị bé Na cho bay màu mất tiêu rồi. Và hành động vừa rồi của hắn là dùng vô vi chuyển biến từ xa với hai loại phi thuật sư mà hắn đã đánh dấu trước kia. Loại thứ nhất là những người đã nuốt chú vật giống như Yuji ngày xưa, loại thứ hai là những người sở hữu thuật thức nhưng có cấu tạo não giống Junbe. Và hắn đã điều chỉnh não của mỗi người sao cho giống với thuật sư, với loại thứ nhất sẽ có sức mạnh của một vật chứa, còn với loại thứ hai thì có khả năng sử dụng thuật thức. Nói xong hắn giải phong ấn cho những chú vật đó, hắn còn bảo lúc bị đánh dấu có nhiều người đã rơi vào trạng thái hôn mê do chúng chú lực của hắn. Nhưng rồi họ cũng sẽ sớm thức tỉnh, chị của Megumi cũng nằm trong những người đã bị hắn đánh dấu. Và để hiểu rõ hơn về chú lực, từ giờ những người đó sẽ tàn sát lẫn nhau, họ cùng các chú vật đều đã được hắn chọn lọc cẩn thận. Hắn nói điều này cũng tương tự như 1000 Yuji mang tâm trí tà ác được thả ra khắp nơi vậy. Chợt các lớp băng của Ura Ume bị giải trừ, hóa ra là do hắn đã trúng độc từ đòn xuyên huyết của Choso lúc nãy. Sau khi thoát khỏi lớp băng, cả bọn đã quyết định sẽ sống mái với Geto một trận, nhưng có vẻ ngoại trừ thầy Kurasa Beza, vì thầy dường như đã bỏ cuộc. Geto bảo cả bọn không cần phải vội vì hắn vẫn chưa nói hết. Rồi hắn nói các chú vật mà hắn ban phát cho những người đó đều là thành quả của các thuật sư mà hắn đã lập khế ước suốt 1000 năm qua. Tuy nhiên hắn không chỉ lập khế ước chỉ với mỗi thuật sư, mặc dù những khế ước này đã bị giải trừ ngay khi hắn chiếm xác Geto. Và hắn cho rằng đây chính là thế giới của tương lai. Hắn nói xong bỗng có rất nhiều lời nguyền xuất hiện ở khắp mọi nơi. Geto giả mạo cùng ngục môn cương trong tay gửi lời chào tạm biệt đến Yuji vì hắn rất kỳ vọng ở cậu. Hắn còn nói với bé Na rằng thời đại Heian, thời kỳ hoàng kim của giới chú thuật sẽ lại đến thêm một lần nữa. 23 quận của Tokyo gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, những nơi an toàn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thông tin về mạng sống của các thành viên chính phủ cấp cao vẫn chưa có. Nhiều người đã đưa ra đề xuất sơ tán 5 triệu dân ở Tokyo tới những nơi vẫn còn có thể tận dụng được. Nhưng điều mà họ khó xử nhất là không biết phải giải thích với người dân ra sao. Đã có rất nhiều phương án và giả thuyết được đưa ra. Có người đảm bảo các thuật sư đang giúp người dân sơ tán ở bên trong thành phố. Có người thì lo ngại nước ngoài sẽ can thiệp quân sự vô chuyện này. Và cũng có người đề xuất công bố sự tồn tại của chú Linh với người dân, nói với người dân rằng bọn chú Linh chỉ xuất hiện ở Tokyo. Mục đích là dồn chú lực do dỉ từ người dân đổ về phía Tokyo để chú Linh chỉ được sinh ra ở đó. Họ bàn tán tranh luận rất xôn xao về vấn đề này và đưa ra đủ mọi loại tình huống rất chi là trời ơi đất hỡi. Trong lúc họ vẫn còn suy nghĩ để đưa ra giải pháp thì số nạn nhân cứ thế ngày một tăng lên chóng mặt. Chị Yuki nói chuyện với một ai đó và xin lỗi vì lúc đó chị đã do dự. Nhưng tình hình đã như thế này thì chị sẽ tạm thời lặng lẽ quan sát. Chị còn nói mình không hề đứng về phe của người đó. Chị chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp muốn loại bỏ chú Linh khỏi thế giới mà thôi. Chị hứa sẽ đưa những đứa trẻ có mặt ở đó về. Và cũng đã đến lúc chị phải nghiêm túc đối mặt với ngài Tengen. Tại một cửa hàng tiện lợi, có một cô bé đang ngồi ngấu nghiến đồ ăn ở trong này. Chợt cô bé thấy có một cái bóng đáng sợ đang vẫy gọi cô bé đến đó. Nó cho rằng ở chỗ cô bé rất nguy hiểm, ở ngoài này an toàn hơn vì có cha mẹ với chị gái cùng em trai và cả giáo viên của cô bé nữa. Nhưng cô bé bảo mình làm gì có đứa em trai nào, với lại cũng chẳng thích giáo viên. Những lời mà con chú Linh nói ra sau đó chỉ là những lời lập đi lập lại của cô bé. Thế rồi cô bé hỏi nó muốn uống gì không và mang đồ uống đến cho nó. Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì một con chú Linh to bự xuất hiện và định nuốt chửng cô bé. Hóa ra cái con ban nãy chỉ là mồi nhử mà thôi. Cứ tưởng thế là cô bé hẹo, nhưng không. Một thanh niên với thanh katana trong tay từ trên trời nhảy xuống đâm cho con quái lòi phèo. Và chàng thanh niên này có tên là Okosu Yuta. Cậu bước đến hỏi cha mẹ cô bé ở đâu thì nhận ra cô bé đã đi bộ rất xa vì đôi giày rất là tơi tả. Con quái lòi phèo vẫn còn sống và nó định tấn công Yuta, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Rika đấm phát cho bay màu. Yuta nhận ra cô bé có thể nhìn thấy được chú Linh. Sau đó Yuta đến gặp hội đồng chú thuật. Họ bảo cậu dù giết bao nhiêu chú Linh đi chăng nữa cũng chẳng thể chứng minh được gì. Thế là cậu đề xuất lập ràng buộc với họ. Cậu bảo mục tiêu có là học trò của thầy Gojo thì cậu cũng chẳng bận tâm vì nó đã cướp mất cánh tay người bạn thân Toge của cậu ở Shibuya. Cho nên giờ cậu sẽ đi giết Itadoji Yuji. Phía hội đồng chú thuật đã đưa ra 5 thông báo. Thứ nhất là xác nhận Geto Suguru vẫn còn sống nên sẽ tuyên án tử hình thêm một lần nữa. Thứ hai là đưa Gojo Satoru vào danh sách tòng phạm ở biến cố Shibuya và khai trừ Gojo khỏi giới chú thuật vĩnh viễn. Bất kể kẻ nào giải trừ phong ấn cho Gojo cũng sẽ bị kết tội. Thứ ba là tử hình Zaga Masamichi với tội xúi dục Gojo và Geto gây ra biến cố Shibuya. Thứ tư là hủy bỏ lệnh hoãn án tử của Yuji và phải tử hình ngay lập tức. Cuối cùng là chỉ định chú thuật sư đặc cấp Okosu Yuta thi hành án tử hình Yuji. Như vậy là season 2 của anime Chú Thuật Hồi Chiến đến đây là hết. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở season 3 nhé!